4 ngày nữa nếu dịch bệnh không giảm thì Đà Nẵng sẽ thực hiện triệt để hơn nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà. Đây là thông tin được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khai mạc vào hôm nay theo hình thức trực tuyến. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu phải xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Trên tinh thần đó, thành phố có thể tạm đóng cửa nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Dự kiến nếu số ca dương tính không giảm sâu hoặc tiếp tục tăng, thì trong 7 ngày, kể từ ngày 16 tháng 8, người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Các cơ sở, nhà máy, công trường phải đảm bảo người lao động ở lại tại chỗ làm việc nếu muốn hoạt động. Đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng và hy vọng là không phải áp dụng. Nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chúng ta vẫn phải chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích để thực hiện, và khi áp dụng sẽ có nhiều khó khăn thách thức, nhất là việc cung ứng đảm bảo lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân toàn thành phố, và thành phố cũng đã có cái phương án về công tác này. Trong phiên họp sáng nay, kỳ họp cũng đã tiến hành báo cáo tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15, kết quả thực hiện chương trình giám sát, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và tiến hành công tác nhân sự. Ngày 12 tháng 8, tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận trong toàn tỉnh hơn 33.800 ca nhiễm COVID-19. UBND tỉnh đã có công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ xin phân bổ thêm 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Với năng lực hàng trăm đội tiêm chủng như hiện nay, dự kiến 1 triệu liều vaccine sẽ được tỉnh tiêm cho dân hoàn thành trong 10 ngày để sớm đưa Bình Dương đạt được miễn dịch cộng đồng, trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, theo kế hoạch mà Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã đề ra. Với quy mô dân số hơn 2,6 triệu người, Bình Dương cần tiến hành tiêm vaccine cho hơn 2 triệu người, trong đó ưu tiên cho các đối tượng theo nghị quyết của Chính phủ và lực lượng công nhân, người lao động để nối lại nhịp sản xuất, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu quốc tế. Tính đến nay, tỉnh Ninh Bình đã tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 3 cho gần 22.000 trường hợp, trong đó mũi 1 là trên 16,2 nghìn trường hợp và mũi 2 là trên 5,5 nghìn trường hợp. Theo kế hoạch tiêm chủng đợt 3, thì Bộ Y tế có quyết định phân bổ cho tỉnh Ninh Bình trên 35.000 liều vaccine. Ngành Y tế đã triển khai cho các đơn vị lập danh sách theo đối tượng ưu tiên gửi về Sở Y tế. Tùy vào số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Ninh Bình, Sở Y tế đã và đang căn cứ để tổ chức triển khai tiêm phòng theo thứ tự trong danh sách mà các đơn vị đã đăng ký. Thưa quý vị, với mô hình hợp tác chặt chẽ với địa phương để chuyển lương thực thực phẩm tới tận tay bà con khó khăn, group Facebook Hà Nội giúp nhau vừa vượt qua mùa dịch đã được thành lập với hơn 30.000 thành viên. Câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh được giúp đỡ kịp thời càng khẳng định sự gắn kết trong cộng đồng có sức mạnh vô cùng to lớn để cả nước cùng vượt qua đại dịch. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Đây là những nhu yếu phẩm thiết yếu được nhóm Facebook Hà Nội giúp nhau qua mùa dịch điều tiết xuống địa bàn phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội và sẽ được các hội đoàn thể gồm đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ phân bổ đến với các hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn phường. 100 suất quà với đầy đủ gạo, mì đã được trao tới những hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Hai vợ chồng con là chồng thì bị tâm thần, con là không có miễn mà chỉ được trợ cấp hàng tháng thôi. Còn em thì lại cũng bị mất việc làm. Covid chỗ làm thì nghỉ đóng cửa mất 3 tháng nay thì con gia đình cũng rất là khó khăn. Cũng nhờ đến chính quyền con là giúp đỡ cho hai vợ chồng. Trong cái thời điểm mà dịch bệnh nó kéo dài như này thì những tấm lòng hảo tâm đã cùng góp nhau chung tay xây dựng một cái hội nhóm đông người đã lớn mạnh như vậy thì mỗi người sẽ góp một chút công sức của mình để cùng nhau hỗ trợ chống dịch, thì em thấy đây là một cái nhóm rất là hiệu quả, mà nó gần như là phù hợp, gọi là đúng với cái tình hình hiện nay. Những ngày giãn cách, các nhà hảo tâm đã tìm đến hỗ trợ bà con thông qua cách làm sáng tạo, linh hoạt trong mùa dịch. Cụ thể, để hạn chế nhóm tình nguyện di chuyển, trực tiếp gặp gỡ, các hoạt động tiếp xúc gia tăng rủi ro, nhóm Hà Nội giúp nhau qua mùa dịch kêu gọi nhà hảo tâm phối hợp chặt chẽ gửi tiền, gửi quà qua chính quyền, mặt trận tổ quốc để hỗ trợ trao trực tiếp đến người dân gặp khó khăn. Nhóm sẽ cố gắng đóng cái vai trò là đơn vị điều phối
một cái hub thông tin để tận dụng cái sự phổ biến của mạng xã hội của người dùng internet ở Việt Nam. Bà con có thể vào cùng chia sẻ các thông tin về khó khăn của bản thân, cung cấp thông tin khó khăn của những người xung quanh mình, và đồng thời cũng hỗ trợ các cái nhà hảo tâm làm sao đảm bảo cái khớp được cái nhu cầu giữa nhà hảo tâm và các cái hoàn cảnh khó khăn, đồng hành phối hợp một cách chặt chẽ với chính quyền địa phương để làm sao đảm bảo làm sao mà không để sót, để lọt các hoàn cảnh. Chính quyền phường, ủy ban nhân dân phường làm tốt được công tác điều tiết các cái nguồn thiện nguyện, và tôi nghĩ là nó sẽ còn nhiều các cái chương trình thiện nguyện nữa, và qua nhiều các tổ chức chính trị xã hội của địa phương nữa, thì tất cả đều phải tập trung về phường để phường điều tiết, nhưng mà dưới danh nghĩa của nhiều đoàn thể. Thì tôi nghĩ thấy cái việc làm này rất kịp thời và rất cần thiết, và mong muốn rằng các tổ chức thiện nguyện này liên kết với nhau nhiều hơn nữa và sâu rộng khắp trên toàn thành phố hơn nữa, cũng như là lan tỏa khắp các vùng miền để những người thực sự có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ kịp thời nhất. Nhờ sự giúp sức của chính quyền địa phương, các suất nhu yếu phẩm của các nhà hảo tâm đã được chuyển đến tận tay cho bà con nghèo, cho các lao động tự do đang kẹt lại giữa thành phố. Đồng hành cùng mọi người dân để vượt qua đại dịch COVID-19 chính là mong muốn của những người thành lập ra nhóm Facebook Hà Nội giúp nhau vượt qua mùa dịch. Trong thời điểm đời sống của người dân có thu nhập thấp đang gặp khó khăn do dịch bệnh, những mạnh thường quân mong muốn sự hỗ trợ nhưng không đến được trực tiếp trao cho từng người, một nền tảng trực tuyến được nhóm chuyên gia của Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an cùng với các đơn vị đồng hành sáng tạo đã giúp kết nối và phân phối đồ cứu trợ cho người dân. Bằng cách gọi vào số điện thoại 1900-6448 hoặc truy cập vào trang web sosmap.net với vài thao tác đơn giản là những người cần cứu trợ và người đi cứu trợ có thể dễ dàng tìm thấy nhau, kết nối cho và nhận trong thời gian nhanh nhất. Sau khi xác minh xong thông tin cơ bản, bản đồ này sẽ hiện lên những địa điểm màu đỏ đang cần được cứu trợ, màu vàng là nơi cần cho, màu xanh là nơi đã cứu trợ. Phía Mạnh Thường Quân cũng nhìn thấy các cái thông tin ủng hộ. Từ các cái thông tin đấy thì họ căn cứ rằng là với những cái mình đang có thì mình lên cho cái gì nó sẽ phù hợp với lại người cần. Còn đối với các cái đối tượng đồng bào mà gặp khó khăn thì cũng dễ dàng thao tác. Qua trang web này, nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã nhận được những nhu yếu phẩm cần thiết một cách nhanh nhất. Những phần cứu trợ này thực sự cần thiết cho người dân trong thời điểm khó khăn. Em rất là vui khi mà nhận được món quà của SOS Map. Rất là vui, vui lắm luôn á. Tại vì mấy tuần nay là chưa có được ăn hộp cơm nào hết. Giờ nhận được những cái phần quà như thế này thì nó là hết rất là vui mừng. Dạ, em xin chân thành cảm ơn SOS Map đã hỗ trợ khu vực của tụi em. Tại vì hiện tại thì rất là nhiều hộ dân đang cần. Ý tưởng kết nối cứu trợ đã được anh Lê Tuấn Can, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam nhen nhóm từ mùa lũ năm ngoái ở miền Trung. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 300 nhà hảo tâm có mong muốn hỗ trợ qua chương trình, trên 1.600 hộ gia đình được nhận cứu trợ. Sau thành phố Hồ Chí Minh, thì Hà Nội và một số tỉnh thành khác cũng sẽ được triển khai bản đồ kết nối này để giúp đỡ nhiều hơn những người khó khăn trong đại dịch. Không chỉ những cái vùng dịch ở phía Nam mà ở phía Bắc đã có những cái hoàn cảnh đã cần cứu trợ và đã đăng ký, và chúng tôi cũng đang liên hệ. Sau đó thì chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch để tuyển cái đội ngũ tình nguyện viên. Trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ban tổ chức của chiến dịch yêu thương mùa COVID mong muốn được nhân rộng hơn nữa. Trong khi bản đồ cứu trợ đang dần hoàn thiện và nhân rộng, thì các mạnh thường quân, tình nguyện viên muốn hỗ trợ nhanh nhất tới người dân sẽ có trên 70% người dân Côn Đảo được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 sau đợt tiêm lần này. Để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng lần thứ tư tại Côn Đảo, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã huy động 12 bác sĩ, nhân viên y tế của Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp bổ sung cho huyện gần 5.000 liều vaccine hiệu AstraZeneca và một số trang thiết bị vật tư y tế vận chuyển bằng trực thăng ra Côn Đảo để tiến hành tiêm phòng COVID-19 mũi 2 cho khoảng 5.000 người dân.
Thấy mọi người cũng nhiệt tình đi tiêm để có sức bảo vệ sức khỏe. Nói chung là cũng mừng thôi, tại vì có nhiều nơi không có được tiêm nhưng mà cũng đỡ mình được tiêm thì tốt. Nói chung với vùng sâu vùng xa thì mọi điều kiện về đất liền là khó khăn, mà huyện đã tạo điều kiện cho người dân Côn Đảo được như vậy là đại diện cho dân Côn Đảo là cảm ơn huyện mình rất nhiều. Làm bà con Côn Đảo cũng rất mừng luôn đó. Trong chiều và tối ngày 11 tháng 8, Trung tâm Y tế Quân dân y tổ chức tiêm cho 1.434 người. Dự kiến trong 3 ngày, huyện Côn Đảo sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho khoảng 5.000 người dân, hoàn thành theo tiến độ chung trong toàn tỉnh. Và sau ngày 15 tháng 8 thì lượng vaccine mũi 2 của huyện Côn Đảo đạt được trên 70% theo quy định của Bộ Y tế, thì huyện cũng sẽ từng bước đề xuất với tỉnh mở cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của huyện theo từng bước là trở lại, dần trở lại cái trạng thái bình thường mới. Như vậy, sau khi kết thúc đợt tiêm vaccine phòng COVID-19, sẽ có 70% cán bộ chiến sĩ và người dân tại Côn Đảo được tiêm 2 liều vaccine, đủ điều kiện đạt miễn dịch cộng đồng theo quy định của ngành y tế. Từ đó, huyện Côn Đảo sẽ xây dựng phương án vừa phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị, an toàn trong tiêm chủng, an toàn trong phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách khi triển khai chiến dịch tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội đã liên tiếp ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó có ca ghi nhận sau khi đến điểm tiêm. Vậy nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong giai đoạn này như thế nào và chúng ta cần làm gì khi đến điểm tiêm vaccine phòng COVID-19? Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Mới đây, Hà Nội ra thông báo khẩn tìm người đến địa điểm tiêm chủng phòng COVID-19 tại trường Trung học cơ sở Trương Vương, quận Hoàn Kiếm vì có liên quan đến một ca F0 ghi nhận qua sàng lọc trong cộng đồng. Theo đó, 60 người đến điểm tiêm chiều 3 tháng 8 đã được yêu cầu cách ly tại nhà. Thì cũng rất mừng là toàn bộ cái số đó đã có kết quả âm tính. Đây cũng là một cái vấn đề mà cần phải nâng cao hơn nữa cái công tác đảm bảo an toàn trong cái khu vực tiêm chủng. Để đảm bảo phòng dịch, tránh nguy cơ lây nhiễm khi tiêm chủng, 7 điểm tiêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã phân bổ đối tượng theo giờ, đảm bảo đường đi một chiều tại điểm tiêm, có đánh dấu vị trí đứng ngồi, hạn chế việc tiếp xúc của từng người khi đến điểm tiêm, đặc biệt là luôn có cán bộ nhắc nhở. Tất cả những người đến tiêm nói chung và bản thân tôi nói riêng, khoảng cách giữ tối thiểu là từ 2 đến 3 mét. Trong khi xếp hàng tiêm thì không nói chuyện nhiều. Cái đảm bảo như này thì theo tôi thấy cũng rất là tốt, nhưng mà cũng không thể tránh được cái sự đông đúc, mặc dù là đã được phân chia giờ theo từng đơn vị một. Đấy, ví dụ như đơn vị của tôi là 9 giờ, đấy, thì là chúng tôi cũng đúng 9 giờ mới dám đến. Tuy nhiên, tại điểm tiêm trường tiểu học Thịnh Hào, quận Đống Đa, mặc dù được cán bộ y tế nhắc nhở liên tục, nhưng vẫn còn tình trạng không đảm bảo về khoảng cách. Cái việc giữ khoảng cách là rất quan trọng, nên là mỗi người dân thì cần phải ý thức được điều đó để không lây bệnh cho mình và lây truyền cho người khác. Cái điều cần thiết đây là chúng ta phải có cái sự sàng lọc, phân luồng ngay từ đầu liên quan đến chuyện là có đến từ vùng dịch tễ hay không, có đến từ cái khu vực phong tỏa hay không, có đến từ cái chỗ gọi là nguy cơ hay không. Sau đó là chúng ta đến vấn đề thứ hai là liên quan đến đảm bảo cái an toàn tại nơi tiêm, đảm bảo về vấn đề phân luồng, đảm bảo về vấn đề thực hiện tốt 5K và đảm bảo về vấn đề các cái nguyên tắc đã được Bộ Y tế đưa ra trong cái hướng dẫn điểm tiêm an toàn. Như vậy, việc nâng cao ý thức và thực hiện theo đúng quy định khi đi tiêm chủng của mỗi người sẽ chung tay góp sức đưa Việt Nam sớm đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tạo miễn dịch cộng đồng để ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2, đẩy lùi đại dịch. Vùng xanh, từ khóa mới được nhắc đến nhiều trong những ngày gần đây, thể hiện quyết tâm sớm đẩy lùi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư này. Xây dựng vùng xanh trong cuộc chiến chống COVID-19 đang là giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ sự an toàn ở những vùng chưa có dịch, giảm mức độ vùng đỏ thành vàng và tiến tới có nhiều khu vực an toàn. Phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình Thông tấn. Nhà số 9 là nhà ai? Nhà ông Tấn. Nhà ông Tấn, anh vào có việc gì? Tôi vào có chút việc. Nếu mà cần trao đổi cái gì thì có điện thoại, chứ còn bây giờ anh vào là không được. Hiện nay là cái khu này đang là cái khu an toàn, cho nên là không cho người lạ vào. Tại gần 400 tổ dân phố trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội, tất cả các trường hợp không phải người sinh sống tại đây cũng như không có lý do chính đáng đều bị từ chối qua chốt vào vùng xanh. Trừ những trường hợp cấp thiết,
và bất khả kháng như đưa người nhà đi cấp cứu. Thì thôi, các bác một là gọi người quen ra, hai là mình sẽ quay đầu. Đấy, lấy lý do khác mình tự vào. Thì mình cũng không có cái gì các bác làm cũng đúng thôi. Đưa bố hoặc mẹ đi bệnh viện. Đấy, trường hợp bất khả kháng như thế là phải cho người ta vào. Nhưng mà chúng tôi đều ghi lại bằng cái vào cái sổ sách giấy tờ lại hết, ngày giờ, họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ người ta cư trú. Lực lượng phụ trách tại các chốt bảo vệ vùng xanh, ngoài tổ COVID-19 cộng đồng, còn có sự tham gia của chính người dân. Từ cách làm sáng tạo của quận Hoàng Mai, các vùng xanh đã lan nhanh trên địa bàn thành phố. Tại khắp các khu vực an toàn trong nội đô và khu vực ngoại thành, người dân đều chủ động, sáng tạo lập chốt cứng hoặc chốt mở, bảo đảm an toàn cho khu vực mình sinh sống. Đảm bảo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phải được thực hiện nghiêm nhất. Như các đồng chí chứng kiến là tất cả ra vào đều được kiểm soát. Do vậy, đến khi chúng tôi trong chỉ đạo cũng khuyến cáo là kể cả khi mà Hà Nội dịch đã được khống chế mà chúng ta không phải thực hiện chỉ thị 16 nữa, thì chúng tôi vẫn khuyến khích những điểm vùng xanh như thế này nếu có điều kiện. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những tấm biển bảo vệ vùng xanh cũng đã xuất hiện trên nhiều con hẻm, khu dân cư. Người dân sinh sống trong khu vực này sẽ được phun khử khuẩn, kiểm tra giấy tờ mỗi khi ra vào. Việc vận chuyển đồ được giao tới sẽ do các tình nguyện viên thực hiện sau khi đã phun khử khuẩn. Tất cả nhằm bảo vệ cho vùng an toàn giữa tâm dịch. Khu phố là vật bảo vệ nhiều hơn, mà cũng có chút bất tiện nhẹ, nhưng mà người dân cũng sẵn sàng đồng ý. Nguyên tắc cái vùng đỏ là vùng đã có những ca mà chúng ta phong tỏa rất chặt, thì làm sao chúng ta không để những cái trường hợp đó ép không lây nhiễm đi ra bên ngoài. Nhưng mà cái vùng xanh là cái vùng mà chúng ta chưa có những cái ca bệnh, hoặc là thì chúng ta nguyên tắc là chúng ta không để lọt vào trong. Thực tế cho thấy, bảo vệ vùng xanh, điều quan trọng nhất chính là sự đồng lòng, tự nguyện của người dân trong khu vực. Dù không phải địa bàn có dịch, nhưng người dân vẫn chấp nhận thiệt thòi, bất tiện trong sinh hoạt để tuân thủ nghiêm việc giãn cách như trong khu phong tỏa. Liều vaccine cộng đồng hình thành ở mỗi vùng xanh là minh chứng rõ nhất cho mọi nỗ lực sáng tạo và tinh thần vào cuộc của người dân với mong ước sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Ngày 12 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ một lô thuốc tân dược hỗ trợ điều trị COVID-19 tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ lô hàng không có hóa đơn chứng từ mua bán, nghi nhập lậu từ Trung Quốc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tại thời điểm kiểm tra căn nhà nằm trong hẻm đường An Dương Vương, quận Bình Tân, lực lượng trinh sát đội 6 phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đội 3 cục quản lý thị trường thành phố đã phát hiện 2.800 hộp thuốc tân dược có dấu hiệu nhập lậu. Toàn bộ số thuốc tân dược này có tên là Liên Hoa Thanh Ôn, bao bì toàn chữ Trung Quốc. Theo quản lý thị trường, chủ lô hàng khai mua từ một người phụ nữ ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với giá 78.000 đồng một hộp, sau đó đem về bán cho khu vực sinh sống, giao bán trên mạng kiếm lời. Theo đăng truyền trên mạng, số thuốc này có thể chữa trị các bệnh như ho, sốt, đau họng. Một số thông tin còn đăng tải thuốc có thể điều trị bệnh COVID-19. Toàn bộ số lô hàng đều không có hóa đơn chứng từ mua bán. Hiện số hàng này đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với sự bùng phát và lây lan của virus SARS-CoV-2 trên địa bàn cả nước, cũng như tỉnh Bắc Giang, thì tỉnh này cũng phải đối phó với một loại virus nguy hiểm không kém, đó chính là những thông tin thất thiệt, sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của các cấp các ngành. Để ngăn chặn xử lý những hành vi này, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo lực lượng chức năng phải tăng cường phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Điều này cũng góp phần quan trọng để thức tỉnh sớm và sớm kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 và dần đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Hôm nay tôi vào đến đầu chốt xã Tân Liễu thì bị bắt và đòi thu xe, xin mãi mới được tha, trong khi tôi có đầy đủ giấy tờ đi đường hợp pháp. Yên Dũng bị phong tỏa không được phép tiếp tế từ chính quyền. Những dòng trạng thái này sau khi đăng tải trên Facebook đã nhận được rất nhiều lượt bình luận chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên đây lại là những thông tin hoàn toàn sai sự thật của một số cá nhân tại huyện Yên Dũng. Hay như trên tài khoản Facebook Thu Ngô và tài khoản Zalo có tên người di cư của một cá nhân tại huyện Lạng Giang đã vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, cho rằng đã ăn chặn tiền của người đang thực hiện cách ly. Những cái thông tin mà sai sự thật ấy, thì sẽ gây rất ảnh hưởng đến cái việc mà chỉ đạo điều hành. Đơn cử ngay như một số ví dụ như là một cái trường hợp mà họ đăng tải một cái thông tin là có F0 xuất hiện ở cái địa bàn nào thôi. Vậy như vậy thì đã ảnh hưởng ngay lập tức đến cái chính quyền địa phương. Đấy, rồi thì những cái lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch.
Qua theo dõi xác minh các tài khoản Facebook, Zalo thời gian qua, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 29 cá nhân có hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin bịa đặt sai sự thật về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 160 triệu đồng. Chỉ trong 2 tháng 5 và 6 năm 2021, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã phát hiện tới gần 100 trường hợp đăng tin sai lệch về dịch COVID-19 và công tác phòng chống dịch của chính quyền địa phương. Qua đó tham mưu cho chính quyền các cấp xử phạt 22 trường hợp với tổng số tiền 117 triệu đồng. Tôi cảm thấy hành vi của mình là sai với pháp luật. Qua sự việc này tôi cũng hứa là tôi cũng không vi phạm. Trước tình hình như vậy thì lực lượng công an chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Và chúng tôi tập trung công tác tuyên truyền, công tác hướng dẫn nhân dân thấy được cái thủ đoạn, cái hành vi vi phạm pháp luật để nhân dân biết và phòng ngừa. Thực hiện sự chỉ đạo của Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Yên Dũng cũng đã chỉ đạo đội an ninh công an các xã, thị trấn vào cuộc quyết liệt để xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về phòng chống dịch COVID-19 trên Zalo, Facebook. Lực lượng chức năng đã đấu tranh phản bác gỡ bỏ thông tin xấu trên không gian mạng với gần 30.000 lượt báo xấu của các tài khoản, phối hợp xác minh và xử phạt 10 trường hợp vi phạm. Đội an ninh đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ tập trung làm tốt công tác nắm tình hình và phối hợp với các đơn vị chức năng như phòng chuyên đề công an tỉnh, công lực lượng công an xã thị trấn và chủ động phát hiện đối tượng có những hành vi đăng tải thông tin sai thật trên mạng xã hội. Việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp cung cấp thông tin sai lệch, tin giả của lực lượng chức năng trong thời gian vừa qua đã góp phần bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng, ổn định tư tưởng của cán bộ, nhân dân, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc trong phòng chống dịch, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đối với người mà sử dụng điện thoại thông minh và các người dân thì trước hết là phải nâng cao cái nhận thức và đồng thời và phải biết chắt lọc cái thông tin và thông tin nào đó là cái thông tin đúng sự thật, thông tin tốt và cái việc thứ hai là cái nhận thức về việc đăng tải lên những cái trường hợp nào đã được kiểm chứng thì đăng tải lên. Dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh phía Nam. Nhưng virus xấu độc trên không gian mạng sẽ làm ảnh hưởng lớn tới công tác phòng chống dịch của chính quyền các cấp. Chính vì vậy, người dân cần tỉnh táo, cân nhắc trước những nội dung thông tin trước khi đăng tải. Thời sự đầu giờ của truyền hình Thông Tấn. Thưa quý vị, tối qua ngày 11 tháng 8, ngay sau phiên họp chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cùng tổ công tác đặc biệt của chính phủ đã họp trực tuyến với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch hiện nay. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đã có những dấu hiệu tích cực ban đầu. Số ca mắc mới đang đi ngang. Hệ số lây nhiễm hiện khoảng 0,78%, trong khi đầu tháng 5 là từ 3 đến 3,5%, đầu tháng 7 là từ 1,7 đến 2%, đầu tháng 8 khoảng 1,2%. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ ghi nhận những điều chỉnh trong phòng chống dịch của toàn thành phố trong những ngày gần đây, trong đó đã chủ động lớn đến việc củng cố mở rộng vùng xanh, vùng sáng tạo, tăng cường năng lực điều trị tầng 2, tầng 3. Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố phải khắc phục tình trạng vẫn có bệnh nhân cần đến viện điều trị nhưng không có chỗ, từ đó giảm tỷ lệ tử vong. Đánh giá cao việc thành phố đưa được nhiều gói an sinh xã hội đến cho người dân, Phó Thủ tướng lưu ý phải hỗ trợ cho tất cả những người gặp khó khăn trên địa bàn. Đối với lực lượng giao hàng, ngoài quản lý bằng mã QR cần có dấu hiệu dễ nhận diện bằng mắt thường, lập các điểm giao hàng trung chuyển ở cấp quận, huyện, shipper đi xe hai bánh di chuyển trong quận, từng khu vực hẹp, còn giữa các quận huyện thì phải chuyển bằng xe tải. Trong lúc đợi hướng dẫn chung, thành phố cần có hỗ trợ về tín dụng cho lượng lớn shipper đang vay nợ ngân hàng để mua phương tiện hành nghề. Trên tinh thần ưu tiên vaccine, thành phố cần chuẩn bị cho tình huống sau khi đã tiêm đủ vaccine cho người dân, để bên trong thực hiện nới lỏng dần các hoạt động sản xuất kinh doanh theo trạng thái bình thường mới, như các nước phát triển đã tiêm vaccine đạt được miễn dịch cộng đồng, bên ngoài là vành đai an toàn, kiểm soát chặt người ra vào. Tiếp tục phát huy sức mạnh tối đa mọi nguồn lực và kêu gọi huy động sức dân, chăm lo cho người dân và phải bảo toàn lực lượng tuyến đầu, tính mạng của người dân là một trong những nội dung trọng tâm trong kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 11 tháng 8 nhằm đánh giá việc thực hiện chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy.
Theo đó, yêu cầu và nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra đối với các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở giai đoạn từ nay và tiếp theo là tiếp tục phát huy sức mạnh tối đa mọi nguồn lực, kêu gọi huy động sức dân để chăm lo cho dân và phải bảo toàn lực lượng tuyến đầu, tính mạng của người dân, đồng thời nâng cao công tác điều trị COVID-19, hạn chế thấp nhất các ca tử vong, bảo vệ vững chắc các vùng xanh và thu hẹp dần vùng đỏ, thiết lập an toàn trong các khu dân cư, khu phố, tổ dân phố, ấp. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tăng cường công tác điều trị tích cực các ca F0 bệnh nặng, đồng bộ thống nhất quy trình điều trị F0 không triệu chứng. Cùng với đó, bảo đảm kế hoạch tiêm vaccine an toàn đúng quy trình, bảo đảm gói an sinh xã hội trao tận tay đến từng nhà, đến đúng đối tượng được thụ hưởng, tránh bỏ sót hoặc chậm chăm lo. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu đưa 81 xã phường về vùng an toàn vào ngày 25 tháng 8 với mục tiêu giữ vững thế trận phòng chống dịch, triển khai các giải pháp quyết liệt cụ thể hơn để sớm đưa toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất phân kỳ 2 ra hai đoạn là theo đó, giai đoạn 1 từ nay cho đến ngày 15 tháng 8 giữ vững vùng an toàn đối với 23 xã phường thị trấn, từ đó nâng lên 60 trên 82 xã phường là vùng an toàn vào ngày 15 tháng 8. Giai đoạn 2 từ 15 tháng 8 đến 25 tháng 8, phấn đấu toàn tỉnh có 81 trên tổng số 82 xã phường là vùng an toàn. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành, mặt trận, đoàn thể, người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương từ tỉnh đến cơ sở, địa bàn khu phố, thôn, ấp tập trung triển khai quyết liệt, triệt để, hiệu quả 4 lớp phòng chống dịch, siết chặt thực hiện giãn cách, giữ vững mở rộng vùng an toàn, chuyển hóa nhanh các vùng có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao thành vùng an toàn. Thưa quý vị, tính đến đầu tháng 8 thì tại huyện Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh, mà số người ở trong độ tuổi từ 18 trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 đã đạt trên 80%. Đây cũng là huyện duy nhất của cả nước đạt tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 cao. Bình Liêu đang là điểm sáng cho công tác tiêm phòng vaccine và hướng tới mục tiêu miễn dịch trong cộng đồng. Huyện Bình Liêu có trên 31.000 dân, trong đó có đến 96% là đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là địa phương duy nhất của Quảng Ninh triển khai việc tiêm phòng vaccine COVID-19 tới người dân ở tất cả các đơn vị hành chính cấp xã. Đã họp ban chỉ đạo để chỉ đạo và phối hợp với đoàn 155 để thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động và tổ chức xuống tận hộ gia đình và xuống thôn bản để tuyên truyền cho từng hộ gia đình một. Và cho đến hôm nay thì bà con đến tiêm rất là đông đủ, phấn khởi. Ngày 13 tháng 7, huyện Bình Liêu bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 5 cho những người đang công tác, làm việc và sinh sống tại các xã, thị trấn vùng biên giới. Theo ghi nhận, tỷ lệ người dân đến tiêm tại các điểm đạt cao, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch. Bây giờ thì mình ở biên giới sẽ được tiêm vaccine miễn phí thì mình thấy rất là yên tâm, rất là cảm ơn nhà nước, cảm ơn Đảng. Để đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng, Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu đã thành lập 8 điểm tiêm chủng, đồng thời thành lập 18 đội tiêm, bố trí một nhóm cấp cứu gồm 3 người tại mỗi điểm tiêm. Kiến thức thì chúng tôi đã trang bị đầy đủ. Thứ hai là chúng tôi có mang theo những cái trang thiết bị cũng như là thuốc thiết yếu cho cái quá trình tiêm chủng cũng như là cấp cứu sau tiêm. Tính đến hết tháng 7, tổng số người được tiêm phòng trên địa bàn toàn huyện Bình Liêu là hơn 16.800 người. Một số địa phương khác trong tỉnh như Hải Hà, thành phố Móng Cái cũng được ưu tiên tiêm vaccine. Trong đó, thành phố Móng Cái đã hoàn thành việc tiêm vaccine Sinopharm cho gần 30.000 cư dân các xã, phường biên giới. Cái mục tiêu cao nhất của cái đợt tiêm phòng diện rộng lần này đó là tạo ra cái miễn dịch cộng đồng diện rộng trên toàn bộ nhân dân trên địa bàn thành phố Móng Cái, và trên cơ sở đó thì đảm bảo hướng tới mục tiêu là an toàn về sức khỏe của cộng đồng, sức khỏe của nhân dân. Tính đến thời điểm này, Quảng Ninh đã tiến hành tiêm được gần 88.000 liều vaccine phòng COVID-19 loại Sinopharm cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp của Trung Quốc và các cư dân biên giới. Theo Sở Y tế Quảng Ninh, số người được tiêm có phản ứng thông thường là 0,22%, số phản ứng nặng là 0,04%. Theo kế hoạch, mũi 2 vaccine Sinopharm dự kiến sẽ được bắt đầu tiêm từ ngày 4 tháng 8 và kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Liên quan đến vụ việc người nhà của bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Phú Yên đăng tải trên Facebook phản ánh một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên làm dịch vụ mai táng với giá cao.
tối ngày 11 tháng 8, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo làm rõ thông tin này. Trước đó, chiều tối ngày 10 tháng 8, một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết cho biết em dâu người này nhiễm COVID-19 vừa qua đời. Người chồng cũng đang điều trị vì là F0. Khi người nhà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để nhận thi thể thì có đề xuất với một bác sĩ là mua quan tài. Nhưng bác sĩ tại bệnh viện này đưa ra giá cao hơn nhiều so với giá mua ngoài thị trường. Gia đình người tử vong đã mua quan tài bên ngoài vào bệnh viện nhưng bị bác sĩ ở đây làm khó dễ. Ban đầu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên khẳng định bệnh viện này không có dịch vụ mai táng bệnh nhân COVID-19. Vụ việc đang cần tiếp tục được điều tra làm rõ. Thời gian qua, dịch COVID-19 bùng phát khiến chất lượng rác thải y tế tại Bình Dương tăng đột biến. Để đảm bảo việc thu gom và xử lý triệt để, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế phát sinh do dịch. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 21 cơ sở điều trị bao gồm 5 bệnh viện dã chiến, 143 cơ sở cách ly y tế tập trung và 1.601 điểm khu vực phong tỏa. Tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, tỉnh Bình Dương có hơn 30.000 ca mắc COVID-19. Theo thống kê từ Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Dương, hiện nay tổng khối lượng chất thải phát sinh trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trung bình khoảng 40 đến 70 tấn một ngày. Toàn bộ chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 được thu gom xử lý bằng phương pháp thiêu đốt trong lò đốt chất thải y tế, lò đốt chất thải nguy hại theo đúng quy định. Hiện tại thời điểm này là có nhiều khu cách ly, nhiều bệnh viện dã chiến nó tăng lên. Thì mỗi ngày khoảng 20 tấn, hơn 20 tấn. Thì nó cũng chưa quá công sức của công ty. Của công ty có khả năng đốt rác nguy hại, y tế là được tụi ghép vào cái rác nguy hại đặc biệt thì cả 100 tấn ngày này. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh anh em làm việc từ trước tới giờ thì còn lớn là cũng tự động hóa, chỉ có cái khâu quan trọng nhất là khâu đi khu gom thôi, với vận chuyển là lo nhất khoảng đó. Chứ khi về tới nhà máy thì tất cả đều tự động hết, khi xe nó ben xuống rồi khử trùng cũng tự động, rồi các cái khâu mà đưa vào lò đốt cũng hoàn toàn tự động. Ngoài công ty cổ phần nước môi trường Bình Dương đang thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trong phòng chống dịch COVID-19 thì Bình Dương còn có 5 đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép có chức năng xử lý chất thải nguy hại và chất thải y tế. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị có sự chuẩn bị và sẵn sàng công tác xử lý rác thải trong tình trạng kịch bản dịch bệnh COVID-19. Trong những tháng tới đây, khi số lượng vaccine về nhiều hơn, năng lực tiêm vaccine cả nước có thể đạt tối đa 2 triệu mũi một ngày. Đây là thông báo của đại diện Bộ Y tế tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 ngày hôm qua. Cũng theo đại diện Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã tiêm được 11,4 triệu liều vaccine trong tổng số 18 triệu liều nhận được. Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam cho biết, 7 loại vaccine phòng COVID-19 được WHO phê duyệt là Pfizer-BioNTech, AstraZeneca của Oxford, AstraZeneca của Viện Huyết Thanh Ấn Độ, Janssen, Moderna, Sinopharm và Sinovac có hiệu quả tốt đối với biến thể Delta. Thông điệp từ WHO rất rõ ràng, đó là hãy tiêm bất kỳ loại vaccine nào có sẵn khi đến lượt bạn. Cũng liên quan tới vaccine, trong ngày hôm qua đã có thêm 218.000 liều vaccine Pfizer về Việt Nam. Như vậy đến nay đã có 6 đợt vaccine Pfizer về nước ta với tổng số lượng gần 1,3 triệu liều. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Y tế đã đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh có báo cáo giải trình về việc mua máy thở với giá cao đột biến. Cụ thể, giá một loại máy thở trên cổng thông tin điện tử cổngkhaiyte.mho.gov.vn là 960,5 triệu một máy, trong khi tại cùng thời điểm báo giá, cùng loại, cùng hãng, model máy thở trên, công ty cung cấp cho các đơn vị là 455 triệu một máy. Với mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8, Hà Nội sẽ xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng với 1,3 triệu mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR cho toàn bộ người dân trong vùng đỏ, tức là khu vực trong các xã, phường, nguy cơ rất cao, và dự kiến 2 triệu mẫu test nhanh tại các khu vực đối tượng có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, việc xét nghiệm cho những người có triệu chứng ho, sốt qua khai báo y tế vẫn được thực hiện. Bộ Y tế nhận định tình hình kiểm soát dịch tại thành phố Hồ Chí Minh đang có chiều hướng chuyển biến tích cực. Trong hôm qua, thành phố có thêm gần 3.000 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số ca xuất viện đến nay là gần 61.000 người. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp. Nhóm bệnh nhân F0 đang điều trị diễn tiến nặng tăng, hiện hơn 1.500 trường hợp đang phải thở máy. Do đó, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9.
Cũng liên quan đến kiểm soát dịch bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định yêu cầu tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về, thời gian bắt đầu từ 12 giờ ngày 12 tháng 8. Để tạo thuận lợi cho người dân di chuyển, ngày hôm qua Bộ Công an đã triển khai phần mềm quản lý cư dân vùng dịch với tên miền http://sucque.dancucuocgia.gov.vn. Người dân đăng nhập vào địa chỉ này, thực hiện đăng ký khai báo y tế trên máy tính hoặc là điện thoại thông minh ngay tại nhà hoặc khi đi qua trạm kiểm soát dịch bệnh. Sau khi nhập đủ thông tin thì hệ thống sẽ cấp mã QR cho người khai báo. Người dân sử dụng mã QR này để quét thông tin tại chốt kiểm dịch. Và trong trường hợp công dân không có điện thoại thông minh để khai báo, cán bộ tại chốt kiểm dịch sẽ phát phiếu giấy khai báo y tế theo mẫu thông tin khai báo y tế. Với việc chuyển chiến lược sang tập trung cho công tác điều trị, Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng có thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và được xuất viện. Chỉ riêng bệnh viện dã chiến số 4 thì sau 1 tháng đi vào hoạt động đã tiếp nhận và điều trị cho trên 6.200 bệnh nhân và đến nay gần 4.000 người đã được xuất viện về nhà. Bệnh viện dã chiến số 4 Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, quy mô 3.000 giường, đi vào hoạt động từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho trên 6.200 bệnh nhân COVID-19. Thời gian đầu, Bệnh viện dã chiến số 4 chuyên tiếp nhận các ca bệnh mới mắc và không triệu chứng. Về sau, bệnh viện được chỉ định thu dung điều trị cả các bệnh nhân triệu chứng nhẹ và bệnh nặng. Công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân tại đây ghi nhận kết quả tích cực khi đến nay có gần 4.000 người khỏi bệnh và được xuất viện trở về nhà, trong đó có gần 700 bệnh nhi dưới 16 tuổi. Tiến tới trong giai đoạn hiện nay là chúng tôi giữ lại điều trị cả những bệnh nhân mức độ vừa và nặng. Hiện tại trong cái mô hình bệnh tật hay diễn tiến của bệnh thì hiện tại là cái tỷ lệ mà nhập viện trong mức độ nặng nó sẽ tăng lên. Tỷ lệ có thể là từ 5 có thể lên tới 7-8% là cái nhóm bệnh nặng. Hiện bệnh viện dã chiến số 4 đang tập trung theo dõi điều trị cho hơn 2.100 F0. Để đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nặng, bệnh viện đã thiết kế khu hồi sức cấp cứu với quy mô 105 giường, được lắp đặt đầy đủ các thiết bị hồi sức cấp cứu như máy tạo oxy, máy thở oxy dòng cao HFNC, máy X-quang. Chuyển sang diễn biến và công tác phòng chống dịch tại một số địa phương. Thưa quý vị, sau 13 ngày không có ca dương tính với COVID-19 ngoài cộng đồng thì đến ngày hôm nay 11 tháng 8, tỉnh Bình Phước đã ghi nhận thêm 13 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và đáng lưu ý là có đến 8 ca liên quan đến một doanh nghiệp ở thành phố Đồng Xoài và đây là chùm ca lây nhiễm ngoài cộng đồng do doanh nghiệp này không tuân thủ quy định 3 tại chỗ. Trong 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở thành phố Đồng Xoài phát hiện sáng ngày 11 tháng 8, thì có 6 ca là công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nguyên Bình, địa chỉ ở ấp 7 xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài. Nguồn lây nhiễm là do một lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh lên giao nhận hàng tại công ty, làm lây lan dịch. 2 ca còn lại cũng xuất phát từ ổ dịch này, là F1 của 2 công nhân mắc COVID-19 của công ty Nguyên Bình. Vấn đề đáng nói ở đây là công ty Nguyên Bình đã đăng ký thực hiện sản xuất theo phương châm 3 tại chỗ, tức là tất cả người trong công ty phải thực hiện nghiêm việc sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ. Thế nhưng việc có 2 ca dương tính là F1 của người nhà của 2 công nhân cho thấy công ty Nguyên Bình đã không thực hiện nghiêm. Thì có cái lên những cái là nó là thành do chủ quán của mình ở đây thì cách làm là cần thiết các trẻ lắm cho nên là hơn chủ quán là công nhân là ở gần đây cả ở rất ở sát bên công ty thì cho nên là ngày nào thì cũng chủ quán cũng để cho anh em buổi tối nó về đó. Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bình Phước cũng như của thành phố Đồng Xoài đã có những biện pháp cần thiết để truy vết khoanh vùng quyết liệt dập dịch. Công an thành phố Hà Nội cho biết từ 11 giờ ngày 10 tháng 8 đến 11 giờ ngày 11 tháng 8, lực lượng chức năng đã xử phạt 863 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, trong đó có 78 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 3 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh và 782 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách. Ngày 11 tháng 8, ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm 4 người vi phạm quy định về phòng dịch còn xúc phạm lực lượng thi hành công vụ xảy ra vào tối ngày 9 tháng 8 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam với số tiền hơn 50 triệu đồng vì các vi phạm không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Có lời nói, hành động dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, người thi hành công vụ.
Ngoài ra, Công an thành phố Vũng Tàu đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với một cá nhân vì có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, xác minh xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không sang tên đổi chủ đối với phương tiện này. Trước đó, vào ngày 10 tháng 8, đội cảnh sát giao thông thành phố Vũng Tàu đã tạm giữ một xe ô tô chở 4 người có hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Những người này không xuất trình được các giấy tờ tùy thân, không có giấy tờ chứng minh ra đường với lý do chính đáng. Một phụ nữ trong nhóm này liên tục to tiếng dùng những lời lẽ khiếm nhã, thô tục, thách thức, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Chiều ngày 11 tháng 8 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới Quảng Bình đã diễn ra lễ tiễn đợt 2 cho 50 thầy thuốc lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Đoàn công tác gồm 20 bác sĩ, 30 điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ sinh đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Theo sự phân công của Bộ Y tế, thì đoàn thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới sẽ nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 có quy mô 500 giường tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình mong rằng với năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp, các anh chị sẽ làm tốt công tác chống dịch. Gia đình và người thân ở quê nhà luôn được các cấp chính quyền quan tâm chăm sóc chu đáo. Các cán bộ y bác sĩ hãy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó, ngày 27 tháng 7, đoàn thầy thuốc tình nguyện viên của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới gồm 17 người của đợt 1 đã lên đường vào tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại thành phố Thủ Đức. Chiều ngày 11 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới trọng điểm khu vực phía Bắc và Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp trực tuyến để trao đổi trực tiếp về tình hình lưu thông xuất khẩu nông sản nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu do tác động của dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 7 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản Việt Trung đạt hơn 8,67 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt hơn 6,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, Trung Quốc cũng áp dụng các biện pháp phòng dịch, kiểm soát dịch COVID-19 đối với hàng hóa, phương tiện vận chuyển nông sản như trường hợp xảy ra ở Móng Cái, Lạng Sơn, làm giảm khả năng thông quan, xảy ra ùn tắc cục bộ phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu. Tại Hà Khẩu, Lào Cai, phía Trung Quốc cũng thông báo dừng nhập khẩu thanh long từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8 năm 2021. Việc nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật tại cửa khẩu cũng gây phát sinh chi phí lưu xe, kho bãi, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp nội địa. 8 cái mặt hàng nông sản sắp tới đàm phán với Trung Quốc để ký được nghị định thư, thì về phía Việt Nam đã chuẩn bị hết tất cả những cái yêu cầu do Trung Quốc đặt ra. Thế và cái đàm phán bước đầu đã có kết quả, chứ không phải chưa bước vào đàm phán. Tuy nhiên, như tôi đã nói, là ảnh hưởng của COVID-19, cho sắp tới sẽ đề nghị với phía Trung Quốc, cụ thể là với đại sứ quán, với tham tán thương mại ở đại sứ quán, chúng ta bàn nhằm khắc phục cái cách này như thế nào. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Để giảm tải hoạt động xuất khẩu tại tuyến cửa khẩu đường bộ, Bộ cũng đề nghị Tổng cục Hải quan hai nước hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo khâu kiểm dịch hàng nông sản tại ga đường sắt Đồng Đăng Bằng Tường và ga đường sắt Lào Cai Hà Khẩu, sớm đẩy nhanh quá trình tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành nông nghiệp gửi tới các tỉnh, thành phố. Trong 4 ngày nữa, nếu dịch bệnh không giảm thì Đà Nẵng sẽ thực hiện triệt để hơn nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà. Đây là thông tin được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khai mạc vào hôm nay theo hình thức trực tuyến. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu phải xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Trên tinh thần đó, thành phố có thể tạm đóng cửa nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Dự kiến nếu số ca dương tính không giảm sâu hoặc tiếp tục tăng, thì trong 7 ngày, kể từ ngày 16 tháng 8, người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Các cơ sở, nhà máy, công trường phải đảm bảo người lao động ở lại tại chỗ làm việc nếu muốn hoạt động. Đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng và hy vọng là không phải áp dụng. Nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chúng ta vẫn phải chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích để thực hiện. Và khi áp dụng sẽ có nhiều khó khăn thách thức, nhất là việc cung ứng đảm bảo lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân toàn thành phố, và thành phố cũng đã có cái phương án về công tác này.
Trong phiên họp sáng nay, kỳ họp cũng đã tiến hành báo cáo tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15, kết quả thực hiện chương trình giám sát, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và tiến hành công tác nhân sự. Ngày 12 tháng 8, tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận trong toàn tỉnh hơn 33.800 ca nhiễm COVID-19. UBND tỉnh đã có công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ xin phân bổ thêm 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Với năng lực hàng trăm đội tiêm chủng như hiện nay, dự kiến 1 triệu liều vaccine sẽ được tỉnh tiêm cho dân hoàn thành trong 10 ngày để sớm đưa Bình Dương đạt được miễn dịch cộng đồng, trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, theo kế hoạch mà Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã đề ra. Với quy mô dân số hơn 2,6 triệu người, Bình Dương cần tiến hành tiêm vaccine cho hơn 2 triệu người, trong đó ưu tiên cho các đối tượng theo nghị quyết của Chính phủ và lực lượng công nhân, người lao động để nối lại nhịp sản xuất, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu quốc tế. Tính đến nay, tỉnh Ninh Bình đã tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 3 cho gần 22.000 trường hợp, trong đó mũi 1 là trên 16,2 nghìn trường hợp và mũi 2 là trên 5,5 nghìn trường hợp. Theo kế hoạch tiêm chủng đợt 3, thì Bộ Y tế có quyết định phân bổ cho tỉnh Ninh Bình trên 35.000 liều vaccine. Ngành Y tế đã triển khai cho các đơn vị lập danh sách theo đối tượng ưu tiên gửi về Sở Y tế. Tùy vào số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Ninh Bình, Sở Y tế đã và đang căn cứ để tổ chức triển khai tiêm phòng theo thứ tự trong danh sách mà các đơn vị đã đăng ký. Thưa quý vị, với mô hình hợp tác chặt chẽ với địa phương để chuyển lương thực thực phẩm tới tận tay bà con khó khăn, group Facebook Hà Nội giúp nhau vượt qua mùa dịch đã được thành lập với hơn 30.000 thành viên. Câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh được giúp đỡ kịp thời càng khẳng định sự gắn kết trong cộng đồng, có sức mạnh vô cùng to lớn để cả nước cùng vượt qua đại dịch. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Đây là những nhu yếu phẩm thiết yếu được nhóm Facebook Hà Nội giúp nhau qua mùa dịch điều tiết xuống địa bàn phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội và sẽ được các hội đoàn thể gồm đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ phân bổ đến với các hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn phường. 100 suất quà với đầy đủ gạo, mì đã được trao tới những hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Hai vợ chồng con là chồng thì bị tâm thần, con là không có miễn mà chỉ được trợ cấp hàng tháng thôi. Còn em thì lại cũng bị mất việc làm, COVID chỗ làm thì nghỉ đóng cửa mất 3 tháng nay thì con gia đình cũng rất là khó khăn. Cũng nhờ đến chính quyền con là giúp đỡ cho hai vợ chồng. Trong cái thời điểm mà dịch bệnh nó kéo dài như này thì những tấm lòng hảo tâm đã cùng góp nhau chung tay xây dựng một cái hội nhóm đông người đã lớn mạnh như vậy thì mỗi người sẽ góp một chút công sức của mình để cùng nhau hỗ trợ chống dịch thì em thấy đây là một cái nhóm rất là hiệu quả mà nó gần như là phù hợp gọi là đúng với cái tình hình hiện nay. Những ngày giãn cách, các nhà hảo tâm đã tìm đến hỗ trợ bà con thông qua cách làm sáng tạo, linh hoạt trong mùa dịch. Cụ thể, để hạn chế nhóm tình nguyện di chuyển, trực tiếp gặp gỡ, các hoạt động tiếp xúc gia tăng rủi ro, nhóm Hà Nội giúp nhau qua mùa dịch, kêu gọi nhà hảo tâm phối hợp chặt chẽ gửi tiền, gửi quà qua chính quyền, mặt trận tổ quốc để hỗ trợ trao trực tiếp đến người dân gặp khó khăn. Nhóm sẽ cố gắng đóng cái vai trò là đơn vị điều phối, một cái hub thông tin để tận dụng cái sự phổ biến của mạng xã hội của người dùng internet ở Việt Nam. Bà con có thể vào cùng chia sẻ các thông tin về khó khăn của bản thân, cung cấp thông tin khó khăn của những người xung quanh mình và đồng thời cũng hỗ trợ các cái nhà hảo tâm làm sao đảm bảo cái khớp được cái nhu cầu giữa nhà hảo tâm và các cái hoàn cảnh khó khăn, đồng hành phối hợp một cách chặt chẽ với chính quyền địa phương để làm sao đảm bảo làm sao mà không để sót, để lọt các hoàn cảnh. Chính quyền phường, ủy ban nhân dân phường làm tốt được công tác điều tiết các cái nguồn thiện nguyện và tôi nghĩ là nó sẽ còn nhiều các cái chương trình thiện nguyện nữa và qua nhiều các tổ chức chính trị xã hội của địa phương nữa thì tất cả đều phải tập trung về phường để phường điều tiết nhưng mà dưới danh nghĩa của nhiều đoàn thể. Thì tôi nghĩ thấy cái việc làm này rất kịp thời và rất cần thiết và mong muốn rằng các tổ chức thiện nguyện này liên kết với nhau nhiều hơn nữa và sâu rộng khắp trên toàn thành phố hơn nữa cũng như là lan tỏa khắp các vùng miền để những người thực sự có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ kịp thời nhất.
Nhờ sự giúp sức của chính quyền địa phương, các suất nhu yếu phẩm của các nhà hảo tâm đã được chuyển đến tận tay cho bà con nghèo, cho các lao động tự do đang kẹt lại giữa thành phố. Đồng hành cùng mọi người dân để vượt qua đại dịch Covid-19 chính là mong muốn của những người thành lập ra nhóm Facebook Hà Nội giúp nhau vượt qua mùa dịch. Trong thời điểm đời sống của người dân có thu nhập thấp đang gặp khó khăn do dịch bệnh, những mạnh thường quân mong muốn sự hỗ trợ nhưng không đến được trực tiếp trao cho từng người, một nền tảng trực tuyến được nhóm chuyên gia của Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an cùng với các đơn vị đồng hành sáng tạo đã giúp kết nối và phân phối đồ cứu trợ cho người dân. Bằng cách gọi vào số điện thoại 1900-6448 hoặc truy cập vào trang web sosmap.net với vài thao tác đơn giản là những người cần cứu trợ và người đi cứu trợ có thể dễ dàng tìm thấy nhau, kết nối cho và nhận trong thời gian nhanh nhất. Sau khi xác minh xong thông tin cơ bản, bản đồ này sẽ hiện lên những địa điểm màu đỏ đang cần được cứu trợ, màu vàng là nơi cần cho, màu xanh là nơi đã cứu trợ. Phía mạnh thường quân cũng nhìn thấy các cái thông tin ủng hộ. Từ các cái thông tin đấy thì họ căn cứ rằng là với những cái mình đang có thì mình lên cho cái gì nó sẽ phù hợp với lại người cần. Còn đối với các cái đối tượng đồng bào mà gặp khó khăn thì cũng dễ dàng thao tác. Qua trang web này, nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã nhận được những nhu yếu phẩm cần thiết một cách nhanh nhất. Những phần cứu trợ này thực sự cần thiết cho người dân trong thời điểm khó khăn. Em rất là vui khi mà nhận được món quà của SOS Map. Rất là vui, vui lắm luôn á. Tại vì mấy tuần nay là chưa có được ăn hộp cơm nào hết. Giờ nhận được những cái phần quà như thế này thì nó là hết rất là vui mừng. Dạ, em xin chân thành cảm ơn SOS Map để đã hỗ trợ khu vực của tụi em. Tại vì hiện tại thì rất là nhiều hộ dân đang cần. Ý tưởng kết nối cứu trợ đã được anh Lê Tuấn Can, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam nhen nhóm từ mùa lũ năm ngoái ở miền Trung. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 300 nhà hảo tâm có mong muốn hỗ trợ qua chương trình. Trên 1.600 hộ gia đình được nhận cứu trợ. Sau thành phố Hồ Chí Minh thì Hà Nội và một số tỉnh thành khác cũng sẽ được triển khai bản đồ kết nối này để giúp đỡ nhiều hơn những người khó khăn trong đại dịch. Không chỉ những cái vùng dịch ở phía Nam mà ở phía Bắc đã có những cái hoàn cảnh đã cần cứu trợ và đã đăng ký và chúng tôi cũng đang liên hệ. Sau đó thì chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch để tuyển cái đội ngũ tình nguyện viên. Trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ban tổ chức của chiến dịch yêu thương mùa Covid mong muốn được nhân rộng hơn nữa. Trong khi bản đồ cứu trợ đang dần hoàn thiện và nhân rộng, thì các mạnh thường quân, tình nguyện viên muốn hỗ trợ nhanh nhất tới người dân sẽ có trên 70% người dân Côn Đảo được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 sau đợt tiêm lần này. Để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng lần thứ tư tại Côn Đảo, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã huy động 12 bác sĩ, nhân viên y tế của Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp bổ sung cho huyện gần 5.000 liều vaccine hiệu AstraZeneca và một số trang thiết bị vật tư y tế vận chuyển bằng trực thăng ra Côn Đảo để tiến hành tiêm phòng COVID-19 mũi 2 cho khoảng 5.000 người dân. Thấy mọi người cũng nhiệt tình đi tiêm để có sức bảo vệ sức khỏe. Nói chung là cũng mừng thôi, tại vì có nhiều nơi không có được tiêm nhưng mà Côn Đảo mình được tiêm thì tốt. Nói chung với vùng sâu vùng xa thì mọi điều kiện về đất liền là khó khăn mà huyện đã tạo điều kiện cho người dân Côn Đảo được như vậy là đại diện cho dân Côn Đảo là cảm ơn huyện mình rất nhiều. Làm bà con Côn Đảo cũng rất mừng luôn đó. Trong chiều và tối ngày 11 tháng 8, Trung tâm Y tế Quân dân Y tổ chức tiêm cho 1.434 người. Dự kiến trong 3 ngày, huyện Côn Đảo sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho khoảng 5.000 người dân, hoàn thành theo tiến độ chung trong toàn tỉnh. Và sau ngày 15 tháng 8 thì lượng vaccine mũi 2 của huyện Côn Đảo đạt được trên 70% theo quy định của Bộ Y tế thì huyện cũng sẽ từng bước đề xuất với tỉnh mở cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của huyện theo từng bước là trở lại dần cái trạng thái bình thường mới.
Như vậy, sau khi kết thúc đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 lần thứ tư, sẽ có 70% cán bộ chiến sĩ và người dân tại Côn Đảo được tiêm 2 liều vaccine, đủ điều kiện đạt miễn dịch cộng đồng theo quy định của ngành y tế. Từ đó, huyện Côn Đảo sẽ xây dựng phương án vừa phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị, an toàn trong tiêm chủng, an toàn trong phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách khi triển khai chiến dịch tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội đã liên tiếp ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó có ca ghi nhận sau khi đến điểm tiêm. Vậy nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong giai đoạn này như thế nào và chúng ta cần làm gì khi đến điểm tiêm vaccine phòng COVID-19? Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Mới đây, Hà Nội ra thông báo khẩn tìm người đến địa điểm tiêm chủng phòng COVID-19 tại trường Trung học cơ sở Trương Vương, quận Hoàn Kiếm vì có liên quan đến một ca F0 ghi nhận qua sàng lọc trong cộng đồng. Theo đó, 60 người đến điểm tiêm chiều mùng 3 tháng 8 đã được yêu cầu cách ly tại nhà. Thì cũng rất mừng là toàn bộ cái số đó đã có kết quả âm tính. Đây cũng là một cái vấn đề mà cần phải nâng cao hơn nữa cái công tác đảm bảo an toàn trong cái khu vực tiêm chủng. Để đảm bảo phòng dịch, tránh nguy cơ lây nhiễm khi tiêm chủng, 7 điểm tiêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã phân bổ đối tượng theo giờ, đảm bảo đường đi một chiều tại điểm tiêm, có đánh dấu vị trí đứng ngồi, hạn chế việc tiếp xúc của từng người khi đến điểm tiêm, đặc biệt là luôn có cán bộ nhắc nhở. Tất cả những người đến tiêm nói chung và bản thân tôi nói riêng, khoảng cách giữ tối thiểu là từ 2 đến 3 mét. Trong khi xếp hàng tiêm thì không nói chuyện nhiều. Cái đảm bảo như này thì theo tôi thấy cũng rất là tốt, nhưng mà cũng không thể tránh được cái sự đông đúc, mặc dù là đã được phân chia giờ theo từng đơn vị một. Đấy, ví dụ như đơn vị của tôi là 9 giờ, đấy, thì là chúng tôi cũng đúng 9 giờ mới dám đến. Tuy nhiên, tại điểm tiêm trường tiểu học Thịnh Hào, quận Đống Đa, mặc dù được cán bộ y tế nhắc nhở liên tục, nhưng vẫn còn tình trạng không đảm bảo về khoảng cách. Cái việc giữ khoảng cách là rất quan trọng, nên mỗi người dân thì cần phải ý thức được điều đó để không lây bệnh cho mình và lây truyền cho người khác. Cái điều cần thiết đây là chúng ta phải có cái sự sàng lọc, phân luồng ngay từ đầu liên quan đến chuyện là có đến từ vùng dịch tễ hay không, có đến từ cái khu vực phong tỏa hay không, có đến từ cái chỗ gọi là nguy cơ hay không. Sau đó là chúng ta đến vấn đề thứ hai là quan đến đảm bảo cái an toàn ở tại nơi tiêm, đảm bảo về vấn đề phân luồng, đảm bảo về vấn đề thực hiện tốt 5K và đảm bảo về vấn đề các cái nguyên tắc đã được Bộ Y tế đưa ra trong cái hướng dẫn điểm tiêm an toàn. Như vậy, việc nâng cao ý thức và thực hiện theo đúng quy định khi đi tiêm chủng của mỗi người sẽ chung tay góp sức đưa Việt Nam sớm đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tạo miễn dịch cộng đồng để ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2, đẩy lùi đại dịch. Vùng xanh, từ khóa mới được nhắc đến nhiều trong những ngày gần đây, thể hiện quyết tâm sớm đẩy lùi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư này. Xây dựng vùng xanh trong cuộc chiến chống COVID-19 đang là giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ sự an toàn ở những vùng chưa có dịch, giảm mức độ vùng đỏ thành vàng và tiến tới có nhiều khu vực an toàn. Phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình Thông Tấn. Nhà số 9 là nhà ai? Nhà ông Tấn. Nhà ông Tấn, anh vào có việc gì? Tôi vào có chút việc. Nếu mà cần trao đổi cho gì thì có điện thoại, chứ còn bây giờ anh vào là không được. Hiện nay là cái khu này đang là cái khu an toàn, cho nên là không cho người lạ vào. Tại gần 400 tổ dân phố trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội, tất cả các trường hợp không phải người sinh sống tại đây cũng như không có lý do chính đáng đều bị từ chối qua chốt vào vùng xanh. Trừ những trường hợp cấp thiết và bất khả kháng như đưa người nhà đi cấp cứu. Thì tôi có 3-4-1 là gọi người quen ra, hai là mình sẽ quay đầu. Đấy, lấy lý do khác mình tự vào. Thì mình cũng không có cái gì các bác làm cũng đúng thôi. Đưa bố hoặc mẹ đi bệnh viện, đấy, trường hợp bất khả kháng như thế là phải cho người ta vào. Nhưng mà chúng tôi đều ghi lại vào cái sổ sách giấy tờ là hết, ngày giờ họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ người ta cư trú. Lực lượng phụ trách tại các chốt bảo vệ vùng xanh, ngoài tổ COVID-19 cộng đồng, còn có sự tham gia của chính người dân. Từ cách làm sáng tạo của quận Hoàng Mai, các vùng xanh đã lan nhanh trên địa bàn thành phố. Tại khắp các khu vực an toàn trong nội đô và khu vực ngoại thành, người dân đều chủ động sáng tạo lập chốt cứng hoặc chốt mở, bảo đảm an toàn cho khu vực mình sinh sống. Đảm bảo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phải được thực hiện nghiêm nhất. Như các đồng chí chứng kiến là tất cả ra vào đều được kiểm soát. Do vậy, đến khi chúng tôi trong chỉ đạo cũng khuyến cáo là kể cả khi mà Hà Nội dịch đã được khống chế mà chúng ta không phải thực hiện chỉ thị 16 nữa, thì chúng tôi vẫn khuyến khích những điểm vùng xanh như thế này nếu có điều kiện.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, những tấm biển bảo vệ vùng xanh cũng đã xuất hiện trên nhiều con hẻm, khu dân cư. Người dân sinh sống trong khu vực này sẽ được phun khử khuẩn, kiểm tra giấy tờ mỗi khi ra vào. Việc vận chuyển đồ được giao tới sẽ do các tình nguyện viên thực hiện sau khi đã phun khử khuẩn. Tất cả nhằm bảo vệ cho vùng an toàn giữa tâm dịch. Khu phố là vật bảo vệ nhiều hơn, mà cũng có chút bất tiện nhẹ nhưng mà người dân cũng sẵn sàng đồng ý. Theo nguyên tắc, cái vùng đỏ là vùng đã có những ca mà chúng ta phong tỏa rất chặt, thì làm sao chúng ta không để những cái trường hợp đó ép không lây nhiễm đi ra bên ngoài. Nhưng mà cái vùng xanh là cái vùng mà chúng ta chưa có những cái ca bệnh hoặc là thì chúng ta nguyên tắc là chúng ta không để lọt vào trong. Thực tế cho thấy, bảo vệ vùng xanh, điều quan trọng nhất chính là sự đồng lòng, tự nguyện của người dân trong khu vực. Dù không phải địa bàn có dịch nhưng người dân vẫn chấp nhận thiệt thòi, bất tiện trong sinh hoạt để tuân thủ nghiêm việc giãn cách như trong khu phong tỏa. Liều vaccine cộng đồng hình thành ở mỗi vùng xanh là minh chứng rõ nhất cho mọi nỗ lực sáng tạo và tinh thần vào cuộc của người dân với mong ước sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Ngày 12 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ một lô thuốc tân dược hỗ trợ điều trị COVID-19 tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ lô hàng không có hóa đơn chứng từ mua bán, nghi nhập lậu từ Trung Quốc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tại thời điểm kiểm tra căn nhà nằm trong hẻm đường An Dương Vương, quận Bình Tân, lực lượng trinh sát đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đội 3 Cục Quản lý thị trường thành phố đã phát hiện 2.800 hộp thuốc tân dược có dấu hiệu nhập lậu. Toàn bộ số thuốc tân dược này có tên là Liên Hoa Thanh Ôn, bao bì toàn chữ Trung Quốc. Theo quản lý thị trường, chủ lô hàng khai mua từ một người phụ nữ ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với giá 78.000 đồng một hộp, sau đó đem về bán cho khu vực sinh sống, giao bán trên mạng kiếm lời. Theo đăng truyền trên mạng, số thuốc này có thể chữa trị các bệnh như ho, sốt, đau họng. Một số thông tin còn đăng tải thuốc có thể điều trị bệnh COVID-19. Toàn bộ số lô hàng đều không có hóa đơn chứng từ mua bán. Hiện số hàng này đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với sự bùng phát và lây lan của virus SARS-CoV-2 trên địa bàn cả nước, cũng như tỉnh Bắc Giang, thì tỉnh này cũng phải đối phó với một loại virus nguy hiểm không kém, đó chính là những thông tin thất thiệt, sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của các cấp các ngành. Để ngăn chặn xử lý những hành vi này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo lực lượng chức năng phải tăng cường phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Điều này cũng góp phần quan trọng để thức tỉnh sớm và sớm kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 và dần đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Hôm nay tôi vào đến đầu chốt xã Tân Liễu thì bị bắt và đòi thu xe, xin mãi mới được tha, trong khi tôi có đầy đủ giấy tờ đi đường hợp pháp. Yên Dũng bị phong tỏa không được phép tiếp tế từ chính quyền. Những dòng trạng thái này sau khi đăng tải trên Facebook đã nhận được rất nhiều lượt bình luận chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên đây lại là những thông tin hoàn toàn sai sự thật của một số cá nhân tại huyện Yên Dũng. Hay như trên tài khoản Facebook Thu Ngô và tài khoản Zalo có tên người di cư của một cá nhân tại huyện Lạng Giang đã vu khống xuyên tạc xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, cho rằng đã ăn chặn tiền của người đang thực hiện cách ly. Những cái thông tin mà sai sự thật ấy, thì sẽ gây rất ảnh hưởng đến cái việc mà chỉ đạo điều hành. Đơn cử ngay như một số ví dụ như là một cái trường hợp mà họ đăng tải một cái thông tin là có F0 xuất hiện ở cái địa bàn nào không. Vậy như vậy thì đã ảnh hưởng ngay lập tức đến cái chính quyền địa phương. Đấy, rồi thì những cái lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch. Qua theo dõi xác minh các tài khoản Facebook, Zalo thời gian qua, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 29 cá nhân có hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin bịa đặt sai sự thật về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 160 triệu đồng. Chỉ trong 2 tháng 5 và 6 năm 2021, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã phát hiện tới gần 100 trường hợp đăng tin sai lệch về dịch COVID-19 và công tác phòng chống dịch của chính quyền địa phương. Qua đó tham mưu cho chính quyền các cấp xử phạt 22 trường hợp với tổng số tiền 117 triệu đồng. Tôi cũng cảm thấy hành vi của mình là sai với pháp luật. Qua sự việc này tôi cũng hứa là tôi cũng không vi phạm. Trước tình hình như vậy thì lực lượng công an chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Và chúng tôi tập trung công tác tuyên truyền, công tác hướng dẫn nhân dân thấy được cái thủ đoạn, cái hành vi vi phạm pháp luật để nhân dân biết và phòng ngừa. Thực hiện sự chỉ đạo của Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Yên Dũng cũng đã chỉ đạo đội an ninh công an các xã, thị trấn
vào cuộc quyết liệt để xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về phòng chống dịch COVID-19 trên Zalo, Facebook. Lực lượng chức năng đã đấu tranh phản bác gỡ bỏ thông tin xấu trên không gian mạng với gần 30.000 lượt báo xấu của các tài khoản, phối hợp xác minh và xử phạt 10 trường hợp vi phạm. Đội an ninh đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ tập trung làm tốt công tác nắm tình hình và phối hợp với các đơn vị chức năng như phòng chuyên đề công an tỉnh, công an lực lượng công an xã thị trấn và chủ động phát hiện đối tượng có những hành vi đăng tải thông tin sai thật trên mạng xã hội. Việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp cung cấp thông tin sai lệch, tin giả của lực lượng chức năng trong thời gian vừa qua đã góp phần bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng, ổn định tư tưởng của cán bộ, nhân dân, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc trong phòng chống dịch, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đối với người mà sử dụng điện thoại thông minh và các người dân này, trước hết là phải nâng cao cái nhận thức và đồng thời và phải biết chất lọc cái thông tin và thông tin nào đó là cái thông tin đúng sự thật, thông tin tốt, và cái việc thứ hai là cái nhận thức về việc đăng tải lên những cái trường hợp nào đã được kiểm chứng thì đăng tải lên. Dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh phía Nam. Nhưng virus xấu độc trên không gian mạng sẽ làm ảnh hưởng lớn tới công tác phòng chống dịch của chính quyền các cấp. Chính vì vậy, người dân cần tỉnh táo cân nhắc trước những nội dung thông tin trước khi đăng tải. Thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, tối qua ngày 11 tháng 8, ngay sau phiên họp chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cùng tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đã họp trực tuyến với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch hiện nay. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đã có những dấu hiệu tích cực ban đầu. Số ca mắc mới đang đi ngang, hệ số lây nhiễm hiện khoảng 0,78%, trong khi đầu tháng 5 là từ 3 đến 3,5%, đầu tháng 7 là từ 1,7 đến 2%, đầu tháng 8 khoảng 1,2%. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và tổ công tác đặc biệt của Chính phủ ghi nhận những điều chỉnh trong phòng chống dịch của toàn thành phố trong những ngày gần đây. Trong đó đã chủ động lớn đến việc củng cố mở rộng vùng xanh, vùng sáng tạo, tăng cường năng lực điều trị tầng 2, tầng 3. Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố phải khắc phục tình trạng vẫn có bệnh nhân cần đến viện điều trị nhưng không có chỗ, từ đó giảm tỷ lệ tử vong. Đánh giá cao việc thành phố đưa được nhiều gói an sinh xã hội đến cho người dân, Phó Thủ tướng lưu ý phải hỗ trợ cho tất cả những người gặp khó khăn trên địa bàn. Đối với lực lượng giao hàng, ngoài quản lý bằng mã QR cần có dấu hiệu dễ nhận diện bằng mắt thường, lập các điểm giao hàng trung chuyển ở cấp quận, huyện, shipper đi xe hai bánh di chuyển trong quận, từng khu vực hẹp, còn giữa các quận, huyện thì phải chuyển bằng xe tải. Trong lúc đợi hướng dẫn chung, thành phố cần có hỗ trợ về tín dụng cho lượng lớn shipper đang vay nợ ngân hàng để mua phương tiện hành nghề. Trên tinh thần ưu tiên vaccine, thành phố cần chuẩn bị cho tình huống sau khi đã tiêm đủ vaccine cho người dân, để bên trong thực hiện nới lỏng dần các hoạt động sản xuất kinh doanh theo trạng thái bình thường mới, như các nước phát triển đã tiêm vaccine đạt được miễn dịch cộng đồng, bên ngoài là vành đai an toàn, kiểm soát chặt người ra vào. Tiếp tục phát huy sức mạnh tối đa mọi nguồn lực và kêu gọi huy động sức dân, chăm lo cho người dân và phải bảo toàn lực lượng tuyến đầu, tính mạng của người dân là một trong những nội dung trọng tâm trong kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 11 tháng 8 nhằm đánh giá việc thực hiện chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, yêu cầu và nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra đối với các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở giai đoạn từ nay và tiếp theo là tiếp tục phát huy sức mạnh tối đa mọi nguồn lực, kêu gọi huy động sức dân để chăm lo cho dân và phải bảo toàn lực lượng tuyến đầu, tính mạng của người dân, đồng thời nâng cao công tác điều trị COVID-19, hạn chế thấp nhất các ca tử vong, bảo vệ vững chắc các vùng xanh và thu hẹp dần vùng đỏ, thiết lập an toàn trong các khu dân cư, khu phố, tổ dân phố, ấp. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tăng cường công tác điều trị tích cực các ca F0 bệnh nặng, đồng bộ thống nhất quy trình điều trị F0 không triệu chứng. Cùng với đó, bảo đảm kế hoạch tiêm vaccine an toàn đúng quy trình, bảo đảm gói an sinh xã hội trao tận tay đến từng nhà, đến đúng đối tượng được thụ hưởng, tránh bỏ sót hoặc chậm chăm lo. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu đưa 81 xã phường về vùng an toàn vào ngày 25 tháng 8 với mục tiêu giữ vững thế trận phòng chống dịch, triển khai các giải pháp quyết liệt cụ thể hơn để sớm đưa toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất phân kỳ 2 dài hai đoạn là theo đó, giai đoạn 1 từ nay cho đến ngày 15 tháng 8 giữ vững vùng an toàn đối với 23 xã phường thị trấn, từ đó nâng lên 60 trên 82 xã phường là vùng an toàn vào ngày 15 tháng 8.
Giai đoạn 2 từ 15 tháng 8 đến 25 tháng 8, phấn đấu toàn tỉnh có 81 trên tổng số 82 xã phường là vùng an toàn. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành, mặt trận, đoàn thể, người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương từ tỉnh đến cơ sở, địa bàn khu phố, thôn, ấp tập trung triển khai quyết liệt, triệt để, hiệu quả 4 lớp phòng chống dịch, siết chặt thực hiện giãn cách, giữ vững mở rộng vùng an toàn, chuyển hóa nhanh các vùng có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao thành vùng an toàn. Thưa quý vị, tính đến đầu tháng 8 thì tại huyện Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh, mà số người ở trong độ tuổi từ 18 trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 đã đạt trên 80%. Đây cũng là huyện duy nhất của cả nước đạt tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 cao. Bình Liêu đang là điểm sáng trong công tác tiêm phòng vaccine và hướng tới mục tiêu miễn dịch trong cộng đồng. Huyện Bình Liêu có trên 31.000 dân, trong đó có đến 96% là đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là địa phương duy nhất của Quảng Ninh triển khai việc tiêm phòng vaccine COVID-19 tới người dân ở tất cả các đơn vị hành chính cấp xã. Đã họp ban chỉ đạo để chỉ đạo và phối hợp với đoàn 155 để thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền vận động và tổ chức xuống tận hộ gia đình và xuống thôn bản để tuyên truyền cho từng hộ gia đình một. Và cho đến hôm nay thì bà con đến tiêm rất là đông đủ, phấn khởi. Ngày 13 tháng 7, huyện Bình Liêu bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 5 cho những người đang công tác, làm việc và sinh sống tại các xã, thị trấn vùng biên giới. Theo ghi nhận, tỷ lệ người dân đến tiêm tại các điểm đạt cao, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch. Bây giờ thì mình ở biên giới sẽ được tiêm vaccine miễn phí thì mình thấy rất là yên tâm, rất là cảm ơn nhà nước, cảm ơn Đảng. Kiến thức thì chúng tôi đã trang bị đầy đủ. Thứ hai là chúng tôi có mang theo những cái trang thiết bị cũng như là thuốc thiết yếu cho cái quá trình tiêm chủng cũng như là cấp cứu sau tiêm. Tính đến hết tháng 7, tổng số người được tiêm phòng trên địa bàn toàn huyện Bình Liêu là hơn 16.800 người. Một số địa phương khác trong tỉnh như Hải Hà, thành phố Móng Cái cũng được ưu tiên tiêm vaccine. Trong đó, thành phố Móng Cái đã hoàn thành việc tiêm vaccine Sinopharm cho gần 30.000 cư dân các xã, phường biên giới. Cái mục tiêu cao nhất của cái đợt tiêm phòng diện rộng lần này đó là tạo ra cái miễn dịch cộng đồng diện rộng trên toàn bộ nhân dân trên địa bàn thành phố Móng Cái, và trên cơ sở đó thì đảm bảo hướng tới mục tiêu là an toàn về sức khỏe của cộng đồng, sức khỏe của nhân dân. Tính đến thời điểm này, Quảng Ninh đã tiến hành tiêm được gần 88.000 liều vaccine phòng COVID-19 loại Sinopharm cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp của Trung Quốc và các cư dân biên giới. Theo Sở Y tế Quảng Ninh, số người được tiêm có phản ứng thông thường là 0,22%, số phản ứng nặng là 0,04%. Theo kế hoạch, mũi 2 vaccine Sinopharm dự kiến sẽ được bắt đầu tiêm từ ngày 4 tháng 8 và kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Liên quan đến vụ việc người nhà của bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Phú Yên đăng tải trên Facebook phản ánh một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên làm dịch vụ mai táng với giá cao. Tối ngày 11 tháng 8, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo làm rõ thông tin này. Trước đó, chiều tối ngày 10 tháng 8, một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết cho biết em dâu người này nhiễm COVID-19 vừa qua đời. Người chồng cũng đang điều trị vì là F0. Khi người nhà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để nhận thi thể, thì có đề xuất với một bác sĩ là mua quan tài. Nhưng bác sĩ tại bệnh viện này đưa ra giá cao hơn nhiều so với giá mua ngoài thị trường. Gia đình người có tử vong đã mua quan tài bên ngoài vào bệnh viện nhưng bị bác sĩ ở đây làm khó dễ. Ban đầu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên khẳng định bệnh viện này không có dịch vụ mai táng bệnh nhân COVID-19. Vụ việc đang cần tiếp tục được điều tra làm rõ. Thời gian qua, dịch COVID-19 bùng phát khiến chất lượng rác thải y tế tại Bình Dương tăng đột biến. Để đảm bảo việc thu gom và xử lý triệt để, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế phát sinh do dịch. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 21 cơ sở điều trị bao gồm 5 bệnh viện dã chiến, 143 cơ sở cách ly y tế tập trung và 1.601 điểm khu vực phong tỏa. Tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, tỉnh Bình Dương có hơn 30.000 ca mắc COVID-19. Theo thống kê từ Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Dương, hiện nay tổng khối lượng chất thải phát sinh trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trung bình khoảng 40 đến 70 tấn một ngày. Toàn bộ chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 được thu gom xử lý bằng phương pháp thiêu đốt trong lò đốt chất thải y tế, lò đốt chất thải nguy hại theo đúng quy định.
Hiện tại thời điểm này là có nhiều khu cách ly, nhiều bệnh viện dã chiến nó tăng lên. Thì mỗi ngày khoảng 20 tấn, hơn 20 tấn. Thì nó cũng chưa quá công sức của công ty. Của công ty được khả năng đốt rác nguy hại. Y tế là một tụ ghép vào cái rác nguy hại đặc biệt. Thì cả 100 tấn ngày này. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh anh em làm việc từ trước tới giờ thì phần lớn là cũng tự động hóa. Chỉ có cái khâu quan trọng nhất là khâu đi thu gom thôi. Với vận chuyển là lo nhất khoảng đó. Chứ khi về tới nhà máy thì tất cả đều tự động hết. Khi xe nó ben xuống, rồi khử trùng cũng tự động. Rồi các cái khâu mà đưa vào lò đốt cũng hoàn toàn tự động. Ngoài công ty cổ phần nước môi trường Bình Dương đang thực hiện nhiệm vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trong phòng chống dịch COVID-19 thì Bình Dương còn có 5 đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép có chức năng xử lý chất thải nguy hại và chất thải y tế. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị có sự chuẩn bị và sẵn sàng công tác xử lý rác thải trong tình trạng kịch bản dịch bệnh COVID-19. Trong những tháng tới đây, khi số lượng vaccine về nhiều hơn, năng lực tiêm vaccine cả nước có thể đạt tối đa 2 triệu mũi một ngày. Đây là thông báo của đại diện Bộ Y tế tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 ngày hôm qua. Cũng theo đại diện Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã tiêm được 11,4 triệu liều vaccine trong tổng số 18 triệu liều nhận được. Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam cho biết, 7 loại vaccine phòng COVID-19 được WHO phê duyệt là Pfizer-BioNTech, AstraZeneca của Oxford, AstraZeneca của Viện Huyết Thanh Ấn Độ, Janssen, Moderna, Sinopharm và Sinovac có hiệu quả tốt đối với biến thể Delta. Thông điệp từ WHO rất rõ ràng, đó là hãy tiêm bất kỳ loại vaccine nào có sẵn khi đến lượt bạn. Cũng liên quan tới vaccine, trong ngày hôm qua đã có thêm 218.000 liều vaccine Pfizer về Việt Nam. Như vậy đến nay đã có 6 đợt vaccine Pfizer về nước ta với tổng số lượng gần 1,3 triệu liều. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Y tế đã đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh có báo cáo giải trình về việc mua máy thở với giá cao đột biến. Cụ thể, giá một loại máy thở trên cổng thông tin điện tử cổngkhaiyte.mho.gov.vn là 960,5 triệu một máy, trong khi tại cùng thời điểm báo giá, cùng loại, cùng hãng, model máy thở trên, công ty cung cấp cho các đơn vị là 455 triệu một máy. Với mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8, Hà Nội sẽ xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng với 1,3 triệu mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR cho toàn bộ người dân trong vùng đỏ, tức là khu vực trong các xã, phường, nguy cơ rất cao và dự kiến 2 triệu mẫu test nhanh tại các khu vực đối tượng có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, việc xét nghiệm cho những người có triệu chứng ho, sốt qua khai báo y tế vẫn được thực hiện. Bộ Y tế nhận định tình hình kiểm soát dịch tại thành phố Hồ Chí Minh đang có chiều hướng chuyển biến tích cực. Trong hôm qua, thành phố có thêm gần 3.000 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số ca xuất viện đến nay là gần 61.000 người. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp. Nhóm bệnh nhân F0 đang điều trị diễn tiến nặng tăng, hiện hơn 1.500 trường hợp đang phải thở máy. Do đó, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9. Cũng liên quan đến kiểm soát dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định yêu cầu tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về, thời gian bắt đầu từ 12 giờ ngày 12 tháng 8. Để tạo thuận lợi cho người dân di chuyển, ngày hôm qua Bộ Công an đã triển khai phần mềm quản lý cư dân vùng dịch với tên miền http://sucque.dancucuocgia.gov.vn. Người dân đăng nhập vào địa chỉ này, thực hiện đăng ký khai báo y tế trên máy tính hoặc là điện thoại thông minh ngay tại nhà hoặc khi đi qua trạm kiểm soát dịch bệnh. Sau khi nhập đủ thông tin thì hệ thống sẽ cấp mã QR cho người khai báo. Người dân sử dụng mã QR này để quét thông tin tại chốt kiểm dịch. Và trong trường hợp công dân không có điện thoại thông minh để khai báo, cán bộ tại chốt kiểm dịch sẽ phát phiếu giấy khai báo y tế theo mẫu thông tin khai báo y tế. Với việc chuyển chiến lược sang tập trung cho công tác điều trị, thành phố Hồ Chí Minh ngày càng có thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và được xuất viện. Chỉ riêng bệnh viện dã chiến số 4 thì sau 1 tháng đi vào hoạt động đã tiếp nhận và điều trị cho trên 6.200 bệnh nhân và đến nay gần 4.000 người đã được xuất viện về nhà.
Bệnh viện dã chiến số 4 thành phố Hồ Chí Minh đặt tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, quy mô 3.000 giường, đi vào hoạt động từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho trên 6.200 bệnh nhân COVID-19. Thời gian đầu, bệnh viện dã chiến số 4 chuyên tiếp nhận các ca bệnh mới mắc và không triệu chứng. Về sau, bệnh viện được chỉ định thu dung điều trị cả các bệnh nhân triệu chứng nhẹ và bệnh nặng. Công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân tại đây ghi nhận kết quả tích cực khi đến nay có gần 4.000 người khỏi bệnh và được xuất viện trở về nhà, trong đó có gần 700 bệnh nhi dưới 16 tuổi. Tiến tới trong giai đoạn hiện nay là chúng tôi giữ lại điều trị cả những bệnh nhân mức độ vừa và nặng. Hiện tại trong cái mô hình bệnh tật hay diễn tiến của bệnh thì hiện tại là cái tỷ lệ mà nhập viện trong mức độ nặng nó sẽ tăng lên. Tỷ lệ có thể là từ 5 có thể lên tới 7-8% là cái nhóm bệnh nặng. Hiện bệnh viện dã chiến số 4 đang tập trung theo dõi điều trị cho hơn 2.100 F0. Để đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nặng, bệnh viện đã thiết kế khu hồi sức cấp cứu với quy mô 105 giường, được lắp đặt đầy đủ các thiết bị hồi sức cấp cứu như máy tạo oxy, máy thở oxy dòng cao HFNC, máy X-quang. Chuyển sang diễn biến và công tác phòng chống dịch tại một số địa phương. Thưa quý vị, sau 13 ngày không có ca dương tính với COVID-19 ngoài cộng đồng thì đến ngày hôm nay 11 tháng 8, tỉnh Bình Phước đã ghi nhận thêm 13 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và đáng lưu ý là có đến 8 ca liên quan đến một doanh nghiệp ở thành phố Đồng Xoài và đây là chùm ca lây nhiễm ngoài cộng đồng do doanh nghiệp này không tuân thủ quy định 3 tại chỗ. Trong 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở thành phố Đồng Xoài phát hiện sáng ngày 11 tháng 8, thì có 6 ca là công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nguyên Bình, địa chỉ ở ấp 7 xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài. Nguồn lây nhiễm là do một lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh lên giao nhận hàng tại công ty, làm lây lan dịch. 2 ca còn lại cũng xuất phát từ ổ dịch này, là F1 của 2 công nhân mắc COVID-19 của công ty Nguyên Bình. Vấn đề đáng nói ở đây là công ty Nguyên Bình đã đăng ký thực hiện sản xuất theo phương châm 3 tại chỗ, tức là tất cả người trong công ty phải thực hiện nghiêm việc sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ. Thế nhưng việc có 2 ca dương tính là F1 của người nhà của 2 công nhân cho thấy công ty Nguyên Bình đã không thực hiện nghiêm. Thì có cái nên nó là thành do chủ quán của mình ở đây thì cách làm là cần thiết chặt chẽ lắm, cho nên là hơn chủ quán là công nhân ở gần đây cả ở sát trên bên công ty, cho nên là ngày nào thì cũng chủ quán cũng để cho anh em buổi tối nó về đó. Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bình Phước cũng như của thành phố Đồng Xoài đã có những biện pháp cần thiết để truy vết, khoanh vùng, quyết liệt dập dịch. Công an thành phố Hà Nội cho biết từ 11 giờ ngày 10 tháng 8 đến 11 giờ ngày 11 tháng 8, lực lượng chức năng đã xử phạt 863 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, trong đó có 78 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 3 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh và 782 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách. Ngày 11 tháng 8, ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm 4 người vi phạm quy định về phòng dịch còn xúc phạm lực lượng thi hành công vụ xảy ra vào tối ngày 9 tháng 8 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam với số tiền hơn 50 triệu đồng vì các vi phạm không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Có lời nói, hành động dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, người thi hành công vụ. Ngoài ra, Công an thành phố Vũng Tàu đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với một cá nhân vì có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Xác minh xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không sang tên đổi chủ đối với phương tiện này. Trước đó, vào ngày 10 tháng 8, đội cảnh sát giao thông thành phố Vũng Tàu đã tạm giữ một xe ô tô chở 4 người có hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Những người này không xuất trình được các giấy tờ tùy thân, không có giấy tờ chứng minh ra đường với lý do chính đáng. Một phụ nữ trong nhóm này liên tục to tiếng dùng những lời lẽ khiếm nhã, thô tục, thách thức, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Chiều ngày 11 tháng 8 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới Quảng Bình đã diễn ra lễ tiễn đợt 2 cho 50 thầy thuốc lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Đoàn công tác gồm 20 bác sĩ, 30 điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ sinh đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Theo sự phân công của Bộ Y tế, thì đoàn thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới sẽ nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức Tích cực Người bệnh COVID-19 có quy mô 500 giường
tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình mong rằng với năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp, các anh chị sẽ làm tốt công tác chống dịch. Gia đình và người thân ở quê nhà luôn được các cấp chính quyền quan tâm chăm sóc chu đáo. Các cán bộ y bác sĩ hãy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó, ngày 27 tháng 7, đoàn thầy thuốc tình nguyện viên của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới gồm 17 người của đợt 1 đã lên đường vào tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại thành phố Thủ Đức. Chiều ngày 11 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh biên giới trọng điểm khu vực phía Bắc và Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp trực tuyến để trao đổi trực tiếp về tình hình lưu thông xuất khẩu nông sản nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu do tác động của dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 7 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản Việt Trung đạt hơn 8,67 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt hơn 6,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, Trung Quốc cũng áp dụng các biện pháp phòng dịch, kiểm soát dịch COVID-19 đối với hàng hóa, phương tiện vận chuyển nông sản như trường hợp xảy ra ở Móng Cái, Lạng Sơn, làm giảm khả năng thông quan, xảy ra ùn tắc cục bộ phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu. Tại Hà Khẩu, Lào Cai, phía Trung Quốc cũng thông báo dừng nhập khẩu thanh long từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8 năm 2021. Việc nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật tại cửa khẩu cũng gây phát sinh chi phí lưu xe, kho bãi, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp nội địa. 8 cái mặt hàng nông sản sắp tới đàm phán với Trung Quốc để ký được nghị định thư, thì về phía Việt Nam đã chuẩn bị hết tất cả những cái yêu cầu do Trung Quốc đặt ra. Thế và cái đàm phán bước đầu đã có kết quả, chứ không phải chưa bước vào đàm phán. Tuy nhiên, như tôi đã nói, là ảnh hưởng với COVID-19, cho sắp tới sẽ đề nghị với phía Trung Quốc, cụ thể là với đại sứ quán, với tham tán thương mại ở đại sứ quán, chúng ta bàn nhằm khắc phục cái cách này như thế nào. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Để giảm tải hoạt động xuất khẩu tại tuyến cửa khẩu đường bộ, Bộ cũng đề nghị Tổng cục Hải quan hai nước hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo khâu kiểm dịch hàng nông sản tại ga đường sắt Đồng Đăng Bằng Tường và ga đường sắt Lào Cai Hà Khẩu, sớm đẩy nhanh quá trình tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành nông nghiệp gửi tới các tỉnh, thành phố. Trong 4 ngày nữa, nếu dịch bệnh không giảm thì Đà Nẵng sẽ thực hiện triệt để hơn nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà. Đây là thông tin được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khai mạc vào hôm nay theo hình thức trực tuyến. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu phải xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Trên tinh thần đó, thành phố có thể tạm đóng cửa nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Dự kiến nếu số ca dương tính không giảm sâu hoặc tiếp tục tăng, thì trong 7 ngày, kể từ ngày 16 tháng 8, người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Các cơ sở, nhà máy, công trường phải đảm bảo người lao động ở lại tại chỗ làm việc nếu muốn hoạt động. Đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng và hy vọng là không phải áp dụng. Nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chúng ta vẫn phải chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích để thực hiện. Và khi áp dụng sẽ có nhiều khó khăn thách thức, nhất là việc cung ứng đảm bảo lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân toàn thành phố, và thành phố cũng đã có cái phương án về công tác này. Trong phiên họp sáng nay, kỳ họp cũng đã tiến hành báo cáo tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15, kết quả thực hiện chương trình giám sát, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và tiến hành công tác nhân sự. Ngày 12 tháng 8, tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận trong toàn tỉnh hơn 33.800 ca nhiễm COVID-19. UBND tỉnh đã có công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ xin phân bổ thêm 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Với năng lực hàng trăm đội tiêm chủng như hiện nay, dự kiến 1 triệu liều vaccine sẽ được tỉnh tiêm cho dân hoàn thành trong 10 ngày để sớm đưa Bình Dương đạt được miễn dịch cộng đồng, trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, theo kế hoạch mà Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã đề ra. Với quy mô dân số hơn 2,6 triệu người, Bình Dương cần tiến hành tiêm vaccine cho hơn 2 triệu người, trong đó ưu tiên cho các đối tượng theo nghị quyết của Chính phủ và lực lượng công nhân, người lao động để nối lại nhịp sản xuất, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu quốc tế. Tính đến nay, tỉnh Ninh Bình đã tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 3 cho gần 22.000 trường hợp, trong đó mũi 1 là trên 16,2 nghìn trường hợp và mũi 2 là trên 5,5 nghìn trường hợp.
Theo kế hoạch tiêm chủng đợt 3, thì Bộ Y tế có quyết định phân bổ cho tỉnh Ninh Bình trên 35.000 liều vaccine. Ngành Y tế đã triển khai cho các đơn vị lập danh sách theo đối tượng ưu tiên gửi về Sở Y tế. Tùy vào số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Ninh Bình, Sở Y tế đã và đang căn cứ để tổ chức triển khai tiêm phòng theo thứ tự trong danh sách mà các đơn vị đã đăng ký. Thưa quý vị, với mô hình hợp tác chặt chẽ với địa phương để chuyển lương thực thực phẩm tới tận tay bà con khó khăn, group Facebook Hà Nội giúp nhau vừa vượt qua mùa dịch đã được thành lập với hơn 30.000 thành viên. Câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh được giúp đỡ kịp thời càng khẳng định sự gắn kết trong cộng đồng có sức mạnh vô cùng to lớn để cả nước cùng vượt qua đại dịch. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Đây là những nhu yếu phẩm thiết yếu được nhóm Facebook Hà Nội giúp nhau qua mùa dịch điều tiết xuống địa bàn phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội và sẽ được các hội đoàn thể gồm gạo, mì đã được trao tới những hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Hai vợ chồng con là chồng thì bị tâm thần, con là không có miễn mà chỉ được trợ cấp hàng tháng thôi. Còn em thì lại cũng bị mất việc làm, Covid chỗ làm thì nghỉ đóng cửa mất 3 tháng nay thì con gia đình cũng rất là khó khăn. Cũng nhờ đến chính quyền con là giúp đỡ cho hai vợ chồng. Trong cái thời điểm mà dịch bệnh nó kéo dài như này thì những tấm lòng hảo tâm đã cùng góp nhau chung tay xây dựng một cái hội nhóm đông người đã lớn mạnh như vậy thì mỗi người sẽ góp một chút công sức của mình để cùng nhau hỗ trợ chống dịch thì em thấy đây là một cái nhóm rất là hiệu quả mà nó gần như là phù hợp gọi là đúng với cái tình hình hiện nay. Những ngày giãn cách, các nhà hảo tâm đã tìm đến hỗ trợ bà con thông qua cách làm sáng tạo, linh hoạt trong mùa dịch. Cụ thể, để hạn chế nhóm tình nguyện di chuyển, trực tiếp gặp gỡ, các hoạt động tiếp xúc gia tăng rủi ro, nhóm Hà Nội giúp nhau qua mùa dịch, kêu gọi nhà hảo tâm phối hợp chặt chẽ gửi tiền, gửi quà qua chính quyền, mặt trận tổ quốc để hỗ trợ trao trực tiếp đến người dân gặp khó khăn. Nhóm sẽ cố gắng đóng cái vai trò là đơn vị điều phối, một cái hub thông tin để tận dụng cái sự phổ biến của mạng xã hội của người dùng Internet ở Việt Nam. Bà con có thể vào cùng chia sẻ các thông tin về khó khăn của bản thân, cung cấp thông tin khó khăn của những người xung quanh mình và đồng thời cũng hỗ trợ các cái nhà hảo tâm làm sao đảm bảo cái khớp được cái nhu cầu giữa nhà hảo tâm và các cái hoàn cảnh khó khăn, đồng hành phối hợp một cách chặt chẽ với chính quyền địa phương để làm sao đảm bảo làm sao mà không để sót, để lọt các hoàn cảnh. Chính quyền phường, ủy ban nhân dân phường làm tốt được công tác điều tiết các cái nguồn thiện nguyện và tôi nghĩ là nó sẽ còn nhiều các cái chương trình thiện nguyện nữa và qua nhiều các tổ chức chính trị xã hội của địa phương nữa thì tất cả đều phải tập trung về phường để phường điều tiết nhưng mà dưới danh nghĩa của nhiều đoàn thể thì tôi nghĩ thấy cái việc làm này rất kịp thời và rất cần thiết và mong muốn rằng các tổ chức thiện nguyện này liên kết với nhau nhiều hơn nữa và sâu rộng khắp trên toàn thành phố hơn nữa cũng như là lan tỏa khắp các vùng miền để những người thực sự có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ kịp thời nhất. Nhờ sự giúp sức của chính quyền địa phương, các suất nhu yếu phẩm của các nhà hảo tâm đã được chuyển đến tận tay cho bà con nghèo, cho các lao động tự do đang kẹt lại giữa thành phố. Đồng hành cùng mọi người dân để vượt qua đại dịch COVID-19 chính là mong muốn của những người thành lập ra nhóm Facebook Hà Nội giúp nhau vượt qua mùa dịch. Trong thời điểm đời sống của người dân có thu nhập thấp đang gặp khó khăn do dịch bệnh, những mạnh thường quân mong muốn sự hỗ trợ nhưng không đến được trực tiếp trao cho từng người một nền tảng trực tuyến được nhóm chuyên gia của Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an cùng với các đơn vị đồng hành sáng tạo đã giúp kết nối và phân phối đồ cứu trợ cho người dân. Bằng cách gọi vào số điện thoại 1900-6448 hoặc truy cập vào trang web sosmap.net với vài thao tác đơn giản là những người cần cứu trợ và người đi cứu trợ có thể dễ dàng tìm thấy nhau, kết nối cho và nhận trong thời gian nhanh nhất. Sau khi xác minh xong thông tin cơ bản, bản đồ này sẽ hiện lên những địa điểm màu đỏ đang cần được cứu trợ, màu vàng là nơi cần cho, màu xanh là nơi đã cứu trợ.
Phía Mạnh Thường Quân cũng nhìn thấy các cái thông tin ủng hộ. Từ các cái thông tin đấy thì họ căn cứ rằng là với những cái mình đang có thì mình lên cho cái gì nó sẽ phù hợp với lại người cần. Còn đối với các cái đối tượng đồng bào mà gặp khó khăn thì cũng dễ dàng thao tác. Qua trang web này, nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã nhận được những nhu yếu phẩm cần thiết một cách nhanh nhất. Những phần cứu trợ này thực sự cần thiết cho người dân trong thời điểm khó khăn. Em rất là vui khi mà nhận được món quà của SOS Map. Rất là vui lắm luôn á. Tại vì mấy tuần nay là chưa có được ăn hộp cơm nào hết. Giờ nhận được những cái phần quà như thế này thì nó là hết rất là vui mừng. Dạ, em xin chân thành cảm ơn SOS Map đã hỗ trợ khu vực của tụi em. Tại vì hiện tại thì rất là nhiều hộ dân đang cần. Ý tưởng kết nối cứu trợ đã được anh Lê Tuấn Can, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam, nhen nhóm từ mùa lũ năm ngoái ở miền Trung. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 300 nhà hảo tâm có mong muốn hỗ trợ qua chương trình, trên 1.600 hộ gia đình được nhận cứu trợ. Sau thành phố Hồ Chí Minh, thì Hà Nội và một số tỉnh thành khác cũng sẽ được triển khai bản đồ kết nối này để giúp đỡ nhiều hơn những người khó khăn trong đại dịch. Không chỉ những cái vùng dịch ở phía Nam mà ở phía Bắc đã có những cái hoàn cảnh đã cần cứu trợ và đã đăng ký và chúng tôi cũng đang liên hệ. Sau đó thì chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch để tuyển cái đội ngũ tình nguyện viên. Trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ban tổ chức của chiến dịch Yêu Thương Mùa Covid mong muốn được nhân rộng hơn nữa. Trong khi bản đồ cứu trợ đang dần hoàn thiện và nhân rộng, thì các mạnh thường quân, tình nguyện viên muốn hỗ trợ nhanh nhất tới người dân sẽ có trên 70% người dân Côn Đảo được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 sau đợt tiêm lần này. Để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng lần thứ tư tại Côn Đảo, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã huy động 12 bác sĩ, nhân viên y tế của Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp bổ sung cho huyện gần 5.000 liều vaccine hiệu AstraZeneca và một số trang thiết bị vật tư y tế vận chuyển bằng trực thăng ra Côn Đảo để tiến hành tiêm phòng COVID-19 mũi 2 cho khoảng 5.000 người dân. Thấy mọi người cũng nhiệt tình đi tiêm để có sức bảo vệ sức khỏe. Nói chung là cũng mừng thôi, tại vì có nhiều nơi không có được tiêm nhưng mà Côn Đảo mình được tiêm thì tốt. Nói chung với vùng sâu vùng xa thì mọi điều kiện về đất liền là khó khăn mà huyện đã tạo điều kiện cho người dân Côn Đảo được như vậy là đại diện cho dân Côn Đảo đã cảm ơn huyện mình rất nhiều. Là bà con Côn Đảo cũng rất mừng luôn đó. Trong chiều và tối ngày 11 tháng 8, Trung tâm Y tế Quân dân Y tổ chức tiêm cho 1.434 người. Dự kiến trong 3 ngày, huyện Côn Đảo sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho khoảng 5.000 người dân, hoàn thành theo tiến độ chung trong toàn tỉnh. Và sau ngày 15 tháng 8 thì lượng vaccine mũi 2 của huyện Côn Đảo đạt được trên 70% theo quy định của Bộ Y tế thì huyện cũng sẽ từng bước đề xuất với tỉnh mở cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của huyện theo từng bước là dần trở lại cái trạng thái bình thường mới. Như vậy, sau khi kết thúc đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 lần thứ tư, sẽ có 70% cán bộ chiến sĩ và người dân tại Côn Đảo được tiêm 2 liều vaccine, đủ điều kiện đạt miễn dịch cộng đồng theo quy định của ngành y tế. Từ đó, huyện Côn Đảo sẽ xây dựng phương án vừa phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị, an toàn trong tiêm chủng, an toàn trong phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách khi triển khai chiến dịch tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội đã liên tiếp ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó có ca ghi nhận sau khi đến điểm tiêm. Vậy nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong giai đoạn này như thế nào và chúng ta cần làm gì khi đến điểm tiêm vaccine phòng COVID-19? Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Mới đây, Hà Nội ra thông báo khẩn tìm người đến địa điểm tiêm chủng phòng COVID-19 tại trường Trung học cơ sở Trương Vương, quận Hoàn Kiếm vì có liên quan đến một ca F0 ghi nhận qua sàng lọc trong cộng đồng. Theo đó, 60 người đến điểm tiêm chiều 3 tháng 8 đã được yêu cầu cách ly tại nhà. Thì cũng rất mừng là toàn bộ cái số đó đã có kết quả âm tính. Đây cũng là một cái vấn đề mà cần phải nâng cao hơn nữa cái
công tác đảm bảo an toàn trong cái khu vực tiêm chủng. Để đảm bảo phòng dịch, tránh nguy cơ lây nhiễm khi tiêm chủng, 7 điểm tiêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã phân bổ đối tượng theo giờ, đảm bảo đường đi một chiều tại điểm tiêm, có đánh dấu vị trí đứng ngồi, hạn chế việc tiếp xúc của từng người khi đến điểm tiêm, đặc biệt là luôn có cán bộ nhắc nhở. Tất cả những người đến tiêm nói chung và bản thân tôi nói riêng, khoảng cách giữ tối thiểu là từ 2 đến 3 mét. Trong khi xếp hàng tiêm thì không nói chuyện nhiều. Cái đảm bảo như này thì theo tôi thấy cũng rất là tốt, nhưng mà cũng không thể tránh được cái sự đông đúc, mặc dù là đã được phân chia giờ theo từng đơn vị một. Đấy, ví dụ như đơn vị của tôi là 9 giờ, đấy, thì là chúng tôi cũng đúng 9 giờ mới dám đến. Tuy nhiên, tại điểm tiêm trường tiểu học Thịnh Hào, quận Đống Đa, mặc dù được cán bộ y tế nhắc nhở liên tục, nhưng vẫn còn tình trạng không đảm bảo về khoảng cách. Cái việc giữ khoảng cách là rất quan trọng, nên mỗi người dân thì cần phải ý thức được điều đó để không lây bệnh cho mình và lây truyền cho người khác. Cái điều cần thiết đây là chúng ta phải có cái sự sàng lọc, phân luồng ngay từ đầu, liên quan đến chuyện là có đến từ vùng dịch tễ hay không, có đến từ cái khu vực phong tỏa hay không, có đến từ cái chỗ gọi là nguy cơ hay không. Sau đó là chúng ta đến vấn đề thứ hai là quan đến đảm bảo cái an toàn là tại nơi tiêm, đảm bảo về vấn đề phân luồng, đảm bảo về vấn đề thực hiện tốt 5K và đảm bảo về vấn đề các cái nguyên tắc đã được Bộ Y tế đưa ra trong cái hướng dẫn điểm tiêm an toàn. Như vậy, việc nâng cao ý thức và thực hiện theo đúng quy định khi đi tiêm chủng của mỗi người sẽ chung tay góp sức đưa Việt Nam sớm đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tạo miễn dịch cộng đồng để ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2, đẩy lùi đại dịch. Vùng xanh, từ khóa mới được nhắc đến nhiều trong những ngày gần đây, thể hiện quyết tâm sớm đẩy lùi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư này. Xây dựng vùng xanh trong cuộc chiến chống COVID-19 đang là giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ sự an toàn ở những vùng chưa có dịch, giảm mức độ vùng đỏ thành vàng và tiến tới có nhiều khu vực an toàn. Phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình Thông Tấn. Nhà số 9 là nhà ai? Nhà ông Tấn. Nhà ông Tấn, anh vào có việc gì? Tôi vào có chút việc. Nếu mà cần trao đổi cho gì thì có điện thoại, chứ còn bây giờ anh vào là không được. Hiện nay là cái khu này đang là cái khu an toàn, cho nên là không cho người lạ vào. Tại gần 400 tổ dân phố trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội, tất cả các trường hợp không phải người sinh sống tại đây cũng như không có lý do chính đáng đều bị từ chối qua chốt vào vùng xanh. Trừ những trường hợp cấp thiết và bất khả kháng như đưa người nhà đi cấp cứu. Thì thôi, các bác có một là gọi người quen ra, hai là mình sẽ quay đầu. Đấy, lấy lý do khác mình tự vào. Thì mình cũng không có cái gì, các bác làm cũng đúng thôi. Đưa bố hoặc mẹ đi bệnh viện. Đấy, trường hợp bất khả kháng như thế là phải cho người ta vào. Nhưng mà chúng tôi đều ghi lại vào cái sổ sách giấy tờ là hết, ngày giờ, họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ người ta cư trú. Lực lượng phụ trách tại các chốt bảo vệ vùng xanh, ngoài tổ COVID-19 cộng đồng, còn có sự tham gia của chính người dân. Từ cách làm sáng tạo của quận Hoàng Mai, các vùng xanh đã lan nhanh trên địa bàn thành phố. Tại khắp các khu vực an toàn trong nội đô và khu vực ngoại thành, người dân đều chủ động sáng tạo lập chốt cứng hoặc chốt mở, bảo đảm an toàn cho khu vực mình sinh sống. Đảm bảo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phải được thực hiện nghiêm nhất. Như các đồng chí chứng kiến là tất cả ra vào đều được kiểm soát. Do vậy, đến khi chúng tôi trong chỉ đạo cũng khuyến cáo là kể cả khi mà Hà Nội dịch đã được khống chế mà chúng ta không phải thực hiện chỉ thị 16 nữa, thì chúng tôi vẫn khuyến khích những điểm vùng xanh như thế này nếu có điều kiện. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những tấm biển bảo vệ vùng xanh cũng đã xuất hiện trên nhiều con hẻm, khu dân cư. Người dân sinh sống trong khu vực này sẽ được phun khử khuẩn, kiểm tra giấy tờ mỗi khi ra vào. Việc vận chuyển đồ được giao tới sẽ do các tình nguyện viên thực hiện sau khi đã phun khử khuẩn. Tất cả nhằm bảo vệ cho vùng an toàn giữa tâm dịch. Khu phố là được bảo vệ nhiều hơn, mà cũng có chút bất tiện nhẹ, nhưng mà người dân cũng sẵn sàng đồng ý. Nguyên tắc cái vùng đỏ là vùng đã có những ca mà chúng ta phong tỏa rất chặt, thì làm sao chúng ta không để những cái trường hợp đó ép không lây nhiễm đi ra bên ngoài. Nhưng mà cái vùng xanh là cái vùng mà chúng ta chưa có những cái ca bệnh, hoặc là thì chúng ta nguyên tắc là chúng ta không để loạt nó vào trong. Thực tế cho thấy, bảo vệ vùng xanh, điều quan trọng nhất chính là sự đồng lòng, tự nguyện của người dân trong khu vực. Dù không phải địa bàn có dịch, nhưng người dân vẫn chấp nhận thiệt thòi, bất tiện trong sinh hoạt để tuân thủ nghiêm việc giãn cách như trong khu phong tỏa. Liều vaccine cộng đồng hình thành ở mỗi vùng xanh là minh chứng rõ nhất cho mọi nỗ lực sáng tạo và tinh thần vào cuộc của người dân với mong ước sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Ngày 12 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ một lô thuốc tân dược hỗ trợ điều trị COVID-19 tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ lô hàng không có hóa đơn chứng từ mua bán, nghi nhập lậu từ Trung Quốc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tại thời điểm kiểm tra căn nhà nằm trong hẻm đường An Dương Vương, quận Bình Tân, lực lượng trinh sát đội 6 phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đội 3 cục quản lý thị trường thành phố đã phát hiện 2.800 hộp thuốc tân dược có dấu hiệu nhập lậu. Toàn bộ số thuốc tân dược này có tên là Liên Hoa Thanh Ôn, bao bì toàn chữ Trung Quốc. Theo quản lý thị trường, chủ lô hàng khai mua từ một người phụ nữ ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với giá 78.000 đồng một hộp, sau đó đem về bán cho khu vực sinh sống, giao bán trên mạng kiếm lời. Theo đăng truyền trên mạng, số thuốc này có thể chữa trị các bệnh như ho, sốt, đau họng. Một số thông tin còn đăng tải thuốc có thể điều trị bệnh COVID-19. Toàn bộ số lô hàng đều không có hóa đơn chứng từ mua bán. Hiện số hàng này đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với sự bùng phát và lây lan của virus SARS-CoV-2 trên địa bàn cả nước, cũng như tỉnh Bắc Giang, thì tỉnh này cũng phải đối phó với một loại virus nguy hiểm không kém, đó chính là những thông tin thất thiệt, sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của các cấp các ngành. Để ngăn chặn xử lý những hành vi này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo lực lượng chức năng phải tăng cường phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Điều này cũng góp phần quan trọng để thức tỉnh sớm và sớm kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 và dần đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Hôm nay tôi vào đến đầu chốt xã Tân Liễu thì bị bắt và đòi thu xe, xin mãi mới được tha, trong khi tôi có đầy đủ giấy tờ đi đường hợp pháp. Yên Dũng bị phong tỏa không được phép tiếp tế từ chính quyền. Những dòng trạng thái này sau khi đăng tải trên Facebook đã nhận được rất nhiều lượt bình luận chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên đây lại là những thông tin hoàn toàn sai sự thật của một số cá nhân tại huyện Yên Dũng. Hay như trên tài khoản Facebook Thu Ngô và tài khoản Zalo có tên người di cư của một cá nhân tại huyện Lạng Giang đã vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, cho rằng đã ăn chặn tiền của người đang thực hiện cách ly. Những cái thông tin mà sai sự thật ấy, thì sẽ gây rất ảnh hưởng đến cái việc của chỉ đạo điều hành. Đơn cử ngay như một số ví dụ như là một cái trường hợp mà họ đăng tải một cái thông tin là có F0 xuất hiện ở cái địa bàn nào thôi. Vậy như vậy thì đã ảnh hưởng ngay lập tức đến cái chính quyền địa phương. Đấy, rồi thì những cái lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch. Qua theo dõi xác minh các tài khoản Facebook, Zalo thời gian qua, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 29 cá nhân có hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin bịa đặt sai sự thật về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 160 triệu đồng. Chỉ trong 2 tháng 5 và 6 năm 2021, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã phát hiện tới gần 100 trường hợp đăng tin sai lệch về dịch COVID-19 và công tác phòng chống dịch của chính quyền địa phương. Qua đó tham mưu cho chính quyền các cấp xử phạt 22 trường hợp với tổng số tiền 117 triệu đồng. Tôi cũng cảm thấy hành vi của mình là sai với pháp luật. Qua sự việc này tôi cũng hứa là tôi cũng không vi phạm. Trước tình hình như vậy thì lực lượng công an chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Và chúng tôi tập trung công tác tuyên truyền, công tác hướng dẫn nhân dân thấy được cái thủ đoạn, cái hành vi vi phạm pháp luật để nhân dân biết và phòng ngừa. Thực hiện sự chỉ đạo của Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Yên Dũng cũng đã chỉ đạo đội an ninh công an các xã, thị trấn vào cuộc quyết liệt để xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về phòng chống dịch COVID-19 trên Zalo, Facebook. Lực lượng chức năng đã đấu tranh phản bác gỡ bỏ thông tin xấu trên không gian mạng với gần 30.000 lượt báo xấu của các tài khoản, phối hợp xác minh và xử phạt 10 trường hợp vi phạm. Đội an ninh đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ tập trung làm tốt công tác nắm tình hình và phối hợp với các đơn vị chức năng như phòng chuyên đề công an tỉnh, công an lực lượng công an xã thị trấn và chủ động phát hiện đối tượng có những hành vi đăng tải thông tin sai thật trên mạng xã hội. Việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp cung cấp thông tin sai lệch, tin giả của lực lượng chức năng trong thời gian vừa qua đã góp phần bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng, ổn định tư tưởng của cán bộ, nhân dân, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc trong phòng chống dịch, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đối với người mà sử dụng điện thoại thông minh và các người dân này, trước hết là phải nâng cao cái nhận thức và đồng thời và phải biết chắt lọc cái thông tin và thông tin nào đó là cái thông tin đúng sự thật, thông tin tốt, và cái việc thứ hai là cái nhận thức về cái đăng tải lên những cái trường hợp nào đã được kiểm chứng thì đăng tải lên.
Dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh phía Nam. Nhưng virus xấu độc trên không gian mạng sẽ làm ảnh hưởng lớn tới công tác phòng chống dịch của chính quyền các cấp. Chính vì vậy, người dân cần tỉnh táo, cân nhắc trước những nội dung thông tin trước khi đăng tải. Thời sự đầu giờ của truyền hình Thông Tấn. Thưa quý vị, tối qua ngày 11 tháng 8, ngay sau phiên họp chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cùng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đã họp trực tuyến với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch hiện nay. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đã có những dấu hiệu tích cực ban đầu. Số ca mắc mới đang đi ngang. Hệ số lây nhiễm hiện khoảng 0,78%, trong khi đầu tháng 5 là từ 3 đến 3,5%, đầu tháng 7 là từ 1,7 đến 2%, đầu tháng 8 khoảng 1,2%. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ ghi nhận những điều chỉnh trong phòng chống dịch của toàn thành phố trong những ngày gần đây, trong đó đã chủ động lớn đến việc củng cố mở rộng vùng xanh, vùng sáng tạo, tăng cường năng lực điều trị tầng 2, tầng 3. Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố phải khắc phục tình trạng vẫn có bệnh nhân cần đến viện điều trị nhưng không có chỗ, từ đó giảm tỷ lệ tử vong. Đánh giá cao việc thành phố đưa được nhiều gói an sinh xã hội đến cho người dân, Phó Thủ tướng lưu ý phải hỗ trợ cho tất cả những người gặp khó khăn trên địa bàn. Đối với lực lượng giao hàng, ngoài quản lý bằng mã QR cần có dấu hiệu dễ nhận diện bằng mắt thường, lập các điểm giao hàng trung chuyển ở cấp quận, huyện, shipper đi xe hai bánh di chuyển trong quận, từng khu vực hẹp, còn giữa các quận huyện thì phải chuyển bằng xe tải. Trong lúc đợi hướng dẫn chung, thành phố cần có hỗ trợ về tín dụng cho lượng lớn shipper đang vay nợ ngân hàng để mua phương tiện hành nghề. Trên tinh thần ưu tiên vaccine, thành phố cần chuẩn bị cho tình huống sau khi đã tiêm đủ vaccine cho người dân, để bên trong thực hiện nới lỏng dần các hoạt động sản xuất kinh doanh theo trạng thái bình thường mới, như các nước phát triển đã tiêm vaccine đạt được miễn dịch cộng đồng, bên ngoài là vành đai an toàn, kiểm soát chặt người ra vào. Tiếp tục phát huy sức mạnh tối đa mọi nguồn lực và kêu gọi huy động sức dân, chăm lo cho người dân và phải bảo toàn lực lượng tuyến đầu, tính mạng của người dân là một trong những nội dung trọng tâm trong kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 11 tháng 8 nhằm đánh giá việc thực hiện chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, yêu cầu và nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra đối với các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở giai đoạn từ nay và tiếp theo là tiếp tục phát huy sức mạnh tối đa mọi nguồn lực, kêu gọi huy động sức dân để chăm lo cho dân và phải bảo toàn lực lượng tuyến đầu, tính mạng của người dân, đồng thời nâng cao công tác điều trị COVID-19, hạn chế thấp nhất các ca tử vong, bảo vệ vững chắc các vùng xanh và thu hẹp dần vùng đỏ, thiết lập an toàn trong các khu dân cư, khu phố, tổ dân phố, ấp. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tăng cường công tác điều trị tích cực các ca F0 bệnh nặng, đồng bộ thống nhất quy trình điều trị F0 không triệu chứng. Cùng với đó, bảo đảm kế hoạch tiêm vaccine an toàn đúng quy trình, bảo đảm gói an sinh xã hội trao tận tay đến từng nhà, đến đúng đối tượng được thụ hưởng, tránh bỏ sót hoặc chậm chăm lo. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu đưa 81 xã phường về vùng an toàn vào ngày 25 tháng 8 với mục tiêu giữ vững thế trận phòng chống dịch, triển khai các giải pháp quyết liệt cụ thể hơn để sớm đưa toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất phân kỳ 2 ra hai đoạn là theo đó, giai đoạn 1 từ nay cho đến ngày 15 tháng 8 giữ vững vùng an toàn đối với 23 xã phường thị trấn, từ đó nâng lên 60 trên 82 xã phường là vùng an toàn vào ngày 15 tháng 8. Giai đoạn 2 từ 15 tháng 8 đến 25 tháng 8, phấn đấu toàn tỉnh có 81 trên tổng số 82 xã phường là vùng an toàn. Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành, mặt trận, đoàn thể, người đứng đầu cơ quan đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở, địa bàn khu phố, thôn, ấp tập trung triển khai quyết liệt, triệt để, hiệu quả 4 lớp phòng chống dịch, siết chặt thực hiện giãn cách, giữ vững mở rộng vùng an toàn, chuyển hóa nhanh các vùng có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao thành vùng an toàn. Thưa quý vị, tính đến đầu tháng 8 thì tại huyện Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh, mà số người ở trong độ tuổi từ 18 trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 đã đạt trên 80%. Đây cũng là huyện duy nhất của cả nước đạt tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 cao. Bình Liêu đang là điểm sáng cho công tác tiêm phòng vaccine và hướng tới mục tiêu miễn dịch trong cộng đồng. Huyện Bình Liêu có trên 31.000 dân, trong đó có đến 96% là đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là địa phương duy nhất của Quảng Ninh triển khai việc tiêm phòng vaccine COVID-19 tới người dân ở tất cả các đơn vị hành chính cấp xã. Đã họp ban chỉ đạo để chỉ đạo và phối hợp với đoàn 155 để thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền vận động và tổ chức xuống tận hộ gia đình và xuống thôn bản để tuyên truyền cho từng hộ gia đình một. Và cho đến hôm nay thì bà con
đến tiêm rất là đông đủ, phấn khởi. Ngày 13 tháng 7, huyện Bình Liêu bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 5 cho những người đang công tác, làm việc và sinh sống tại các xã, thị trấn vùng biên giới. Theo ghi nhận, tỷ lệ người dân đến tiêm tại các điểm đạt cao, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch. Bây giờ thì mình ở biên giới sẽ được tiêm vaccine miễn phí thì mình thấy rất là yên tâm, rất là cảm ơn nhà nước, cảm ơn Đảng. Để đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng, Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu đã thành lập 8 điểm tiêm chủng, đồng thời thành lập 18 đội tiêm, bố trí một nhóm cấp cứu gồm 3 người tại mỗi điểm tiêm. Kiến thức thì chúng tôi đã trang bị đầy đủ. Thứ hai là chúng tôi có mang theo những cái trang thiết bị cũng như là thuốc thiết yếu cho cái quá trình tiêm chủng cũng như là cấp cứu sau tiêm. Tính đến hết tháng 7, tổng số người được tiêm phòng trên địa bàn toàn huyện Bình Liêu là hơn 16.800 người. Một số địa phương khác trong tỉnh như Hải Hà, thành phố Móng Cái cũng được ưu tiên tiêm vaccine. Trong đó, thành phố Móng Cái đã hoàn thành việc tiêm vaccine Sinopharm cho gần 30.000 cư dân các xã, phường biên giới. Cái mục tiêu cao nhất của cái đợt tiêm phòng diện rộng lần này đó là tạo ra cái miễn dịch cộng đồng diện rộng trên toàn bộ nhân dân trên địa bàn thành phố Móng Cái, và trên cơ sở đó thì đảm bảo hướng tới mục tiêu là an toàn về sức khỏe của cộng đồng, sức khỏe của nhân dân. Tính đến thời điểm này, Quảng Ninh đã tiến hành tiêm được gần 88.000 liều vaccine phòng COVID-19 loại Sinopharm cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp của Trung Quốc và các cư dân biên giới. Theo Sở Y tế Quảng Ninh, số người được tiêm có phản ứng thông thường là 0,22%, số phản ứng nặng là 0,04%. Theo kế hoạch, mũi 2 vaccine Sinopharm dự kiến sẽ được bắt đầu tiêm từ ngày 4 tháng 8 và kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Liên quan đến vụ việc người nhà của bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Phú Yên đăng tải trên Facebook phản ánh một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên làm dịch vụ mai táng với giá cao. Tối ngày 11 tháng 8, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo làm rõ thông tin này. Trước đó, chiều tối ngày 10 tháng 8, một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết cho biết em dâu người này nhiễm COVID-19 vừa qua đời. Người chồng cũng đang điều trị vì là F0. Khi người nhà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để nhận thi thể thì có đề xuất với một bác sĩ là mua quan tài. Nhưng bác sĩ tại bệnh viện này đưa ra giá cao hơn nhiều so với giá mua ngoài thị trường. Gia đình người có tử vong đã mua quan tài bên ngoài vào bệnh viện nhưng bị bác sĩ ở đây làm khó dễ. Ban đầu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên khẳng định bệnh viện này không có dịch vụ mai táng bệnh nhân COVID-19. Vụ việc đang cần tiếp tục được điều tra làm rõ. Thời gian qua, dịch COVID-19 bùng phát khiến chất lượng rác thải y tế tại Bình Dương tăng đột biến. Để đảm bảo việc thu gom và xử lý triệt để, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế phát sinh do dịch. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 21 cơ sở điều trị bao gồm 5 bệnh viện dã chiến, 143 cơ sở cách ly y tế tập trung và 1.601 điểm khu vực phong tỏa. Tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, tỉnh Bình Dương có hơn 30.000 ca mắc COVID-19. Theo thống kê từ Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương, hiện nay tổng khối lượng chất thải phát sinh trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trung bình khoảng 40 đến 70 tấn một ngày. Toàn bộ chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 được thu gom xử lý bằng phương pháp thiêu đốt trong lò đốt chất thải y tế, lò đốt chất thải nguy hại theo đúng quy định. Hiện tại thời điểm này là có nhiều khu cách ly, nhiều bệnh viện dã chiến nó tăng lên. Thì mỗi ngày khoảng 20 tấn, hơn 20 tấn. Thì nó cũng chưa quá công sức của công ty. Của công ty được khả năng đốt rác nguy hại, y tế là một tụ ghép vào cái rác nguy hại đặc biệt thì cả 100 tấn ngày này. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh anh em làm việc từ trước tới giờ thì phần lớn là cũng tự động quá, chỉ có cái khâu quan trọng nhất là khâu đi khu gom thôi với vận chuyển là lo nhất khoảng đó, chứ khi về tới nhà máy thì tất cả đều tự động hết. Khi xe nó ben xuống rồi khử trùng cũng tự động, rồi các cái khâu mà đưa vào lò đốt cũng hoàn toàn tự động. Ngoài công ty cổ phần nước môi trường Bình Dương đang thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trong phòng chống dịch COVID-19 thì Bình Dương còn có 5 đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép có chức năng xử lý chất thải nguy hại và chất thải y tế. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị có sự chuẩn bị và sẵn sàng công tác xử lý rác thải.
trong tình trạng kịch bản dịch bệnh COVID-19. Trong những tháng tới đây, khi số lượng vaccine về nhiều hơn, năng lực tiêm vaccine cả nước có thể đạt tối đa 2 triệu mũi một ngày. Đây là thông báo của đại diện Bộ Y tế tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 ngày hôm qua. Cũng theo đại diện Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã tiêm được 11,4 triệu liều vaccine trong tổng số 18 triệu liều nhận được. Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam cho biết, 7 loại vaccine phòng COVID-19 được WHO phê duyệt là Pfizer-BioNTech, AstraZeneca của Oxford, AstraZeneca của Viện Huyết Thanh Ấn Độ, Janssen, Moderna, Sinopharm và Sinovac có hiệu quả tốt đối với biến thể Delta. Thông điệp từ WHO rất rõ ràng, đó là hãy tiêm bất kỳ loại vaccine nào có sẵn khi đến lượt bạn. Cũng liên quan tới vaccine, trong ngày hôm qua đã có thêm 218.000 liều vaccine Pfizer về Việt Nam. Như vậy đến nay đã có 6 đợt vaccine Pfizer về nước ta với tổng số lượng gần 1,3 triệu liều. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Y tế đã đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh có báo cáo giải trình về việc mua máy thở với giá cao đột biến. Cụ thể, giá một loại máy thở trên cổng thông tin điện tử cổngkhaiyte.mho.gov.vn là 960,5 triệu một máy, trong khi tại cùng thời điểm báo giá, cùng loại, cùng hãng, model máy thở trên, công ty cung cấp cho các đơn vị là 455 triệu một máy. Với mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8, Hà Nội sẽ xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng với 1,3 triệu mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR cho toàn bộ người dân trong vùng đỏ, tức là khu vực trong các xã, phường, nguy cơ rất cao và dự kiến 2 triệu mẫu test nhanh tại các khu vực đối tượng có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, việc xét nghiệm cho những người có triệu chứng ho, sốt qua khai báo y tế vẫn được thực hiện. Bộ Y tế nhận định tình hình kiểm soát dịch tại thành phố Hồ Chí Minh đang có chiều hướng chuyển biến tích cực. Trong hôm qua, thành phố có thêm gần 3.000 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số ca xuất viện đến nay là gần 61.000 người. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp. Nhóm bệnh nhân F0 đang điều trị diễn tiến nặng tăng, hiện hơn 1.500 trường hợp đang phải thở máy. Do đó, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9. Cũng liên quan đến kiểm soát dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định yêu cầu tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về, thời gian bắt đầu từ 12 giờ ngày 12 tháng 8. Để tạo thuận lợi cho người dân di chuyển, ngày hôm qua Bộ Công an đã triển khai phần mềm quản lý cư dân vùng dịch với tên miền http://sucque.dancucuocgia.gov.vn. Người dân đăng nhập vào địa chỉ này, thực hiện đăng ký khai báo y tế trên máy tính hoặc là điện thoại thông minh ngay tại nhà hoặc khi đi qua trạm kiểm soát dịch bệnh. Sau khi nhập đủ thông tin thì hệ thống sẽ cấp mã QR cho người khai báo. Người dân sử dụng mã QR này để quét thông tin tại chốt kiểm dịch. Và trong trường hợp công dân không có điện thoại thông minh để khai báo, cán bộ tại chốt kiểm dịch sẽ phát phiếu giấy khai báo y tế theo mẫu thông tin khai báo y tế. Với việc chuyển chiến lược sang tập trung cho công tác điều trị, thành phố Hồ Chí Minh ngày càng có thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và được xuất viện. Chỉ riêng bệnh viện dã chiến số 4 thì sau 1 tháng đi vào hoạt động đã tiếp nhận và điều trị cho trên 6.200 bệnh nhân và đến nay gần 4.000 người đã được xuất viện về nhà. Bệnh viện dã chiến số 4 thành phố Hồ Chí Minh đặt tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, quy mô 3.000 giường, đi vào hoạt động từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho trên 6.200 bệnh nhân COVID-19. Thời gian đầu, bệnh viện dã chiến số 4 chuyên tiếp nhận các ca bệnh mới mắc và không triệu chứng. Về sau, bệnh viện được chỉ định thu dung điều trị cả các bệnh nhân triệu chứng nhẹ và bệnh nặng. Công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân tại đây ghi nhận kết quả tích cực khi đến nay có gần 4.000 người khỏi bệnh và được xuất viện trở về nhà, trong đó có gần 700 bệnh nhi dưới 16 tuổi. Tiến tới trong giai đoạn hiện nay là chúng tôi giữ lại điều trị cả những bệnh nhân mức độ vừa và nặng. Hiện tại trong cái mô hình bệnh tật hay diễn tiến của bệnh thì hiện tại là cái tỷ lệ mà nhập viện trong mức độ nặng nó sẽ tăng lên. Tỷ lệ có thể là từ 5 có thể lên tới 7-8% là cái nhóm bệnh nặng. Hiện bệnh viện dã chiến số 4 đang tập trung theo dõi điều trị cho hơn 2.100 F0. Để đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nặng, bệnh viện đã thiết kế khu hồi sức cấp cứu với quy mô 105 giường, được lắp đặt đầy đủ các thiết bị hồi sức cấp cứu như máy tạo oxy, máy thở oxy dòng cao HFNC, máy X quang. Chuyển sang diễn biến và công tác phòng chống dịch tại một số địa phương.
Thưa quý vị, sau 13 ngày không có ca dương tính với COVID-19 ngoài cộng đồng, thì đến ngày hôm nay 11 tháng 8, tỉnh Bình Phước đã ghi nhận thêm 13 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và đáng lưu ý là có đến 8 ca liên quan đến một doanh nghiệp ở thành phố Đồng Xoài và đây là chùm ca lây nhiễm ngoài cộng đồng do doanh nghiệp này không tuân thủ quy định 3 tại chỗ. Trong 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở thành phố Đồng Xoài phát hiện sáng ngày 11 tháng 8, thì có 6 ca là công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nguyên Bình, địa chỉ ở ấp 7 xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài. Nguồn lây nhiễm là do một lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh lên giao nhận hàng tại công ty, làm lây lan dịch. 2 ca còn lại cũng xuất phát từ ổ dịch này, là F1 của 2 công nhân mắc COVID-19 của công ty Nguyên Bình. Vấn đề đáng nói ở đây là công ty Nguyên Bình đã đăng ký thực hiện sản xuất theo phương châm 3 tại chỗ, tức là tất cả người trong công ty phải thực hiện nghiêm việc sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ. Thế nhưng việc có 2 ca dương tính là F1 của người nhà của 2 công nhân cho thấy công ty Nguyên Bình đã không thực hiện nghiêm. Thì có cái nên nó là cũng do chủ quan của mình nữa, thì cách làm là cũng biết chặt chẽ lắm, cho nên là hơn chủ quan là công nhân ở gần đây cả, ở rất ở sát trên bên công ty, thì cho nên là lãnh đạo thì cũng chủ quan, cũng để cho anh em buổi tối nó về đó. Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bình Phước cũng như của thành phố Đồng Xoài đã có những biện pháp cần thiết để truy vết, khoanh vùng, quyết liệt dập dịch. Công an thành phố Hà Nội cho biết từ 11 giờ ngày 10 tháng 8 đến 11 giờ ngày 11 tháng 8, lực lượng chức năng đã xử phạt 863 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, trong đó có 78 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 3 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh và 782 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách. Ngày 11 tháng 8, ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm 4 người vi phạm quy định về phòng dịch còn xúc phạm lực lượng thi hành công vụ xảy ra vào tối ngày 9 tháng 8 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam với số tiền hơn 50 triệu đồng vì các vi phạm không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Có lời nói, hành động dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, người thi hành công vụ. Ngoài ra, Công an thành phố Vũng Tàu đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với một cá nhân vì có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Xác minh xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không sang tên đổi chủ đối với phương tiện này. Trước đó, vào ngày 10 tháng 8, đội cảnh sát giao thông thành phố Vũng Tàu đã tạm giữ một xe ô tô chở 4 người có hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Những người này không xuất trình được các giấy tờ tùy thân, không có giấy tờ chứng minh ra đường với lý do chính đáng. Một phụ nữ trong nhóm này liên tục to tiếng dùng những lời lẽ khiếm nhã, thô tục, thách thức, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Chiều ngày 11 tháng 8 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới Quảng Bình đã diễn ra lễ tiễn đợt 2 cho 50 thầy thuốc lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Đoàn công tác gồm 20 bác sĩ, 30 điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ sinh đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Theo sự phân công của Bộ Y tế, thì đoàn thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới sẽ nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 có quy mô 500 giường tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình mong rằng với năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp, các anh chị sẽ làm tốt công tác chống dịch. Gia đình và người thân ở quê nhà luôn được các cấp chính quyền quan tâm chăm sóc chu đáo. Các cán bộ y bác sĩ hãy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó, ngày 27 tháng 7, đoàn thầy thuốc tình nguyện viên của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới gồm 17 người của đợt 1 đã lên đường vào tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại thành phố Thủ Đức. Chiều ngày 11 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh biên giới trọng điểm khu vực phía Bắc và Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp trực tuyến để trao đổi trực tiếp về tình hình lưu thông xuất khẩu nông sản nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu do tác động của dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 7 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản Việt Trung đạt hơn 8,67 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt hơn 6,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, Trung Quốc cũng áp dụng các biện pháp phòng dịch, kiểm soát dịch COVID-19 đối với hàng hóa, phương tiện vận chuyển nông sản như trường hợp xảy ra ở Móng Cái, Lạng Sơn, làm giảm khả năng thông quan, xảy ra ùn tắc cục bộ phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu. Tại Hà Khẩu, Lào Cai, phía Trung Quốc cũng thông báo dừng nhập khẩu thanh long từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8 năm 2021. Việc nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật tại cửa khẩu cũng gây phát sinh chi phí lưu xe, kho bãi, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp nội địa. 8 cái mặt hàng nông sản sắp tới đàm phán với Trung Quốc để ký cái nghị định thư, thì về phía Việt Nam đã chuẩn bị hết tất cả những cái yêu cầu do Trung Quốc đặt ra. Thế và cái đàm phán bước đầu đã có kết quả, chứ không phải chưa bước vào đàm phán. Tuy nhiên như tôi đã nói là ảnh hưởng với COVID-19, cho sắp tới sẽ đề nghị với phía Trung Quốc, cụ thể là với Đại sứ quán, với tham tán thương mại ở Đại sứ quán, chúng ta bàn nhằm khắc phục cái cách này như thế nào. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Để giảm tải hoạt động xuất khẩu tại tuyến cửa khẩu đường bộ, Bộ cũng đề nghị Tổng cục Hải quan hai nước hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo khâu kiểm dịch hàng nông sản tại ga đường sắt Đồng Đăng Bằng Tường và ga đường sắt Lào Cai Hà Khẩu, sớm đẩy nhanh quá trình tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành nông nghiệp gửi tới các tỉnh, thành phố. Trong 4 ngày nữa, nếu dịch bệnh không giảm thì Đà Nẵng sẽ thực hiện triệt để hơn nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà. Đây là thông tin được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khai mạc vào hôm nay theo hình thức trực tuyến. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu phải xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Trên tinh thần đó, thành phố có thể tạm đóng cửa nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Dự kiến nếu số ca dương tính không giảm sâu hoặc tiếp tục tăng, thì trong 7 ngày, kể từ ngày 16 tháng 8, người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Các cơ sở, nhà máy, công trường phải đảm bảo người lao động ở lại tại chỗ làm việc nếu muốn hoạt động. Đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng và hy vọng là không phải áp dụng. Nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chúng ta vẫn phải chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích để thực hiện. Và khi áp dụng sẽ có nhiều khó khăn thách thức, nhất là việc cung ứng đảm bảo lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân toàn thành phố, và thành phố cũng đã có cái phương án về công tác này. Trong phiên họp sáng nay, kỳ họp cũng đã tiến hành báo cáo tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15, kết quả thực hiện chương trình giám sát, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và tiến hành công tác nhân sự. Ngày 12 tháng 8, tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận trong toàn tỉnh hơn 33.800 ca nhiễm COVID-19. UBND tỉnh đã có công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ xin phân bổ thêm 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Với năng lực hàng trăm đội tiêm chủng như hiện nay, dự kiến 1 triệu liều vaccine sẽ được tỉnh tiêm cho dân hoàn thành trong 10 ngày để sớm đưa Bình Dương đạt được miễn dịch cộng đồng, trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, theo kế hoạch mà Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã đề ra. Với quy mô dân số hơn 2,6 triệu người, Bình Dương cần tiến hành tiêm vaccine cho hơn 2 triệu người, trong đó ưu tiên cho các đối tượng theo nghị quyết của Chính phủ và lực lượng công nhân, người lao động để nối lại nhịp sản xuất, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu quốc tế. Tính đến nay, tỉnh Ninh Bình đã tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 3 cho gần 22.000 trường hợp, trong đó mũi 1 là trên 16,2 nghìn trường hợp và mũi 2 là trên 5,5 nghìn trường hợp. Theo kế hoạch tiêm chủng đợt 3, thì Bộ Y tế có quyết định phân bổ cho tỉnh Ninh Bình trên 35.000 liều vaccine. Ngành Y tế đã triển khai cho các đơn vị lập danh sách theo đối tượng ưu tiên gửi về Sở Y tế. Tùy vào số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Ninh Bình, Sở Y tế đã và đang căn cứ để tổ chức triển khai tiêm phòng theo thứ tự trong danh sách mà các đơn vị đã đăng ký. Thưa quý vị, với mô hình hợp tác chặt chẽ với địa phương để chuyển lương thực thực phẩm tới tận tay bà con khó khăn, Group Facebook Hà Nội giúp nhau vừa vượt qua mùa dịch đã được thành lập với hơn 30.000 thành viên. Câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh được giúp đỡ kịp thời càng khẳng định sự gắn kết trong cộng đồng có sức mạnh vô cùng to lớn để cả nước cùng vượt qua đại dịch. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Đây là những nhu yếu phẩm thiết yếu được nhóm Facebook Hà Nội giúp nhau qua mùa dịch điều tiết xuống địa bàn phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội và sẽ được các hội đoàn thể gồm đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ phân bổ đến với các hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn phường. 100 suất quà với đầy đủ gạo, mì,
đã được trao tới những hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Hai vợ chồng con là chồng thì bị tâm thần, con là không có miễn là chỉ được trợ cấp hàng tháng thôi. Còn em thì lại cũng bị mất việc làm. Covid chỗ làm thì nghỉ đóng cửa mất 3 tháng nay thì con gia đình cũng rất là khó khăn. Cũng nhờ đến chính quyền con là giúp đỡ cho hai vợ chồng. Trong cái thời điểm mà dịch bệnh nó kéo dài như này thì những tấm lòng hảo tâm đã cùng góp nhau chung tay xây dựng một cái hội nhóm đông người với cả lớn mạnh như vậy thì mỗi người sẽ góp một chút công sức của mình để cùng nhau hỗ trợ chống dịch thì em thấy đây là một cái nhóm rất là hiệu quả mà nó gần như là phù hợp gọi là đúng với cái tình hình hiện nay. Những ngày giãn cách, các nhà hảo tâm đã tìm đến hỗ trợ bà con thông qua cách làm sáng tạo, linh hoạt trong mùa dịch. Cụ thể, để hạn chế nhóm tình nguyện di chuyển, trực tiếp gặp gỡ, các hoạt động tiếp xúc gia tăng rủi ro, nhóm Hà Nội giúp nhau qua mùa dịch, kêu gọi nhà hảo tâm phối hợp chặt chẽ gửi tiền, gửi quà qua chính quyền, mặt trận tổ quốc để hỗ trợ trao trực tiếp đến người dân gặp khó khăn. Nhóm sẽ cố gắng đóng cái vai trò là đơn vị điều phối, một cái hấp thông tin để tận dụng cái sự phổ biến của mạng xã hội của người dùng Internet ở Việt Nam. Bà con có thể vào cùng chia sẻ các thông tin về khó khăn của bản thân, cung cấp thông tin khó khăn của những người xung quanh mình và đồng thời cũng hỗ trợ các cái nhà hảo tâm làm sao đảm bảo cái khớp được cái nhu cầu giữa nhà hảo tâm và các cái hoàn cảnh khó khăn, đồng hành phối hợp một cách chặt chẽ với chính quyền địa phương để làm sao đảm bảo làm sao mà không để sót, để lọt các hoàn cảnh. Chính quyền phường, ủy ban nhân dân phường làm tốt được công tác điều tiết các cái nguồn thiện nguyện và tôi nghĩ là nó sẽ còn nhiều các cái chương trình thiện nguyện nữa và qua nhiều các tổ chức chính trị xã hội của địa phương nữa thì tất cả đều phải tập trung về phường để phường điều tiết nhưng mà dưới danh nghĩa của nhiều đoàn thể thì tôi nghĩ thấy cái việc làm này rất kịp thời và rất cần thiết và mong muốn rằng các tổ chức thiện nguyện này liên kết với nhau nhiều hơn nữa và sâu rộng khắp trên toàn thành phố hơn nữa cũng như là lan tỏa khắp các vùng miền để những người thực sự có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ kịp thời nhất. Nhờ sự giúp sức của chính quyền địa phương, các suất nhu yếu phẩm của các nhà hảo tâm đã được chuyển đến tận tay cho bà con nghèo, cho các lao động tự do đang kẹt lại giữa thành phố. Đồng hành cùng mọi người dân để vượt qua đại dịch COVID-19 chính là mong muốn của những người thành lập ra nhóm Facebook Hà Nội giúp nhau vượt qua mùa dịch. Trong thời điểm đời sống của người dân có thu nhập thấp đang gặp khó khăn do dịch bệnh, những mạnh thường quân mong muốn sự hỗ trợ nhưng không đến được trực tiếp trao cho từng người, một nền tảng trực tuyến được nhóm chuyên gia của Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an cùng với các đơn vị đồng hành sáng tạo đã giúp kết nối và phân phối đồ cứu trợ cho người dân. Bằng cách gọi vào số điện thoại 1900-6448 hoặc truy cập vào trang web sosmap.net với vài thao tác đơn giản là những người cần cứu trợ và người đi cứu trợ có thể dễ dàng tìm thấy nhau, kết nối cho và nhận trong thời gian nhanh nhất. Sau khi xác minh xong thông tin cơ bản, bản đồ này sẽ hiện lên những địa điểm màu đỏ đang cần được cứu trợ, màu vàng là nơi cần cho, màu xanh là nơi đã cứu trợ. Phía mạnh thường quân cũng nhìn thấy các cái thông tin ủng hộ. Từ các cái thông tin đấy thì họ căn cứ rằng là với những cái mình đang có thì mình lên cho cái gì nó sẽ phù hợp với lại người cần. Còn đối với các cái đối tượng đồng bào mà gặp khó khăn thì cũng dễ dàng thao tác. Qua trang web này, nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã nhận được những nhu yếu phẩm cần thiết một cách nhanh nhất. Những phần cứu trợ này thực sự cần thiết cho người dân trong thời điểm khó khăn. Em rất là vui khi mà nhận được món quà của SOS Map. Rất là vui, vui lắm luôn á. Tại vì mấy tuần nay là chưa có được ăn hộp cơm nào hết. Giờ nhận được những cái phần quà như thế này thì nó là hết rất là vui mừng. Dạ, em xin chân thành cảm ơn SOS Map đã hỗ trợ khu vực của tụi em. Tại vì hiện tại thì rất là nhiều hộ dân đang cần.
Ý tưởng kết nối cứu trợ đã được anh Lê Tuấn Can, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam, nhen nhóm từ mùa lũ năm ngoái ở miền Trung. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 300 nhà hảo tâm có mong muốn hỗ trợ qua chương trình, trên 1.600 hộ gia đình được nhận cứu trợ. Sau thành phố Hồ Chí Minh thì Hà Nội và một số tỉnh thành khác cũng sẽ được triển khai bản đồ kết nối này để giúp đỡ nhiều hơn những người khó khăn trong đại dịch. Không chỉ những cái vùng dịch ở phía Nam mà ở phía Bắc đã có những cái hoàn cảnh đã cần cứu trợ và đã đăng ký và chúng tôi cũng đang liên hệ. Sau đó thì chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch để tuyển cái đội ngũ tình nguyện viên. Trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ban tổ chức của chiến dịch yêu thương mùa COVID mong muốn được nhân rộng hơn nữa. Trong khi bản đồ cứu trợ đang dần hoàn thiện và nhân rộng, thì các mạnh thường quân, tình nguyện viên muốn hỗ trợ nhanh nhất tới người dân sẽ có trên 70% người dân cô đảo được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 sau đợt tiêm lần này. Để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng lần thứ tư tại Côn Đảo, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã huy động 12 bác sĩ, nhân viên y tế của Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp bổ sung cho huyện gần 5.000 liều vaccine hiệu AstraZeneca và một số trang thiết bị vật tư y tế vận chuyển bằng trực thăng ra Côn Đảo để tiến hành tiêm phòng COVID-19 mũi 2 cho khoảng 5.000 người dân. Mọi người cũng nhiệt tình đi tiêm để có sức bảo vệ sức khỏe. Nói chung là cũng mừng thôi, tại vì có nhiều nơi không có được tiêm nhưng mà Côn Đảo mình được tiêm thì tốt. Nói chung với vùng sâu vùng xa thì mọi điều kiện về đất liền là khó khăn mà huyện đã tạo điều kiện cho người dân Côn Đảo được như vậy là đại diện cho dân Côn Đảo là cảm ơn huyện mình rất nhiều. Làm bà con Côn Đảo cũng rất mừng luôn đó. Trong chiều và tối ngày 11 tháng 8, Trung tâm Y tế Quân dân y tổ chức tiêm cho 1.434 người. Dự kiến trong 3 ngày, huyện Côn Đảo sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho khoảng 5.000 người dân, hoàn thành theo tiến độ chung trong toàn tỉnh. Và sau ngày 15 tháng 8 thì lượng vaccine mũi 2 của huyện Côn Đảo đạt được trên 70% theo quy định của Bộ Y tế thì huyện cũng sẽ từng bước đề xuất với tỉnh mở cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của huyện theo từng bước là trở lại, dần trở lại cái trạng thái bình thường mới. Như vậy, sau khi kết thúc đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 lần thứ tư, sẽ có 70% cán bộ chiến sĩ và người dân tại Côn Đảo được tiêm 2 liều vaccine, đủ điều kiện đạt miễn dịch cộng đồng theo quy định của ngành y tế. Từ đó, huyện Côn Đảo sẽ xây dựng phương án vừa phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị, an toàn trong tiêm chủng, an toàn trong phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách khi triển khai chiến dịch tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội đã liên tiếp ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó có ca ghi nhận sau khi đến điểm tiêm. Vậy nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong giai đoạn này như thế nào và chúng ta cần làm gì khi đến điểm tiêm vaccine phòng COVID-19? Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Mới đây, Hà Nội ra thông báo khẩn tìm người đến địa điểm tiêm chủng phòng COVID-19 tại trường Trung học cơ sở Trương Vương, quận Hoàn Kiếm vì có liên quan đến một ca F0 ghi nhận qua sàng lọc trong cộng đồng. Theo đó, 60 người đến điểm tiêm chiều 3 tháng 8 đã được yêu cầu cách ly tại nhà. Thì cũng rất mừng là toàn bộ cái số đó đã có kết quả âm tính. Đây cũng là một cái vấn đề mà cần phải nâng cao hơn nữa cái công tác đảm bảo an toàn trong cái cuộc tiêm chủng. Để đảm bảo phòng dịch, tránh nguy cơ lây nhiễm khi tiêm chủng, 7 điểm tiêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã phân bổ đối tượng theo giờ, đảm bảo đường đi một chiều tại điểm tiêm, có đánh dấu vị trí đứng ngồi, hạn chế việc tiếp xúc của từng người khi đến điểm tiêm, đặc biệt là luôn có cán bộ nhắc nhở. Tất cả những người đến tiêm nói chung và bản thân tôi nói riêng, khoảng cách giữ tối thiểu là từ 2 đến 3 mét. Trong khi xếp hàng tiêm thì không nói chuyện nhiều. Cái đảm bảo như này thì theo tôi thấy cũng rất là tốt, nhưng mà cũng không thể tránh được cái sự đông đúc, mặc dù là đã được phân chia giờ theo từng đơn vị một. Đấy, ví dụ như đơn vị của tôi là 9 giờ, đấy, thì là chúng tôi cũng đúng 9 giờ mới dám đến. Tuy nhiên, tại điểm tiêm trường tiểu học Thịnh Hào, quận Đống Đa, mặc dù được cán bộ y tế nhắc nhở liên tục,
nhưng vẫn còn tình trạng không đảm bảo về khoảng cách. Cái việc giữ khoảng cách là rất quan trọng, nên là mỗi người dân thì cần phải ý thức được điều đó để không lây bệnh cho mình và lây truyền cho người khác. Cái điều cần thiết đây là chúng ta phải có cái sự sàng lọc, phân luồng ngay từ đầu liên quan đến chuyện là có đến từ vùng dịch tễ hay không, có đến từ cái khu vực phong tỏa hay không, có đến từ cái chỗ gọi là nguy cơ hay không. Sau đó là chúng ta đến vấn đề thứ hai là liên quan đến đảm bảo cái an toàn tại nơi tiêm, đảm bảo về vấn đề phân luồng, đảm bảo về vấn đề thực hiện tốt 5K và đảm bảo về vấn đề các cái nguyên tắc đã được Bộ Y tế đưa ra trong cái hướng dẫn điểm tiêm an toàn. Như vậy, việc nâng cao ý thức và thực hiện theo đúng quy định khi đi tiêm chủng của mỗi người sẽ chung tay góp sức đưa Việt Nam sớm đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tạo miễn dịch cộng đồng để ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2, đẩy lùi đại dịch. Vùng xanh, từ khóa mới được nhắc đến nhiều trong những ngày gần đây, thể hiện quyết tâm sớm đẩy lùi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư này. Xây dựng vùng xanh trong cuộc chiến chống COVID-19 đang là giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ sự an toàn ở những vùng chưa có dịch, giảm mức độ vùng đỏ thành vàng và tiến tới có nhiều khu vực an toàn. Phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình Thông Tấn. Nhà số 9 là nhà ai? Nhà ông Tấn. Nhà ông Tấn, anh vào có việc gì? Tôi vào có chút việc. Nếu mà cần trao đổi cho gì thì có điện thoại, chứ còn bây giờ anh vào là không được. Hiện nay là cái khu này đang là cái khu an toàn, cho nên là không cho người lạ vào. Tại gần 400 tổ dân phố trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội, tất cả các trường hợp không phải người sinh sống tại đây cũng như không có lý do chính đáng đều bị từ chối qua chốt vào vùng xanh. Trừ những trường hợp cấp thiết và bất khả kháng như đưa người nhà đi cấp cứu. Thì tôi có 3 phương, một là gọi người quen ra, hai là mình sẽ quay đầu. Đấy, lấy lý do khác mình tự vào. Thì mình cũng không có cái gì, các bác làm cũng đúng thôi. Đưa bố hoặc mẹ đi bệnh viện. Đấy, trường hợp bất khả kháng như thế là phải cho người ta vào. Nhưng mà chúng tôi đều ghi lại vào cái sổ sách giấy tờ lại hết, ngày giờ, họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ người ta cư trú. Lực lượng phụ trách tại các chốt bảo vệ vùng xanh, ngoài tổ COVID-19 cộng đồng, còn có sự tham gia của chính người dân. Từ cách làm sáng tạo của quận Hoàng Mai, các vùng xanh đã lan nhanh trên địa bàn thành phố. Tại khắp các khu vực an toàn trong nội đô và khu vực ngoại thành, người dân đều chủ động sáng tạo lập chốt cứng hoặc chốt mở, bảo đảm an toàn cho khu vực mình sinh sống. Đảm bảo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phải được thực hiện nghiêm nhất. Như các đồng chí chứng kiến là tất cả ra vào đều được kiểm soát. Do vậy, đến khi chúng tôi trong chỉ đạo cũng khuyến cáo là kể cả khi mà Hà Nội dịch đã được khống chế mà chúng ta không phải thực hiện chỉ thị 16 nữa, thì chúng tôi vẫn khuyến khích những điểm vùng xanh như thế này nếu có điều kiện. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những tấm biển bảo vệ vùng xanh cũng đã xuất hiện trên nhiều con hẻm, khu dân cư. Người dân sinh sống trong khu vực này sẽ được phun khử khuẩn, kiểm tra giấy tờ mỗi khi ra vào. Việc vận chuyển đồ được giao tới sẽ do các tình nguyện viên thực hiện sau khi đã phun khử khuẩn. Tất cả nhằm bảo vệ cho vùng an toàn giữa tâm dịch. Khu phố là vật bảo vệ nhiều hơn, mà cũng có chút bất tiện nhẹ, nhưng mà người dân cũng sẵn sàng đồng ý thôi. Nguyên tắc cái vùng đỏ là vùng đã có những ca mà chúng ta phong tỏa rất chặt, thì làm sao mà chúng ta không để những cái trường hợp đó ép không lây nhiễm đi ra bên ngoài. Nhưng mà cái vùng xanh là cái vùng mà chúng ta chưa có những cái ca bệnh, hoặc là thì chúng ta nguyên tắc là chúng ta không để lọt nó vào trong. Thực tế cho thấy bảo vệ vùng xanh điều quan trọng nhất chính là sự đồng lòng, tự nguyện của người dân trong khu vực. Dù không phải địa bàn có dịch nhưng người dân vẫn chấp nhận thiệt thòi, bất tiện trong sinh hoạt để tuân thủ nghiêm việc giãn cách như trong khu phong tỏa. Liều vaccine cộng đồng hình thành ở mỗi vùng xanh là minh chứng rõ nhất cho mọi nỗ lực sáng tạo và tinh thần vào cuộc của người dân với mong ước sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Ngày 12 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ một lô thuốc tân dược hỗ trợ điều trị COVID-19 tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ lô hàng không có hóa đơn chứng từ mua bán, nghi nhập lậu từ Trung Quốc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tại thời điểm kiểm tra căn nhà nằm trong hẻm đường An Dương Vương, quận Bình Tân, lực lượng trinh sát đội 6 phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đội 3 cục quản lý thị trường thành phố đã phát hiện 2.800 hộp thuốc tân dược có dấu hiệu nhập lậu. Toàn bộ số thuốc tân dược này có tên là Liên Hoa Thanh Ôn, bao bì toàn chữ Trung Quốc. Theo quản lý thị trường, chủ lô hàng khai mua từ một người phụ nữ ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với giá 78.000 đồng một hộp, sau đó đem về bán cho khu vực sinh sống, giao bán trên mạng kiếm lời. Theo đăng truyền trên mạng, số thuốc này có thể chữa trị các bệnh như ho, sốt, đau họng. Một số thông tin còn đăng tải thuốc có thể điều trị bệnh COVID-19. Toàn bộ số lô hàng đều không có hóa đơn chứng từ mua bán. Hiện số hàng này đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với sự bùng phát và lây lan của virus SARS-CoV-2 trên địa bàn cả nước cũng như tỉnh Bắc Giang, thì tỉnh này cũng phải đối phó với một loại virus nguy hiểm không kém, đó chính là những thông tin thất thiệt, sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của các cấp các ngành. Để ngăn chặn xử lý những hành vi này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo lực lượng chức năng phải tăng cường phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Điều này cũng góp phần quan trọng để thức tỉnh sớm và sớm kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 và dần đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Hôm nay tôi vào đến đầu chốt xã Tân Liễu thì bị bắt và đòi thu xe, xin mãi mới được tha, trong khi tôi có đầy đủ giấy tờ đi đường hợp pháp. Yên Dũng bị phong tỏa không được phép tiếp tế từ chính quyền. Những dòng trạng thái này sau khi đăng tải trên Facebook đã nhận được rất nhiều lượt bình luận chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên đây lại là những thông tin hoàn toàn sai sự thật của một số cá nhân tại huyện Yên Dũng. Hay như trên tài khoản Facebook Thu Ngô và tài khoản Zalo có tên người di cư của một cá nhân tại huyện Lạng Giang đã vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, cho rằng đã ăn chặn tiền của người đang thực hiện cách ly. Những cái thông tin mà sai sự thật ấy, thì sẽ gây ảnh hưởng, rất ảnh hưởng đến cái việc của chỉ đạo điều hành. Đơn cử ngay như một số ví dụ như là một cái trường hợp mà họ đăng tải một cái thông tin là có F0 xuất hiện ở cái địa bàn nào thôi. Vậy như vậy thì đã ảnh hưởng ngay lập tức đến cái chính quyền địa phương. Đấy, rồi thì những cái lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch. Qua theo dõi xác minh các tài khoản Facebook, Zalo thời gian qua, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 29 cá nhân có hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin bịa đặt sai sự thật về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 160 triệu đồng. Chỉ trong 2 tháng 5 và 6 năm 2021, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã phát hiện tới gần 100 trường hợp đăng tin sai lệch về dịch COVID-19 và công tác phòng chống dịch của chính quyền địa phương. Qua đó tham mưu cho chính quyền các cấp xử phạt 22 trường hợp với tổng số tiền 117 triệu đồng. Tôi cảm thấy hành vi của mình là sai với pháp luật. Qua sự việc này tôi cũng hứa là tôi cũng không vi phạm. Trước tình hình như vậy thì lực lượng công an chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Và chúng tôi tập trung công tác tuyên truyền, công tác hướng dẫn nhân dân thấy được cái thủ đoạn, cái hành vi vi phạm pháp luật để nhân dân biết và phòng ngừa. Thực hiện sự chỉ đạo của Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Yên Dũng cũng đã chỉ đạo đội an ninh công an các xã, thị trấn vào cuộc quyết liệt để xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về phòng chống dịch COVID-19 trên Zalo, Facebook. Lực lượng chức năng đã đấu tranh phản bác, gỡ bỏ thông tin xấu trên không gian mạng với gần 30.000 lượt báo xấu của các tài khoản, phối hợp xác minh và xử phạt 10 trường hợp vi phạm. Đội an ninh đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ tập trung làm tốt công tác nắm tình hình và phối hợp với các đơn vị chức năng như phòng chuyên đề công an tỉnh, công lực lượng công an xã thị trấn và chủ động phát hiện đối tượng có những hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp cung cấp thông tin sai lệch, tin giả của lực lượng chức năng trong thời gian vừa qua đã góp phần bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng, ổn định tư tưởng của cán bộ, nhân dân, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc trong phòng chống dịch, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đối với người mà sử dụng điện thoại thông minh và các người dân thì trước hết là phải nâng cao cái nhận thức và đồng thời phải biết chắt lọc cái thông tin và thông tin nào đó là cái thông tin đúng sự thật, thông tin tốt và cái việc thứ hai là cái nhận thức về việc đăng tải lên những cái trường hợp nào đã được kiểm chứng thì đăng tải lên. Dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh phía Nam. Nhưng virus xấu độc trên không gian mạng sẽ làm ảnh hưởng lớn tới công tác phòng chống dịch của chính quyền các cấp. Chính vì vậy, người dân cần tỉnh táo, cân nhắc trước những nội dung thông tin trước khi đăng tải. Thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, tối qua ngày 11 tháng 8, ngay sau phiên họp chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cùng tổ công tác đặc biệt của chính phủ đã họp trực tuyến với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch hiện nay. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đã có những dấu hiệu tích cực ban đầu. Số ca mắc mới đang đi ngang. Hệ số lây nhiễm hiện khoảng 0,78%, trong khi đầu tháng 5 là từ 3 đến 3,5%, đầu tháng 7 là từ 1,7 đến 2%, đầu tháng 8 khoảng 1,2%. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ ghi nhận những điều chỉnh trong phòng chống dịch của toàn thành phố trong những ngày gần đây,
trong đó đã chủ động lớn đến việc củng cố mở rộng vùng xanh, vùng sáng tạo, tăng cường năng lực điều trị tầng 2, tầng 3. Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố phải khắc phục tình trạng vẫn có bệnh nhân cần đến viện điều trị nhưng không có chỗ, từ đó giảm tỷ lệ tử vong. Đánh giá cao việc thành phố đưa được nhiều gói an sinh xã hội đến cho người dân, Phó Thủ tướng lưu ý phải hỗ trợ cho tất cả những người gặp khó khăn trên địa bàn. Đối với lực lượng giao hàng, ngoài quản lý bằng mã QR cần có dấu hiệu dễ nhận diện bằng mắt thường, lập các điểm giao hàng trung chuyển ở cấp quận, huyện, shipper đi xe hai bánh di chuyển trong quận, từng khu vực hẹp, còn giữa các quận huyện thì phải chuyển bằng xe tải. Trong lúc đợi hướng dẫn chung, thành phố cần có hỗ trợ về tín dụng cho lượng lớn shipper đang vay nợ ngân hàng để mua phương tiện hành nghề. Trên tinh thần ưu tiên vaccine, thành phố cần chuẩn bị cho tình huống sau khi đã tiêm đủ vaccine cho người dân, để bên trong thực hiện nới lỏng dần các hoạt động sản xuất kinh doanh theo trạng thái bình thường mới, như các nước phát triển đã tiêm vaccine đạt được miễn dịch cộng đồng, bên ngoài là vành đai an toàn, kiểm soát chặt người ra vào. Tiếp tục phát huy sức mạnh tối đa mọi nguồn lực và kêu gọi huy động sức dân, chăm lo cho người dân và phải bảo toàn lực lượng tuyến đầu, tính mạng của người dân là một trong những nội dung trọng tâm trong kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 11 tháng 8 nhằm đánh giá việc thực hiện chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, yêu cầu và nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra đối với các cấp ủy chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở giai đoạn từ nay và tiếp theo là tiếp tục phát huy sức mạnh tối đa mọi nguồn lực, kêu gọi huy động sức dân để chăm lo cho dân và phải bảo toàn lực lượng tuyến đầu, tính mạng của người dân, đồng thời nâng cao công tác điều trị COVID-19, hạn chế thấp nhất các ca tử vong, bảo vệ vững chắc các vùng xanh và thu hẹp dần vùng đỏ, thiết lập an toàn trong các khu dân cư, khu phố, tổ dân phố, ấp. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tăng cường công tác điều trị tích cực các ca F0 bệnh nặng, đồng bộ thống nhất quy trình điều trị F0 không triệu chứng. Cùng với đó, bảo đảm kế hoạch tiêm vaccine an toàn đúng quy trình, bảo đảm gói an sinh xã hội trao tận tay đến từng nhà, đến đúng đối tượng được thụ hưởng, tránh bỏ sót hoặc chậm chăm lo. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu đưa 81 xã phường về vùng an toàn vào ngày 25 tháng 8 với mục tiêu giữ vững thế trận phòng chống dịch, triển khai các giải pháp quyết liệt cụ thể hơn để sớm đưa toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất phân kỳ 2 ra hai đoạn là theo đó, giai đoạn 1 từ nay cho đến ngày 15 tháng 8 giữ vững vùng an toàn đối với 23 xã phường thị trấn, từ đó nâng lên 60 trên 82 xã phường là vùng an toàn vào ngày 15 tháng 8. Giai đoạn 2 từ 15 tháng 8 đến 25 tháng 8, phấn đấu toàn tỉnh có 81 trên tổng số 82 xã phường là vùng an toàn. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành, mặt trận, đoàn thể, người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương từ tỉnh đến cơ sở, địa bàn khu phố, thôn, ấp tập trung triển khai quyết liệt, triệt để, hiệu quả 4 lớp phòng chống dịch, siết chặt thực hiện giãn cách, giữ vững mở rộng vùng an toàn, chuyển hóa nhanh các vùng có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao thành vùng an toàn. Thưa quý vị, tính đến đầu tháng 8 thì tại huyện Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh, mà số người ở trong độ tuổi từ 18 trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 đã đạt trên 80%. Đây cũng là huyện duy nhất của cả nước đạt tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 cao. Bình Liêu đang là điểm sáng trong công tác tiêm phòng vaccine và hướng tới mục tiêu miễn dịch trong cộng đồng. Huyện Bình Liêu có trên 31.000 dân, trong đó có đến 96% là đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là địa phương duy nhất của Quảng Ninh triển khai việc tiêm phòng vaccine COVID-19 tới người dân ở tất cả các đơn vị hành chính cấp xã. Đã họp ban chỉ đạo để chỉ đạo và phối hợp với đoàn 55 để thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động và tổ chức xuống tận hộ gia đình và xuống thôn bản để tuyên truyền cho từng hộ gia đình một. Và cho đến hôm nay thì bà con đến tiêm rất là đông đủ, phấn khởi. Ngày 13 tháng 7, huyện Bình Liêu bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 5 cho những người đang công tác, làm việc và sinh sống tại các xã, thị trấn vùng biên giới. Theo ghi nhận, tỷ lệ người dân đến tiêm tại các điểm đạt cao, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch. Bây giờ thì mình ở biên giới sẽ được tiêm vaccine miễn phí thì mình thấy rất là yên tâm, rất là cảm ơn nhà nước, cảm ơn Đảng. Để đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng, Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu đã thành lập 8 điểm tiêm chủng, đồng thời thành lập 18 đội tiêm, bố trí một nhóm cấp cứu gồm 3 người tại mỗi điểm tiêm. Kiến thức thì chúng tôi đã trang bị đầy đủ. Thứ hai là chúng tôi có mang theo những cái trang thiết bị cũng như là thuốc thiết yếu cho cái quá trình tiêm chủng cũng như là cấp cứu sau tiêm.
Tính đến hết tháng 7, tổng số người được tiêm phòng trên địa bàn toàn huyện Bình Liêu là hơn 16.800 người. Một số địa phương khác trong tỉnh như Hải Hà, thành phố Móng Cái cũng được ưu tiên tiêm vaccine. Trong đó, thành phố Móng Cái đã hoàn thành việc tiêm vaccine Sinopharm cho gần 30.000 cư dân các xã, phường biên giới. Cái mục tiêu cao nhất của cái đợt tiêm phòng diện rộng lần này đó là tạo ra cái miễn dịch cộng đồng diện rộng trên toàn bộ nhân dân trên địa bàn thành phố Móng Cái, và trên cơ sở đó thì đảm bảo hướng tới mục tiêu là an toàn về sức khỏe của cộng đồng, sức khỏe của nhân dân. Tính đến thời điểm này, Quảng Ninh đã tiến hành tiêm được gần 88.000 liều vaccine phòng COVID-19 loại Sinopharm cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp của Trung Quốc và các cư dân biên giới. Theo Sở Y tế Quảng Ninh, số người được tiêm có phản ứng thông thường là 0,22%, số phản ứng nặng là 0,04%. Theo kế hoạch, mũi 2 vaccine Sinopharm dự kiến sẽ được bắt đầu tiêm từ ngày 4 tháng 8 và kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Liên quan đến vụ việc người nhà của bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Phú Yên đăng tải trên Facebook phản ánh một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên làm dịch vụ mai táng với giá cao. Tối ngày 11 tháng 8, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo làm rõ thông tin này. Trước đó, chiều tối ngày 10 tháng 8, một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết cho biết em dâu người này nhiễm COVID-19 vừa qua đời. Người chồng cũng đang điều trị vì là F0. Khi người nhà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để nhận thi thể thì có đề xuất với một bác sĩ là mua quan tài. Nhưng bác sĩ tại bệnh viện này đưa ra giá cao hơn nhiều so với giá mua ngoài thị trường. Gia đình người có tử vong đã mua quan tài bên ngoài vào bệnh viện nhưng bị bác sĩ ở đây làm khó dễ. Ban đầu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên khẳng định bệnh viện này không có dịch vụ mai táng bệnh nhân COVID-19. Vụ việc đang cần tiếp tục được điều tra làm rõ. Thời gian qua, dịch COVID-19 bùng phát khiến chất lượng rác thải y tế tại Bình Dương tăng đột biến. Để đảm bảo việc thu gom và xử lý triệt để, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế phát sinh do dịch. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 21 cơ sở điều trị bao gồm 5 bệnh viện dã chiến, 143 cơ sở cách ly y tế tập trung và 1.601 điểm khu vực phong tỏa. Tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, tỉnh Bình Dương có hơn 30.000 ca mắc COVID-19. Theo thống kê từ Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Dương, hiện nay tổng khối lượng chất thải phát sinh trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trung bình khoảng 40 đến 70 tấn một ngày. Toàn bộ chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 được thu gom xử lý bằng phương pháp thiêu đốt trong lò đốt chất thải y tế, lò đốt chất thải nguy hại theo đúng quy định. Hiện tại thời điểm này là có nhiều khu cách ly, nhiều bệnh viện dã chiến nó tăng lên. Thì mỗi ngày khoảng 20 tấn, hơn 20 tấn. Thì nó cũng chưa quá công sức của công ty. Của công ty đó có khả năng đốt rác nguy hại, y tế là một tụ ghép vào cái rác nguy hại đặc biệt thì cả 100 tấn ngày này. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh anh em làm việc từ trước tới giờ thì phần lớn là cũng tự động hóa, chỉ có cái khâu quan trọng nhất là khâu đi khu gom thôi, cái vận chuyển là lo nhất khoảng đó. Chứ khi về tới nhà máy thì tất cả đều tự động hết, khi xe nó ben xuống rồi khử trùng cũng tự động, rồi các cái khâu mà đưa vào lò đốt cũng hoàn toàn tự động. Ngoài công ty cổ phần nước môi trường Bình Dương đang thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trong phòng chống dịch COVID-19 thì Bình Dương còn có 5 đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép có chức năng xử lý chất thải nguy hại và chất thải y tế. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị có sự chuẩn bị và sẵn sàng công tác xử lý rác thải trong tình trạng kịch bản dịch bệnh COVID-19. Trong những tháng tới đây, khi số lượng vaccine về nhiều hơn, năng lực tiêm vaccine cả nước có thể đạt tối đa 2 triệu mũi một ngày. Đây là thông báo của đại diện Bộ Y tế tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 ngày hôm qua. Cũng theo đại diện Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam đã tiêm được 11,4 triệu liều vaccine trong tổng số 18 triệu liều nhận được. Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam cho biết, 7 loại vaccine phòng COVID-19 được WHO phê duyệt là Pfizer-BioNTech, AstraZeneca của Oxford, AstraZeneca của Viện Huyết Thanh Ấn Độ, Janssen, Moderna, Sinopharm và Sinovac có hiệu quả tốt đối với biến thể Delta. Thông điệp từ WHO rất rõ ràng, đó là hãy tiêm bất kỳ loại vaccine nào có sẵn khi đến lượt bạn.
Cũng liên quan tới vaccine, trong ngày hôm qua đã có thêm 218.000 liều vaccine Pfizer về Việt Nam. Như vậy đến nay đã có 6 đợt vaccine Pfizer về nước ta với tổng số lượng gần 1,3 triệu liều. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Y tế đã đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh có báo cáo giải trình về việc mua máy thở với giá cao đột biến. Cụ thể, giá một loại máy thở trên cổng thông tin điện tử cổng khai y tế.mho.gov.vn là 960,5 triệu một máy, trong khi tại cùng thời điểm báo giá, cùng loại, cùng hãng, model máy thở trên, công ty cung cấp cho các đơn vị là 455 triệu một máy. Với mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8, Hà Nội sẽ xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng với 1,3 triệu mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR cho toàn bộ người dân trong vùng đỏ, tức là khu vực trong các xã, phường, nguy cơ rất cao và dự kiến 2 triệu mẫu test nhanh tại các khu vực đối tượng có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, việc xét nghiệm cho những người có triệu chứng ho, sốt qua khai báo y tế vẫn được thực hiện. Bộ Y tế nhận định tình hình kiểm soát dịch tại thành phố Hồ Chí Minh đang có chiều hướng chuyển biến tích cực. Trong hôm qua, thành phố có thêm gần 3.000 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số ca xuất viện đến nay là gần 61.000 người. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp. Nhóm bệnh nhân F0 đang điều trị diễn tiến nặng tăng, hiện hơn 1.500 trường hợp đang phải thở máy. Do đó, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9. Cũng liên quan đến kiểm soát dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định yêu cầu tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về, thời gian bắt đầu từ 12 giờ ngày 12 tháng 8. Để tạo thuận lợi cho người dân di chuyển, ngày hôm qua Bộ Công an đã triển khai phần mềm quản lý cư dân vùng dịch với tên miền http://sucque.dancucuocgia.gov.vn. Người dân đăng nhập vào địa chỉ này, thực hiện đăng ký khai báo y tế trên máy tính hoặc là điện thoại thông minh ngay tại nhà hoặc khi đi qua trạm kiểm soát dịch bệnh. Sau khi nhập đủ thông tin thì hệ thống sẽ cấp mã QR cho người khai báo. Người dân sử dụng mã QR này để quét thông tin tại chốt kiểm dịch. Và trong trường hợp công dân không có điện thoại thông minh để khai báo, cán bộ tại chốt kiểm dịch sẽ phát phiếu giấy khai báo y tế theo mẫu thông tin khai báo y tế. Với việc chuyển chiến lược sang tập trung cho công tác điều trị, thành phố Hồ Chí Minh ngày càng có thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và được xuất viện. Chỉ riêng bệnh viện dã chiến số 4 thì sau 1 tháng đi vào hoạt động đã tiếp nhận và điều trị cho trên 6.200 bệnh nhân và đến nay gần 4.000 người đã được xuất viện về nhà. Bệnh viện dã chiến số 4 thành phố Hồ Chí Minh đặt tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, quy mô 3.000 giường, đi vào hoạt động từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho trên 6.200 bệnh nhân COVID-19. Thời gian đầu, bệnh viện dã chiến số 4 chuyên tiếp nhận các ca bệnh mới mắc và không triệu chứng. Về sau, bệnh viện được chỉ định thu dung điều trị cả các bệnh nhân triệu chứng nhẹ và bệnh nặng. Công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân tại đây ghi nhận kết quả tích cực khi đến nay có gần 4.000 người khỏi bệnh và được xuất viện trở về nhà, trong đó có gần 700 bệnh nhi dưới 16 tuổi. Tiến tới trong giai đoạn hiện nay là chúng tôi giữ lại điều trị cả những bệnh nhân mức độ vừa và nặng. Hiện tại trong cái mô hình bệnh tật hay diễn tiến của bệnh thì hiện tại là cái tỷ lệ mà nhập viện trong mức độ nặng nó sẽ tăng lên. Tỷ lệ có thể là từ 5 có thể lên tới 7-8% là cái nhóm bệnh nặng. Hiện bệnh viện dã chiến số 4 đang tập trung theo dõi điều trị cho hơn 2.100 F0. Để đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nặng, bệnh viện đã thiết kế khu hồi sức cấp cứu với quy mô 105 giường, được lắp đặt đầy đủ các thiết bị hồi sức cấp cứu như máy tạo oxy, máy thở oxy dòng cao HFNC, máy X-quang. Chuyển sang diễn biến và công tác phòng chống dịch tại một số địa phương. Thưa quý vị, sau 13 ngày không có ca dương tính với COVID-19 ngoài cộng đồng thì đến ngày hôm nay 11 tháng 8, tỉnh Bình Phước đã ghi nhận thêm 13 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và đáng lưu ý là có đến 8 ca liên quan đến một doanh nghiệp ở thành phố Đồng Xoài và đây là chùm ca lây nhiễm ngoài cộng đồng do doanh nghiệp này không tuân thủ quy định 3 tại chỗ. Trong 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở thành phố Đồng Xoài phát hiện sáng ngày 11 tháng 8, thì có 6 ca là công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nguyên Bình, địa chỉ ở ấp 7 xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài. Nguồn lây nhiễm là do một lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh lên giao nhận hàng tại công ty, làm lây lan dịch. 2 ca còn lại cũng xuất phát từ ổ dịch này, là F1 của 2 công nhân mắc COVID-19 của công ty Nguyên Bình. Vấn đề đáng nói ở đây là công ty Nguyên Bình đã đăng ký thực hiện sản xuất theo phương châm 3 tại chỗ, tức là tất cả người trong công ty phải thực hiện nghiêm việc sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ. Thế nhưng việc có 2 ca dương tính là F1 của người nhà của 2 công nhân cho thấy công ty Nguyên Bình đã không thực hiện nghiêm. Thì báo cáo lên những cái là
là thần do chủ quan của mình nữa, thôi thì cách làm là cần thiết chặt chẽ lắm, cho nên là hơn chủ quan là công nhân là ở gần đây cả, ở rất ở sát bên công ty, thì cho nên là lãnh đạo thì cũng chủ quan, cũng để cho anh em buổi tối nó về đó. Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bình Phước cũng như của thành phố Đồng Xoài đã có những biện pháp cần thiết để truy vết, khoanh vùng, quyết liệt dập dịch. Công an thành phố Hà Nội cho biết từ 11 giờ ngày 10 tháng 8 đến 11 giờ ngày 11 tháng 8, lực lượng chức năng đã xử phạt 863 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, trong đó có 78 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 3 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh và 782 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách. Ngày 11 tháng 8, ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm 4 người vi phạm quy định về phòng dịch còn xúc phạm lực lượng thi hành công vụ xảy ra vào tối ngày 9 tháng 8 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam với số tiền hơn 50 triệu đồng vì các vi phạm không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Có lời nói, hành động dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ. Ngoài ra, Công an thành phố Vũng Tàu đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với một cá nhân vì có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Xác minh xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không sang tên đổi chủ đối với phương tiện này. Trước đó, vào ngày 10 tháng 8, đội cảnh sát giao thông thành phố Vũng Tàu đã tạm giữ một xe ô tô chở 4 người có hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Những người này không xuất trình được các giấy tờ tùy thân, không có giấy tờ chứng minh ra đường với lý do chính đáng. Một phụ nữ trong nhóm này liên tục to tiếng dùng những lời lẽ khiếm nhã, thô tục, thách thức, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Chiều ngày 11 tháng 8 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới Quảng Bình đã diễn ra lễ tiễn đợt 2 cho 50 thầy thuốc lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Đoàn công tác gồm 20 bác sĩ, 30 điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ sinh đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Theo sự phân công của Bộ Y tế, thì đoàn thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới sẽ nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 có quy mô 500 giường tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình mong rằng với năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp, các anh chị sẽ làm tốt công tác chống dịch. Gia đình và người thân ở quê nhà luôn được các cấp chính quyền quan tâm chăm sóc chu đáo. Các cán bộ y bác sĩ hãy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó, ngày 27 tháng 7, đoàn thầy thuốc tình nguyện viên của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới gồm 17 người của đợt 1 đã lên đường vào tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại thành phố Thủ Đức. Chiều ngày 11 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh biên giới trọng điểm khu vực phía Bắc và Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp trực tuyến để trao đổi trực tiếp về tình hình lưu thông xuất khẩu nông sản nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu do tác động của dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 7 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản Việt Trung đạt hơn 8,67 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt hơn 6,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, Trung Quốc cũng áp dụng các biện pháp phòng dịch, kiểm soát dịch COVID-19 đối với hàng hóa, phương tiện vận chuyển nông sản như trường hợp xảy ra ở Móng Cái, Lạng Sơn, làm giảm khả năng thông quan, xảy ra ùn tắc cục bộ phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu. Tại Hà Khẩu, Lào Cai, phía Trung Quốc cũng thông báo dừng nhập khẩu thanh long từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8 năm 2021. Việc nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật tại cửa khẩu cũng gây phát sinh chi phí lưu xe, kho bãi, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp nội địa. 8 cái mặt hàng nông sản sắp tới đàm phán với Trung Quốc để ký được nghị định thư, thì về phía Việt Nam đã chuẩn bị hết tất cả những cái yêu cầu do Trung Quốc đặt ra. Thế và cái đàm phán bước đầu đã có kết quả, chứ không phải chưa bước vào đàm phán. Tuy nhiên, như tôi đã nói, là ảnh hưởng với COVID-19, cho sắp tới sẽ đề nghị với phía Trung Quốc, cụ thể là với đại sứ quán, với tham tán thương mại ở đại sứ quán, chúng ta bàn nhằm khắc phục cái cách này như thế nào. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam.
để giảm tải hoạt động xuất khẩu tại tuyến cửa khẩu đường bộ. Bộ cũng đề nghị Tổng cục Hải quan hai nước hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo khâu kiểm dịch hàng nông sản tại ga đường sắt Đồng Đăng Bằng Tường và ga đường sắt Lào Cai Hà Khẩu, sớm đẩy nhanh quá trình tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành nông nghiệp gửi tới các tỉnh, thành phố. Trong 4 ngày nữa, nếu dịch bệnh không giảm thì Đà Nẵng sẽ thực hiện triệt để hơn nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà. Đây là thông tin được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khai mạc vào hôm nay theo hình thức trực tuyến. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu phải xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Trên tinh thần đó, thành phố có thể tạm đóng cửa nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Dự kiến nếu số ca dương tính không giảm sâu hoặc tiếp tục tăng, thì trong 7 ngày, kể từ ngày 16 tháng 8, người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Các cơ sở, nhà máy, công trường phải đảm bảo người lao động ở lại tại chỗ làm việc nếu muốn hoạt động. Đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng và hy vọng là không phải áp dụng. Nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chúng ta vẫn phải chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích để thực hiện. Và khi áp dụng sẽ có nhiều khó khăn thách thức, nhất là việc cung ứng đảm bảo lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân toàn thành phố. Và thành phố cũng đã có cái phương án về công tác này. Trong phiên họp sáng nay, kỳ họp cũng đã tiến hành báo cáo tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15, kết quả thực hiện chương trình giám sát, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và tiến hành công tác nhân sự. Ngày 12 tháng 8, tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận trong toàn tỉnh hơn 33.800 ca nhiễm COVID-19. UBND tỉnh đã có công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ xin phân bổ thêm 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Với năng lực hàng trăm đội tiêm chủng như hiện nay, dự kiến 1 triệu liều vaccine sẽ được tỉnh tiêm cho dân hoàn thành trong 10 ngày để sớm đưa Bình Dương đạt được miễn dịch cộng đồng, trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, theo kế hoạch mà Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh đã đề ra. Với quy mô dân số hơn 2,6 triệu người, Bình Dương cần tiến hành tiêm vaccine cho hơn 2 triệu người, trong đó ưu tiên cho các đối tượng theo nghị quyết của Chính phủ và lực lượng công nhân, người lao động để nối lại nhịp sản xuất, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu quốc tế. Tính đến nay, tỉnh Ninh Bình đã tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 3 cho gần 22.000 trường hợp, trong đó mũi 1 là trên 16,2 nghìn trường hợp và mũi 2 là trên 5,5 nghìn trường hợp. Theo kế hoạch tiêm chủng đợt 3, thì Bộ Y tế có quyết định phân bổ cho tỉnh Ninh Bình trên 35.000 liều vaccine. Ngành Y tế đã triển khai cho các đơn vị lập danh sách theo đối tượng ưu tiên gửi về Sở Y tế. Tùy vào số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Ninh Bình, Sở Y tế đã và đang căn cứ để tổ chức triển khai tiêm phòng theo thứ tự trong danh sách mà các đơn vị đã đăng ký. Thưa quý vị, với mô hình hợp tác chặt chẽ với địa phương để chuyển lương thực thực phẩm tới tận tay bà con khó khăn, group Facebook Hà Nội giúp nhau vượt qua mùa dịch đã được thành lập với hơn 30.000 thành viên. Câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh được giúp đỡ kịp thời càng khẳng định sự gắn kết trong cộng đồng, có sức mạnh vô cùng to lớn để cả nước cùng vượt qua đại dịch. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Đây là những nhu yếu phẩm thiết yếu được nhóm Facebook Hà Nội giúp nhau qua mùa dịch điều tiết xuống địa bàn phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội và sẽ được các hội đoàn thể gồm đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ phân bổ đến với các hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn phường. 100 suất quà với đầy đủ gạo, mì đã được trao tới những hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Hai vợ chồng con là chồng thì bị tâm thần, con là không có miễn mà chỉ được trợ cấp hàng tháng thôi. Còn em thì lại cũng bị mất việc làm, COVID chỗ làm thì nghỉ đóng cửa mất 3 tháng nay thì con gia đình cũng rất là khó khăn. Cũng nhờ đến chính quyền con là giúp đỡ cho hai vợ chồng. Trong cái thời điểm mà dịch bệnh nó kéo dài như này thì những tấm lòng hảo tâm đã cùng góp nhau chung tay xây dựng một cái hội nhóm đông người đã lớn mạnh như vậy thì mỗi người sẽ góp một chút công sức của mình để cùng nhau hỗ trợ chống dịch thì em thấy đây là một cái nhóm rất là hiệu quả mà nó gần như là phù hợp gọi là đúng với cái tình hình hiện nay. Những ngày giãn cách, các nhà hảo tâm đã tìm đến hỗ trợ bà con thông qua cách làm sáng tạo, linh hoạt trong mùa dịch.
Cụ thể, để hạn chế nhóm tình nguyện di chuyển, trực tiếp gặp gỡ, các hoạt động tiếp xúc gia tăng rủi ro, nhóm Hà Nội giúp nhau qua mùa dịch, kêu gọi nhà hảo tâm phối hợp chặt chẽ gửi tiền, gửi quà qua chính quyền, mặt trận Tổ quốc để hỗ trợ trao trực tiếp đến người dân gặp khó khăn. Nhóm sẽ cố gắng đóng cái vai trò là đơn vị điều phối, một cái hấp thông tin để tận dụng cái sự phổ biến của mạng xã hội của người dùng Internet ở Việt Nam. Bà con có thể vào cùng chia sẻ các thông tin về khó khăn của bản thân, cung cấp thông tin khó khăn của những người xung quanh mình, và đồng thời cũng hỗ trợ các cái nhà hảo tâm làm sao đảm bảo cái khớp được cái nhu cầu giữa nhà hảo tâm và các cái hoàn cảnh khó khăn, đồng hành phối hợp một cách chặt chẽ với chính quyền địa phương để làm sao đảm bảo làm sao mà không để sót, để lọt các hoàn cảnh. Chính quyền phường, ủy ban nhân dân phường làm tốt được công tác điều tiết các cái nguồn thiện nguyện, và tôi nghĩ là nó sẽ còn nhiều các cái chương trình thiện nguyện nữa, và qua nhiều các tổ chức chính trị xã hội của địa phương nữa, thì tất cả đều phải tập trung về phường để phường điều tiết, nhưng mà dưới danh nghĩa của nhiều đoàn thể. Thì tôi nghĩ thấy cái việc làm này rất kịp thời và rất cần thiết, và mong muốn rằng các tổ chức thiện nguyện này liên kết với nhau nhiều hơn nữa và sâu rộng khắp trên toàn thành phố hơn nữa, cũng như là lan tỏa khắp các vùng miền để những người thực sự có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ kịp thời nhất. Nhờ sự giúp sức của chính quyền địa phương, các suất nhu yếu phẩm của các nhà hảo tâm đã được chuyển đến tận tay cho bà con nghèo, cho các lao động tự do đang kẹt lại giữa thành phố. Đồng hành cùng mọi người dân để vượt qua đại dịch COVID-19 chính là mong muốn của những người thành lập ra nhóm Facebook Hà Nội giúp nhau vượt qua mùa dịch. Trong thời điểm đời sống của người dân có thu nhập thấp đang gặp khó khăn do dịch bệnh, những mạnh thường quân mong muốn sự hỗ trợ nhưng không đến được trực tiếp trao cho từng người, một nền tảng trực tuyến được nhóm chuyên gia của Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an cùng với các đơn vị đồng hành sáng tạo đã giúp kết nối và phân phối đồ cứu trợ cho người dân. Bằng cách gọi vào số điện thoại 1900-6448 hoặc truy cập vào trang web sosmap.net với vài thao tác đơn giản là những người cần cứu trợ và người đi cứu trợ có thể dễ dàng tìm thấy nhau, kết nối cho và nhận trong thời gian nhanh nhất. Sau khi xác minh xong thông tin cơ bản, bản đồ này sẽ hiện lên những địa điểm màu đỏ đang cần được cứu trợ, màu vàng là nơi cần cho, màu xanh là nơi đã cứu trợ. Phía mạnh thường quân cũng nhìn thấy các cái thông tin ủng hộ. Từ các cái thông tin đấy thì họ căn cứ rằng là với những cái mình đang có thì mình lên cho cái gì nó sẽ phù hợp với lại người cần. Còn đối với các cái đối tượng đồng bào mà gặp khó khăn thì cũng dễ dàng thao tác. Qua trang web này, nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã nhận được những nhu yếu phẩm cần thiết một cách nhanh nhất. Những phần cứu trợ này thực sự cần thiết cho người dân trong thời điểm khó khăn. Em rất là vui khi mà nhận được món quà của SOS Map. Rất là vui lắm luôn á. Tại vì mấy tuần nay là chưa có được ăn hộp cơm nào hết. Giờ nhận được những cái phần quà như thế này thì nó là hết rất là vui mừng. Dạ, em xin chân thành cảm ơn SOS Map để đã hỗ trợ khu vực của tụi em. Tại vì hiện tại thì rất là nhiều hộ dân đang cần. Ý tưởng kết nối cứu trợ đã được anh Lê Tuấn Can, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam nhen nhóm từ mùa lũ năm ngoái ở miền Trung. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 300 nhà hảo tâm có mong muốn hỗ trợ qua chương trình. Trên 1.600 hộ gia đình được nhận cứu trợ. Sau thành phố Hồ Chí Minh thì Hà Nội và một số tỉnh thành khác cũng sẽ được triển khai bản đồ kết nối này để giúp đỡ nhiều hơn những người khó khăn trong đại dịch. Không chỉ những cái vùng dịch ở phía Nam mà ở phía Bắc đã có những cái hoàn cảnh đã cần cứu trợ và đã đăng ký, và chúng tôi cũng đang liên hệ. Sau đó thì chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch để tuyển cái đội ngũ tình nguyện viên. Trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ban tổ chức của chiến dịch yêu thương mùa COVID mong muốn được nhân rộng hơn nữa. Trong khi bản đồ cứu trợ đang dần hoàn thiện và nhân rộng, thì các mạnh thường quân, tình nguyện viên muốn hỗ trợ nhanh nhất tới người dân sẽ có trên 70% người dân cô đảo được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 sau đợt tiêm lần này.
Để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng lần thứ tư tại Côn Đảo, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã huy động 12 bác sĩ, nhân viên y tế của Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp bổ sung cho huyện gần 5.000 liều vaccine hiệu AstraZeneca và một số trang thiết bị vật tư y tế vận chuyển bằng trực thăng ra Côn Đảo để tiến hành tiêm phòng COVID-19 mũi 2 cho khoảng 5.000 người dân. Mọi người cũng nhiệt tình đi tiêm để có sức bảo vệ sức khỏe. Nói chung là cũng mừng thôi, tại vì có nhiều nơi không có được tiêm nhưng mà Côn Đảo mình được tiêm thì tốt. Nói chung với vùng sâu vùng xa thì mọi điều kiện về đất liền là khó khăn, mà huyện đã tạo điều kiện cho người dân Côn Đảo được như vậy là đại diện cho dân Côn Đảo là cảm ơn huyện mình rất nhiều. Làm bà con Côn Đảo cũng rất mừng luôn đó. Trong chiều và tối ngày 11 tháng 8, Trung tâm Y tế Quân dân Y tổ chức tiêm cho 1.434 người. Dự kiến trong 3 ngày, huyện Côn Đảo sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho khoảng 5.000 người dân, hoàn thành theo tiến độ chung trong toàn tỉnh. Và sau ngày 15 tháng 8 thì lượng vaccine mũi 2 của huyện Côn Đảo đạt được trên 70% theo quy định của Bộ Y tế, thì huyện cũng sẽ từng bước đề xuất với tỉnh mở cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của huyện theo từng bước là trở lại, dần trở lại cái trạng thái bình thường mới. Như vậy, sau khi kết thúc đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 lần thứ tư, sẽ có 70% cán bộ chiến sĩ và người dân tại Côn Đảo được tiêm 2 liều vaccine, đủ điều kiện đạt miễn dịch cộng đồng theo quy định của ngành y tế. Từ đó, huyện Côn Đảo sẽ xây dựng phương án vừa phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị, an toàn trong tiêm chủng, an toàn trong phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách khi triển khai chiến dịch tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội đã liên tiếp ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó có ca ghi nhận sau khi đến điểm tiêm. Vậy nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong giai đoạn này như thế nào và chúng ta cần làm gì khi đến điểm tiêm vaccine phòng COVID-19? Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Mới đây, Hà Nội ra thông báo khẩn tìm người đến địa điểm tiêm chủng phòng COVID-19 tại trường Trung học cơ sở Trương Vương, quận Hoàn Kiếm vì có liên quan đến một ca F0 ghi nhận qua sàng lọc trong cộng đồng. Theo đó, 60 người đến điểm tiêm chiều 3 tháng 8 đã được yêu cầu cách ly tại nhà. Thì cũng rất mừng là toàn bộ cái số đó đã có kết quả âm tính. Đây cũng là một cái vấn đề mà cần phải nâng cao hơn nữa cái công tác đảm bảo an toàn trong cái khu vực tiêm chủng. Để đảm bảo phòng dịch, tránh nguy cơ lây nhiễm khi tiêm chủng, 7 điểm tiêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã phân bổ đối tượng theo giờ, đảm bảo đường đi một chiều tại điểm tiêm, có đánh dấu vị trí đứng ngồi, hạn chế việc tiếp xúc của từng người khi đến điểm tiêm, đặc biệt là luôn có cán bộ nhắc nhở. Tất cả những người đến tiêm nói chung và bản thân tôi nói riêng, khoảng cách giữ tối thiểu là từ 2 đến 3 mét. Trong khi xếp hàng tiêm thì không nói chuyện nhiều. Cái đảm bảo như này thì theo tôi thấy cũng rất là tốt, nhưng mà cũng không thể tránh được cái sự đông đúc, mặc dù là đã được phân chia giờ theo từng đơn vị một. Đấy, ví dụ như đơn vị của tôi là 9 giờ, đấy, thì là chúng tôi cũng đúng 9 giờ mới dám đến. Tuy nhiên, tại điểm tiêm trường tiểu học Thịnh Hào, quận Đống Đa, mặc dù được cán bộ y tế nhắc nhở liên tục, nhưng vẫn còn tình trạng không đảm bảo về khoảng cách. Cái việc giữ khoảng cách là rất quan trọng, nên là mỗi người dân thì cần phải ý thức được điều đó để không lây bệnh cho mình và lây truyền cho người khác. Cái điều cần thiết đây là chúng ta phải có cái sự sàng lọc, phân luồng ngay từ đầu liên quan đến chuyện là có đến từ vùng dịch tễ hay không, có đến từ cái khu vực phong tỏa hay không, có đến từ cái chỗ gọi là nguy cơ hay không. Sau đó là chúng ta đến vấn đề thứ hai là liên quan đến đảm bảo cái an toàn ở tại nơi tiêm, đảm bảo về vấn đề phân luồng, đảm bảo về vấn đề thực hiện tốt 5K và đảm bảo về vấn đề các cái nguyên tắc đã được Bộ Y tế đưa ra trong việc hướng dẫn điểm tiêm an toàn. Như vậy, việc nâng cao ý thức và thực hiện theo đúng quy định khi đi tiêm chủng của mỗi người sẽ chung tay góp sức đưa Việt Nam sớm đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tạo miễn dịch cộng đồng để ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2, đẩy lùi đại dịch. Vùng xanh, từ khóa mới được nhắc đến nhiều trong những ngày gần đây, thể hiện quyết tâm sớm đẩy lùi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư này. Xây dựng vùng xanh trong cuộc chiến chống COVID-19 đang là giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ sự an toàn ở những vùng chưa có dịch, giảm mức độ vùng đỏ thành vàng và tiến tới có nhiều khu vực an toàn. Phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình Thông tấn. Nhà số 9 là nhà ai? Nhà ông Tấn.
Nhà ông Tuấn, anh vào có việc gì? Tôi vào có chút việc. Nếu mà cần trao đổi cái gì thì có điện thoại, chứ còn bây giờ anh vào là không được. Hiện nay là cái khu này đang là cái khu an toàn, cho nên là không cho người lạ vào. Tại gần 400 tổ dân phố trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội, tất cả các trường hợp không phải người sinh sống tại đây cũng như không có lý do chính đáng đều bị từ chối qua chốt vào vùng xanh. Trừ những trường hợp cấp thiết và bất khả kháng như đưa người nhà đi cấp cứu. Thì tôi có 3 phương, một là gọi người quen ra, hai là mình sẽ quay đầu. Đấy, lấy lý do khác mình tự vào. Thì mình cũng không có cái gì, các bác làm cũng đúng thôi. Đưa bố hoặc mẹ đi bệnh viện. Đấy, trường hợp bất khả kháng như thế là phải cho người ta vào. Nhưng mà chúng tôi đều ghi lại vào cái sổ sách giấy tờ là hết, ngày giờ, họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ người ta cư trú. Lực lượng phụ trách tại các chốt bảo vệ vùng xanh, ngoài tổ COVID-19 cộng đồng, còn có sự tham gia của chính người dân. Từ cách làm sáng tạo của quận Hoàng Mai, các vùng xanh đã lan nhanh trên địa bàn thành phố. Tại khắp các khu vực an toàn trong nội đô và khu vực ngoại thành, người dân đều chủ động sáng tạo lập chốt cứng hoặc chốt mở, bảo đảm an toàn cho khu vực mình sinh sống. Đảm bảo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phải được thực hiện nghiêm nhất. Như các đồng chí chứng kiến là tất cả ra vào đều được kiểm soát. Do vậy, đến khi chúng tôi trong chỉ đạo cũng khuyến cáo là kể cả khi mà Hà Nội dịch đã được khống chế mà chúng ta không phải thực hiện chỉ thị 16 nữa, thì chúng tôi vẫn khuyến khích những điểm vùng xanh như thế này nếu có điều kiện. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những tấm biển bảo vệ vùng xanh cũng đã xuất hiện trên nhiều con hẻm, khu dân cư. Người dân sinh sống trong khu vực này sẽ được phun khử khuẩn, kiểm tra giấy tờ mỗi khi ra vào. Việc vận chuyển đồ được giao tới sẽ do các tình nguyện viên thực hiện sau khi đã phun khử khuẩn. Tất cả nhằm bảo vệ cho vùng an toàn giữa tâm dịch. Khu phố là vật bảo vệ nhiều hơn, mà cũng có chút bất tiện nhẹ, nhưng mà người dân cũng sẵn sàng đồng ý thôi. Nguyên tắc cái vùng đỏ là vùng đã có những ca mà chúng ta phong tỏa rất chặt, thì làm sao chúng ta không để những cái trường hợp đó ép không lây nhiễm đi ra bên ngoài. Nhưng mà cái vùng xanh là cái vùng mà chúng ta chưa có những cái ca bệnh, hoặc là thì chúng ta nguyên tắc là chúng ta không để lọt nó vào trong. Thực tế cho thấy bảo vệ vùng xanh điều quan trọng nhất chính là sự đồng lòng, tự nguyện của người dân trong khu vực. Dù không phải địa bàn có dịch nhưng người dân vẫn chấp nhận thiệt thòi, bất tiện trong sinh hoạt để tuân thủ nghiêm việc giãn cách như trong khu phong tỏa. Liều vaccine cộng đồng hình thành ở mỗi vùng xanh là minh chứng rõ nhất cho mọi nỗ lực, sáng tạo và tinh thần vào cuộc của người dân với mong ước sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Ngày 12 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ một lô thuốc tân dược hỗ trợ điều trị COVID-19 tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ lô hàng không có hóa đơn chứng từ mua bán, nghi nhập lậu từ Trung Quốc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tại thời điểm kiểm tra căn nhà nằm trong hẻm đường An Dương Vương, quận Bình Tân, lực lượng trinh sát đội 6 phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đội 3 cục quản lý thị trường thành phố đã phát hiện 2.800 hộp thuốc tân dược có dấu hiệu nhập lậu. Toàn bộ số thuốc tân dược này có tên là Liên Hoa Thanh Ôn, bao bì toàn chữ Trung Quốc. Theo quản lý thị trường, chủ lô hàng khai mua từ một người phụ nữ ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với giá 78.000 đồng một hộp, sau đó đem về bán cho khu vực sinh sống, giao bán trên mạng kiếm lời. Theo đăng truyền trên mạng, số thuốc này có thể chữa trị các bệnh như ho, sốt, đau họng. Một số thông tin còn đăng tải thuốc có thể điều trị bệnh COVID-19. Toàn bộ số lô hàng đều không có hóa đơn chứng từ mua bán. Hiện số hàng này đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với sự bùng phát và lây lan của virus SARS-CoV-2 trên địa bàn cả nước, cũng như tỉnh Bắc Giang, thì tỉnh này cũng phải đối phó với một loại virus nguy hiểm không kém, đó chính là những thông tin thất thiệt, sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của các cấp các ngành. Để ngăn chặn xử lý những hành vi này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo lực lượng chức năng phải tăng cường phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Điều này cũng góp phần quan trọng để thức tỉnh sớm và sớm kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 và dần đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Hôm nay tôi vào đến đầu chốt xã Tân Liễu thì bị bắt và đòi thu xe, xin mãi mới được tha, trong khi tôi có đầy đủ giấy tờ đi đường hợp pháp. Yên Dũng bị phong tỏa không được phép tiếp tế từ chính quyền. Những dòng trạng thái này sau khi đăng tải trên Facebook đã nhận được rất nhiều lượt bình luận chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên đây lại là những thông tin hoàn toàn sai sự thật của một số cá nhân tại huyện Yên Dũng. Hay như trên tài khoản Facebook Thu Ngô và tài khoản Zalo có tên người di cư của một cá nhân tại huyện Lạng Giang đã vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, cho rằng đã ăn chặn tiền của người đang thực hiện cách ly. Những cái thông tin mà sai sự thật
thì sẽ gây ảnh hưởng, rất ảnh hưởng đến cái việc của chỉ đạo điều hành. Đơn cử ngay như một số ví dụ như là một cái trường hợp mà họ đăng tải một cái thông tin là có F0 xuất hiện ở cái địa bàn nào thôi. Vậy như vậy thì đã ảnh hưởng ngay lập tức đến cái chính quyền địa phương. Đấy, rồi thì những cái lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch. Qua theo dõi xác minh các tài khoản Facebook, Zalo thời gian qua, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 29 cá nhân có hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin bịa đặt sai sự thật về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 160 triệu đồng. Chỉ trong 2 tháng 5 và 6 năm 2021, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã phát hiện tới gần 100 trường hợp đăng tin sai lệch về dịch COVID-19 và công tác phòng chống dịch của chính quyền địa phương. Qua đó tham mưu cho chính quyền các cấp xử phạt 22 trường hợp với tổng số tiền 117 triệu đồng. Tôi cảm thấy hành vi của mình là sai với pháp luật. Qua sự việc này tôi cũng hứa là tôi cũng không vi phạm. Trước tình hình như vậy thì lực lượng công an chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Và chúng tôi tập trung công tác tuyên truyền, công tác hướng dẫn nhân dân thấy được cái thủ đoạn, cái hành vi vi phạm pháp luật để nhân dân biết và phòng ngừa. Thực hiện sự chỉ đạo của Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Yên Dũng cũng đã chỉ đạo đội an ninh công an các xã, thị trấn vào cuộc quyết liệt để xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về phòng chống dịch COVID-19 trên Zalo, Facebook. Lực lượng chức năng đã đấu tranh phản bác gỡ bỏ thông tin xấu trên không gian mạng với gần 30.000 lượt báo xấu của các tài khoản, phối hợp xác minh và xử phạt 10 trường hợp vi phạm. Đội an ninh đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ tập trung làm tốt công tác nắm tình hình và phối hợp với các đơn vị chức năng như phòng chuyên đề công an tỉnh, công lực lượng công an xã thị trấn và chủ động phát hiện đối tượng có những hành vi đăng tải thông tin sai thật trên mạng xã hội. Việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp cung cấp thông tin sai lệch, tin giả của lực lượng chức năng trong thời gian vừa qua đã góp phần bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng, ổn định tư tưởng của cán bộ, nhân dân, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc trong phòng chống dịch, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đối với người mà sử dụng điện thoại thông minh và các người dân thì trước hết là phải nâng cao cái nhận thức và đồng thời và phải biết chắt lọc cái thông tin và thông tin nào đó là cái thông tin đúng sự thật, thông tin tốt và cái việc thứ hai là cái nhận thức về việc đăng tải lên những cái trường hợp nào đã được kiểm chứng thì đăng tải lên. Dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh phía Nam. Nhưng virus xấu độc trên không gian mạng sẽ làm ảnh hưởng lớn tới công tác phòng chống dịch của chính quyền các cấp. Chính vì vậy, người dân cần tỉnh táo, cân nhắc trước những nội dung thông tin trước khi đăng tải. Thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, tối qua ngày 11 tháng 8, ngay sau phiên họp chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cùng tổ công tác đặc biệt của chính phủ đã họp trực tuyến với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch hiện nay. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đã có những dấu hiệu tích cực ban đầu. Số ca mắc mới đang đi ngang, hệ số lây nhiễm hiện khoảng 0,78%, trong khi đầu tháng 5 là từ 3 đến 3,5%, đầu tháng 7 là từ 1,7 đến 2%, đầu tháng 8 khoảng 1,2%. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và tổ công tác đặc biệt của chính phủ ghi nhận những điều chỉnh trong phòng chống dịch của toàn thành phố trong những ngày gần đây. Trong đó đã chủ động lớn đến việc củng cố mở rộng vùng xanh, vùng sáng tạo, tăng cường năng lực điều trị tầng 2, tầng 3. Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố phải khắc phục tình trạng vẫn có bệnh nhân cần đến viện điều trị nhưng không có chỗ, từ đó giảm tỷ lệ tử vong. Đánh giá cao việc thành phố đưa được nhiều gói an sinh xã hội đến cho người dân, Phó Thủ tướng lưu ý phải hỗ trợ cho tất cả những người gặp khó khăn trên địa bàn. Đối với lực lượng giao hàng, ngoài quản lý bằng mã QR cần có dấu hiệu dễ nhận diện bằng mắt thường, lập các điểm giao hàng trung chuyển ở cấp quận, huyện, shipper đi xe hai bánh di chuyển trong quận, từng khu vực hẹp, còn giữa các quận, huyện thì phải chuyển bằng xe tải. Trong lúc đợi hướng dẫn chung, thành phố cần có hỗ trợ về tín dụng cho lượng lớn shipper đang vay nợ ngân hàng để mua phương tiện hành nghề. Trên tinh thần ưu tiên vaccine, thành phố cần chuẩn bị cho tình huống sau khi đã tiêm đủ vaccine cho người dân, để bên trong thực hiện nới lỏng dần các hoạt động sản xuất kinh doanh theo trạng thái bình thường mới, như các nước phát triển đã tiêm vaccine đạt được miễn dịch cộng đồng, bên ngoài là vành đai an toàn, kiểm soát chặt người ra vào. Tiếp tục phát huy sức mạnh tối đa mọi nguồn lực và kêu gọi huy động sức dân, chăm lo cho người dân và phải bảo toàn lực lượng tuyến đầu, tính mạng của người dân là một trong những nội dung trọng tâm
trong kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 11 tháng 8 nhằm đánh giá việc thực hiện chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, yêu cầu và nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra đối với các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở giai đoạn từ nay và tiếp theo là tiếp tục phát huy sức mạnh tối đa mọi nguồn lực, kêu gọi huy động sức dân để chăm lo cho dân và phải bảo toàn lực lượng tuyến đầu, tính mạng của người dân, đồng thời nâng cao công tác điều trị COVID-19, hạn chế thấp nhất các ca tử vong, bảo vệ vững chắc các vùng xanh và thu hẹp dần vùng đỏ, thiết lập an toàn trong các khu dân cư, khu phố, tổ dân phố, ấp. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tăng cường công tác điều trị tích cực các ca F0 bệnh nặng, đồng bộ thống nhất quy trình điều trị F0 không triệu chứng. Cùng với đó, bảo đảm kế hoạch tiêm vaccine an toàn đúng quy trình, bảo đảm gói an sinh xã hội trao tận tay đến từng nhà, đến đúng đối tượng được thụ hưởng, tránh bỏ sót hoặc chậm chăm lo. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu đưa 81 xã phường về vùng an toàn vào ngày 25 tháng 8 với mục tiêu giữ vững thế trận phòng chống dịch, triển khai các giải pháp quyết liệt cụ thể hơn để sớm đưa toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất phân kỳ 2 ra hai đoạn là theo đó, giai đoạn 1 từ nay cho đến ngày 15 tháng 8 giữ vững vùng an toàn đối với 23 xã phường thị trấn, từ đó nâng lên 60 trên 82 xã phường là vùng an toàn vào ngày 15 tháng 8. Giai đoạn 2 từ 15 tháng 8 đến 25 tháng 8, phấn đấu toàn tỉnh có 81 trên tổng số 82 xã phường là vùng an toàn. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành, mặt trận, đoàn thể, người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương từ tỉnh đến cơ sở, địa bàn khu phố, thôn, ấp tập trung triển khai quyết liệt, triệt để, hiệu quả 4 lớp phòng chống dịch, siết chặt thực hiện giãn cách, giữ vững mở rộng vùng an toàn, chuyển hóa nhanh các vùng có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao thành vùng an toàn. Thưa quý vị, tính đến đầu tháng 8 thì tại huyện Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh, mà số người ở trong độ tuổi từ 18 trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 đã đạt trên 80%. Đây cũng là huyện duy nhất của cả nước đạt tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 cao. Bình Liêu đang là điểm sáng trong công tác tiêm phòng vaccine và hướng tới mục tiêu miễn dịch trong cộng đồng. Huyện Bình Liêu có trên 31.000 dân, trong đó có đến 96% là đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là địa phương duy nhất của Quảng Ninh triển khai việc tiêm phòng vaccine COVID-19 tới người dân ở tất cả các đơn vị hành chính cấp xã. Đã họp ban chỉ đạo để chỉ đạo và phối hợp với đoàn 155 để thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động và tổ chức xuống tận hộ gia đình và xuống thôn bản để tuyên truyền cho từng hộ gia đình một. Và cho đến hôm nay thì bà con đến tiêm rất là đông đủ, phấn khởi. Ngày 13 tháng 7, huyện Bình Liêu bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 5 cho những người đang công tác, làm việc và sinh sống tại các xã, thị trấn vùng biên giới. Theo ghi nhận, tỷ lệ người dân đến tiêm tại các điểm đạt cao, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch. Bây giờ thì mình ở biên giới, thế được tiêm vaccine miễn phí thì mình thấy rất là yên tâm, rất là cảm ơn nhà nước, cảm ơn Đảng. Để đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng, Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu đã thành lập 8 điểm tiêm chủng, đồng thời thành lập 18 đội tiêm, bố trí một nhóm cấp cứu gồm 3 người tại mỗi điểm tiêm. Kiến thức thì chúng tôi đã trang bị đầy đủ. Thứ hai là chúng tôi có mang theo những cái trang thiết bị cũng như là thuốc thiết yếu cho cái quá trình tiêm chủng cũng như là cấp cứu sau tiêm. Tính đến hết tháng 7, tổng số người được tiêm phòng trên địa bàn toàn huyện Bình Liêu là hơn 16.800 người. Một số địa phương khác trong tỉnh như Hải Hà, thành phố Móng Cái cũng được ưu tiên tiêm vaccine. Trong đó, thành phố Móng Cái đã hoàn thành việc tiêm vaccine Sinopharm cho gần 30.000 cư dân các xã, phường biên giới. Cái mục tiêu cao nhất của cái đợt tiêm phòng diện rộng lần này đó là tạo ra cái miễn dịch cộng đồng diện rộng trên toàn bộ nhân dân trên địa bàn thành phố Móng Cái, và trên cơ sở đó thì đảm bảo hướng tới mục tiêu là an toàn về sức khỏe của cộng đồng, sức khỏe của nhân dân. Tính đến thời điểm này, Quảng Ninh đã tiến hành tiêm được gần 88.000 liều vaccine phòng COVID-19 loại Sinopharm cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp của Trung Quốc và các cư dân biên giới. Theo Sở Y tế Quảng Ninh, số người được tiêm có phản ứng thông thường là 0,22%, số phản ứng nặng là 0,04%. Theo kế hoạch, mũi 2 vaccine Sinopharm dự kiến sẽ được bắt đầu tiêm từ ngày 4 tháng 8 và kết thúc vào ngày 31 tháng 8.
Liên quan đến vụ việc người nhà của bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Phú Yên đăng tải trên Facebook phản ánh một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên làm dịch vụ mai táng với giá cao. Tối ngày 11 tháng 8, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo làm rõ thông tin này. Trước đó, chiều tối ngày 10 tháng 8, một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết cho biết em dâu người này nhiễm COVID-19 vừa qua đời. Người chồng cũng đang điều trị vì là F0. Khi người nhà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để nhận thi thể thì có đề xuất với một bác sĩ là mua quan tài. Nhưng bác sĩ tại bệnh viện này đưa ra giá cao hơn nhiều so với giá mua ngoài thị trường. Gia đình người có tử vong đã mua quan tài bên ngoài vào bệnh viện nhưng bị bác sĩ ở đây làm khó dễ. Ban đầu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên khẳng định bệnh viện này không có dịch vụ mai táng bệnh nhân COVID-19. Vụ việc đang cần tiếp tục được điều tra làm rõ. Thời gian qua, dịch COVID-19 bùng phát khiến chất lượng rác thải y tế tại Bình Dương tăng đột biến. Để đảm bảo việc thu gom và xử lý triệt để, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế phát sinh do dịch. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 21 cơ sở điều trị bao gồm 5 bệnh viện dã chiến, 143 cơ sở cách ly y tế tập trung và 1.601 điểm khu vực phong tỏa. Tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, tỉnh Bình Dương có hơn 30.000 ca mắc COVID-19. Theo thống kê từ Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Dương, hiện nay tổng khối lượng chất thải phát sinh trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trung bình khoảng 40 đến 70 tấn một ngày. Toàn bộ chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 được thu gom xử lý bằng phương pháp thiêu đốt trong lò đốt chất thải y tế, lò đốt chất thải nguy hại theo đúng quy định. Hiện tại thời điểm này là có nhiều khu cách ly, nhiều bệnh viện dã chiến nó tăng lên. Thì mỗi ngày khoảng 20 tấn, hơn 20 tấn. Thì nó cũng chưa quá công sức của công ty. Của công ty đó có khả năng đốt rác nguy hại. Y tế là một tụ ghép vào cái rác nguy hại đặc biệt. Thì cả 100 tấn ngày này. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh anh em làm việc từ trước tới giờ thì còn lớn là cũng tự động quá. Chỉ có cái khâu quan trọng nhất là khâu đi thu gom thôi. Cái vận chuyển là lo nhất khoảng đó. Chứ khi về tới nhà máy thì tất cả đều tự động hết. Khi xe nó ben xuống, rồi khử trùng cũng tự động. Rồi các cái khâu mà đưa vào lò đốt cũng hoàn toàn tự động. Ngoài công ty cổ phần nước môi trường Bình Dương đang thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trong phòng chống dịch COVID-19 thì Bình Dương còn có 5 đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép có chức năng xử lý chất thải nguy hại và chất thải y tế. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị có sự chuẩn bị và sẵn sàng công tác xử lý rác thải trong tình trạng kịch bản dịch bệnh COVID-19. Trong những tháng tới đây, khi số lượng vaccine về nhiều hơn, năng lực tiêm vaccine cả nước có thể đạt tối đa 2 triệu mũi một ngày. Đây là thông báo của đại diện Bộ Y tế tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 ngày hôm qua. Cũng theo đại diện Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã tiêm được 11,4 triệu liều vaccine trong tổng số 18 triệu liều nhận được. Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam cho biết, 7 loại vaccine phòng COVID-19 được WHO phê duyệt là Pfizer-BioNTech, AstraZeneca của Oxford, AstraZeneca của Viện Huyết Thanh Ấn Độ, Janssen, Moderna, Sinopharm và Sinovac có hiệu quả tốt đối với biến thể Delta. Thông điệp từ WHO rất rõ ràng, đó là hãy tiêm bất kỳ loại vaccine nào có sẵn khi đến lượt bạn. Cũng liên quan tới vaccine, trong ngày hôm qua đã có thêm 218.000 liều vaccine Pfizer về Việt Nam. Như vậy đến nay đã có 6 đợt vaccine Pfizer về nước ta với tổng số lượng gần 1,3 triệu liều. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Y tế đã đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh có báo cáo giải trình về việc mua máy thở với giá cao đột biến. Cụ thể, giá một loại máy thở trên cổng thông tin điện tử cổng khai y tế.mho.gov.vn là 960,5 triệu một máy, trong khi tại cùng thời điểm báo giá, cùng loại, cùng hãng, model máy thở trên, công ty cung cấp cho các đơn vị là 455 triệu một máy. Với mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8, Hà Nội sẽ xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng với 1,3 triệu mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR cho toàn bộ người dân trong vùng đỏ, tức là khu vực trong các xã, phường, nguy cơ rất cao và dự kiến 2 triệu mẫu test nhanh tại các khu vực đối tượng có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, việc xét nghiệm cho những người có triệu chứng ho, sốt qua khai báo y tế vẫn được thực hiện.
Bộ Y tế nhận định tình hình kiểm soát dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có chiều hướng chuyển biến tích cực. Trong hôm qua, thành phố có thêm gần 3.000 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số ca xuất viện đến nay là gần 61.000 người. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp. Nhóm bệnh nhân F0 đang điều trị diễn tiến nặng tăng, hiện hơn 1.500 trường hợp đang phải thở máy. Do đó, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9. Cũng liên quan đến kiểm soát dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định yêu cầu tạm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về, thời gian bắt đầu từ 12 giờ ngày 12 tháng 8. Để tạo thuận lợi cho người dân di chuyển, ngày hôm qua Bộ Công an đã triển khai phần mềm quản lý cư dân vùng dịch với tên miền http://sucque.dancucuocgia.gov.vn. Người dân đăng nhập vào địa chỉ này, thực hiện đăng ký khai báo y tế trên máy tính hoặc là điện thoại thông minh ngay tại nhà hoặc khi đi qua trạm kiểm soát dịch bệnh. Sau khi nhập đủ thông tin thì hệ thống sẽ cấp mã QR cho người khai báo. Người dân sử dụng mã QR này để quét thông tin tại chốt kiểm dịch. Và trong trường hợp công dân không có điện thoại thông minh để khai báo, cán bộ tại chốt kiểm dịch sẽ phát phiếu giấy khai báo y tế theo mẫu thông tin khai báo y tế. Với việc chuyển chiến lược sang tập trung cho công tác điều trị, Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng có thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và được xuất viện. Chỉ riêng bệnh viện dã chiến số 4 thì sau 1 tháng đi vào hoạt động đã tiếp nhận và điều trị cho trên 6.200 bệnh nhân và đến nay gần 4.000 người đã được xuất viện về nhà. Bệnh viện dã chiến số 4 Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, quy mô 3.000 giường, đi vào hoạt động từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho trên 6.200 bệnh nhân COVID-19. Thời gian đầu, Bệnh viện dã chiến số 4 chuyên tiếp nhận các ca bệnh mới mắc và không triệu chứng. Về sau, bệnh viện được chỉ định thu dung điều trị cả các bệnh nhân triệu chứng nhẹ và bệnh nặng. Công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân tại đây ghi nhận kết quả tích cực khi đến nay có gần 4.000 người khỏi bệnh và được xuất viện trở về nhà, trong đó có gần 700 bệnh nhi dưới 16 tuổi. Tiến tới trong giai đoạn hiện nay là chúng tôi giữ lại điều trị cả những bệnh nhân mức độ vừa và nặng. Hiện tại trong cái mô hình bệnh tật hay diễn tiến của bệnh thì hiện tại là cái tỷ lệ mà nhập viện trong mức độ nặng nó sẽ tăng lên. Tỷ lệ có thể là từ 5 có thể lên tới 7-8% là cái nhóm bệnh nặng. Hiện bệnh viện dã chiến số 4 đang tập trung theo dõi điều trị cho hơn 2.100 F0. Để đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nặng, bệnh viện đã thiết kế khu hồi sức cấp cứu với quy mô 105 giường, được lắp đặt đầy đủ các thiết bị hồi sức cấp cứu như máy tạo oxy, máy thở oxy dòng cao HFNC, máy X-quang. Chuyển sang diễn biến và công tác phòng chống dịch tại một số địa phương. Thưa quý vị, sau 13 ngày không có ca dương tính với COVID-19 ngoài cộng đồng thì đến ngày hôm nay 11 tháng 8, tỉnh Bình Phước đã ghi nhận thêm 13 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và đáng lưu ý là có đến 8 ca liên quan đến một doanh nghiệp ở thành phố Đồng Xoài và đây là chùm ca lây nhiễm ngoài cộng đồng do doanh nghiệp này không tuân thủ quy định 3 tại chỗ. Trong 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở thành phố Đồng Xoài phát hiện sáng ngày 11 tháng 8, thì có 6 ca là công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nguyên Bình, địa chỉ ở ấp 7 xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài. Nguồn lây nhiễm là do một lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh lên giao nhận hàng tại công ty, làm lây lan dịch. 2 ca còn lại cũng xuất phát từ ổ dịch này, là F1 của 2 công nhân mắc COVID-19 của công ty Nguyên Bình. Vấn đề đáng nói ở đây là công ty Nguyên Bình đã đăng ký thực hiện sản xuất theo phương châm 3 tại chỗ, tức là tất cả người trong công ty phải thực hiện nghiêm việc sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ. Thế nhưng việc có 2 ca dương tính là F1 của người nhà của 2 công nhân cho thấy công ty Nguyên Bình đã không thực hiện nghiêm. Thì có cái lên như là thành do chủ quán mình đã đưa thực hiện cách làm nên là cũng biết chặt chẽ lắm, cho nên là hơn chủ quán là công nhân là ở gần đấy cả, ở rất ở sát bên công ty, thế cho nên là ngày nào thì cũng chủ quán cũng để cho anh em buổi tối nó về đó. Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bình Phước cũng như của thành phố Đồng Xoài đã có những biện pháp cần thiết để truy vết, khoanh vùng, quyết liệt dập dịch. Công an thành phố Hà Nội cho biết từ 11 giờ ngày 10 tháng 8 đến 11 giờ ngày 11 tháng 8, lực lượng chức năng đã xử phạt 863 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, trong đó có 78 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 3 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh và 782 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách.
Ngày 11 tháng 8, ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm 4 người vi phạm quy định về phòng dịch còn xúc phạm lực lượng thi hành công vụ xảy ra vào tối ngày 9 tháng 8 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam với số tiền hơn 50 triệu đồng vì các vi phạm không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Có lời nói, hành động dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ. Ngoài ra, Công an thành phố Vũng Tàu đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với một cá nhân vì có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Xác minh xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không sang tên đổi chủ đối với phương tiện này. Trước đó, vào ngày 10 tháng 8, đội cảnh sát giao thông thành phố Vũng Tàu đã tạm giữ một xe ô tô chở 4 người có hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Những người này không xuất trình được các giấy tờ tùy thân, không có giấy tờ chứng minh ra đường với lý do chính đáng. Một phụ nữ trong nhóm này liên tục to tiếng dùng những lời lẽ khiếm nhã, thô tục, thách thức, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Chiều ngày 11 tháng 8 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới Quảng Bình đã diễn ra lễ tiễn đợt 2 cho 50 thầy thuốc lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Đoàn công tác gồm 20 bác sĩ, 30 điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ sinh đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Theo sự phân công của Bộ Y tế, thì đoàn thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới sẽ nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 có quy mô 500 giường tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình mong rằng với năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp, các anh chị sẽ làm tốt công tác chống dịch. Gia đình và người thân ở quê nhà luôn được các cấp chính quyền quan tâm chăm sóc chu đáo. Các cán bộ y bác sĩ hãy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó, ngày 27 tháng 7, đoàn thầy thuốc tình nguyện viên của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới gồm 17 người của đợt 1 đã lên đường vào tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại thành phố Thủ Đức. Chiều ngày 11 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới trọng điểm khu vực phía Bắc và Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp trực tuyến để trao đổi trực tiếp về tình hình lưu thông xuất khẩu nông sản nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu do tác động của dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 7 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản Việt Trung đạt hơn 8,67 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt hơn 6,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, Trung Quốc cũng áp dụng các biện pháp phòng dịch, kiểm soát dịch COVID-19 đối với hàng hóa, phương tiện vận chuyển nông sản như trường hợp xảy ra ở Móng Cái, Lạng Sơn, làm giảm khả năng thông quan, xảy ra ùn tắc cục bộ phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu. Tại Hà Khẩu, Lào Cai, phía Trung Quốc cũng thông báo dừng nhập khẩu thanh long từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8 năm 2021. Việc nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật tại cửa khẩu cũng gây phát sinh chi phí lưu xe, kho bãi, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp nội địa. 8 cái mặt hàng nông sản sắp tới đàm phán với Trung Quốc để ký được nghị định thư, thì về phía Việt Nam đã chuẩn bị hết tất cả những cái yêu cầu do Trung Quốc đặt ra. Thế và cái đàm phán bước đầu đã có kết quả, chứ không phải chưa bước vào đàm phán. Tuy nhiên, như tôi đã nói, là ảnh hưởng với COVID-19, cho sắp tới sẽ đề nghị với phía Trung Quốc, cụ thể là với đại sứ quán, với tham tán thương mại ở đại sứ quán, chúng ta bàn nhằm khắc phục cái cách này như thế nào. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Để giảm tải hoạt động xuất khẩu tại tuyến cửa khẩu đường bộ, Bộ cũng đề nghị Tổng cục Hải quan hai nước hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo khâu kiểm dịch hàng nông sản tại ga đường sắt Đồng Đăng Bằng Tường và ga đường sắt Lào Cai Hà Khẩu, sớm đẩy nhanh quá trình tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành nông nghiệp gửi tới các tỉnh, thành phố. Trong 4 ngày nữa, nếu dịch bệnh không giảm thì Đà Nẵng sẽ thực hiện triệt để hơn nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà. Đây là thông tin được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khai mạc vào hôm nay theo hình thức trực tuyến. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu phải xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Trên tinh thần đó, thành phố có thể tạm đóng cửa nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Dự kiến nếu số ca dương tính không giảm sâu hoặc tiếp tục tăng, thì trong 7 ngày, kể từ ngày 16 tháng 8, người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Các cơ sở, nhà máy, công trường phải đảm bảo người lao động ở lại tại chỗ làm việc nếu muốn hoạt động. Đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng và hy vọng
là không phải áp dụng. Nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chúng ta vẫn phải chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích để thực hiện. Và khi áp dụng sẽ có nhiều khó khăn thách thức, nhất là việc cung ứng đảm bảo lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân toàn thành phố. Và thành phố cũng đã có cái phương án về công tác này. Trong phiên họp sáng nay, kỳ họp cũng đã tiến hành báo cáo tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15, kết quả thực hiện chương trình giám sát, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và tiến hành công tác nhân sự. Ngày 12 tháng 8, tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận trong toàn tỉnh hơn 33.800 ca nhiễm COVID-19. UBND tỉnh đã có công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ xin phân bổ thêm 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Với năng lực hàng trăm đội tiêm chủng như hiện nay, dự kiến 1 triệu liều vaccine sẽ được tỉnh tiêm cho dân hoàn thành trong 10 ngày để sớm đưa Bình Dương đạt được miễn dịch cộng đồng, trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, theo kế hoạch mà Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã đề ra. Với quy mô dân số hơn 2,6 triệu người, Bình Dương cần tiến hành tiêm vaccine cho hơn 2 triệu người, trong đó ưu tiên cho các đối tượng theo nghị quyết của Chính phủ và lực lượng công nhân, người lao động để nối lại nhịp sản xuất, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu quốc tế. Tính đến nay, tỉnh Ninh Bình đã tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 3 cho gần 22.000 trường hợp, trong đó mũi 1 là trên 16,2 nghìn trường hợp và mũi 2 là trên 5,5 nghìn trường hợp. Theo kế hoạch tiêm chủng đợt 3, thì Bộ Y tế có quyết định phân bổ cho tỉnh Ninh Bình trên 35.000 liều vaccine. Ngành Y tế đã triển khai cho các đơn vị lập danh sách theo đối tượng ưu tiên gửi về Sở Y tế. Tùy vào số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Ninh Bình, Sở Y tế đã và đang căn cứ để tổ chức triển khai tiêm phòng theo thứ tự trong danh sách mà các đơn vị đã đăng ký. Thưa quý vị, với mô hình hợp tác chặt chẽ với địa phương để chuyển lương thực thực phẩm tới tận tay bà con khó khăn, group Facebook Hà Nội giúp nhau vượt qua mùa dịch đã được thành lập với hơn 30.000 thành viên. Câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh được giúp đỡ kịp thời càng khẳng định sự gắn kết trong cộng đồng, có sức mạnh vô cùng to lớn để cả nước cùng vượt qua đại dịch. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Đây là những nhu yếu phẩm thiết yếu được nhóm Facebook Hà Nội giúp nhau qua mùa dịch điều tiết xuống địa bàn phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội và sẽ được các hội đoàn thể gồm đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ phân bổ đến với các hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn phường. 100 suất quà với đầy đủ gạo, mì đã được trao tới những hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Hai vợ chồng con là chồng thì bị tâm thần, con là không có miễn mà chỉ được trợ cấp hàng tháng thôi. Còn em thì lại cũng bị mất việc làm, COVID chỗ làm thì nghỉ đóng cửa mất 3 tháng nay thì con gia đình cũng rất là khó khăn. Cũng nhờ đến chính quyền con là giúp đỡ cho hai vợ chồng. Trong cái thời điểm mà dịch bệnh nó kéo dài như này thì những tấm lòng hảo tâm đã cùng góp nhau chung tay xây dựng một cái hội nhóm đông người đã lớn mạnh như vậy thì mỗi người sẽ góp một chút công sức của mình để cùng nhau hỗ trợ chống dịch thì em thấy đây là một cái nhóm rất là hiệu quả mà nó gần như là phù hợp gọi là đúng với cái tình hình hiện nay. Những ngày giãn cách, các nhà hảo tâm đã tìm đến hỗ trợ bà con thông qua cách làm sáng tạo, linh hoạt trong mùa dịch. Cụ thể, để hạn chế nhóm tình nguyện di chuyển, trực tiếp gặp gỡ, các hoạt động tiếp xúc gia tăng rủi ro, nhóm Hà Nội giúp nhau qua mùa dịch, kêu gọi nhà hảo tâm phối hợp chặt chẽ gửi tiền, gửi quà qua chính quyền, mặt trận tổ quốc để hỗ trợ trao trực tiếp đến người dân gặp khó khăn. Nhóm sẽ cố gắng đóng cái vai trò là đơn vị điều phối, một cái hấp thông tin để tận dụng cái sự phổ biến của mạng xã hội của người dùng Internet ở Việt Nam. Bà con có thể vào cùng chia sẻ các thông tin về khó khăn của bản thân, cung cấp thông tin khó khăn của những người xung quanh mình và đồng thời cũng hỗ trợ các cái nhà hảo tâm làm sao đảm bảo cái khớp được cái nhu cầu giữa nhà hảo tâm và các cái hoàn cảnh khó khăn, đồng hành phối hợp một cách chặt chẽ với chính quyền địa phương để làm sao đảm bảo làm sao mà không để sót, để lọt các hoàn cảnh. Chính quyền phường, ủy ban nhân dân phường làm tốt được công tác điều tiết các cái nguồn thiện nguyện và tôi nghĩ là nó sẽ còn nhiều các cái chương trình thiện nguyện nữa và qua nhiều các tổ chức
chính trị xã hội của địa phương nữa, thì tất cả đều phải tập trung về phường để phường điều tiết, nhưng mà dưới danh nghĩa của nhiều đoàn thể. Thì tôi nghĩ thấy cái việc làm này rất kịp thời và rất cần thiết, và mong muốn rằng các tổ chức thiện nguyện này liên kết với nhau nhiều hơn nữa và sâu rộng khắp trên toàn thành phố hơn nữa, cũng như là lan tỏa khắp các vùng miền để những người thực sự có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ kịp thời nhất. Nhờ sự giúp sức của chính quyền địa phương, các suất nhu yếu phẩm của các nhà hảo tâm đã được chuyển đến tận tay cho bà con nghèo, cho các lao động tự do đang kẹt lại giữa thành phố. Đồng hành cùng mọi người dân để vượt qua đại dịch COVID-19 chính là mong muốn của những người thành lập ra nhóm Facebook Hà Nội giúp nhau vượt qua mùa dịch. Trong thời điểm đời sống của người dân có thu nhập thấp đang gặp khó khăn do dịch bệnh, những mạnh thường quân mong muốn sự hỗ trợ nhưng không đến được trực tiếp trao cho từng người, một nền tảng trực tuyến được nhóm